Các bạn mến, chuyên dịch đã ngưng lâu rồi, lúc nào đăng lại mình không rõ. Nay mình lấy nguồn chuyện cân vớt đăng tiếp, nếu có nhiều người thích mình sẽ đăng hết chuyện. Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên, chuyện cân vớt. Tập 148. Đối mặt vạn thái cực xông tới, ngọn lửa hai mắt chăm chú vào tiểu phượng hoàng trên người, Mai tỷ có thể đoán được đối phương mục đích, bất quá, nàng là biết tiểu phượng hoàng bản lĩnh. Muốn bắt lấy tiểu phượng hoàng cũng không phải đơn giản như vậy. Mở miệng nói, Hương Hương, San Hồng các ngươi hai cái ứng đối vạn thái cực cùng hắn tọa kỵ, nhớ kỹ có thể sát tắc sát, sát bất quá an toàn đệ nhất, dưới thân những cái đó tạp toái giao cho ta cùng thiên hồ. Ân, đã biết Mai tỷ tỷ. Chi chi. Tiểu phượng hoàng cùng Điêu Nhi theo tiếng. Sát. Ngay sau đó Mai tỷ một tiếng sát tự lạc bế, toàn thân kim quang đại tác dựng lên. Ngao. Một tiếng long minh vang vọng phía chân trời. Bỗng nhiên Mai tỷ hóa ra kim long chân thân. Một cái dài chừng 100 mét ngũ trảo kim long xoay quanh ở không. So sánh với Dương Nghị Vân cây số pháp tương chi thân, Mai tỷ hóa thân 100 mét chân long chi thân có vẻ rất nhỏ, nhưng, ở trong mắt người ngoài chấn động nhưng chút nào không thể so Dương Nghị Vân cây số thật lớn pháp tương chi thân kém. Bởi vì đây là chân long. Đương đại tu sĩ công nhận tứ đại thần thú, long đứng hàng đệ nhất. Nhưng nơi này tứ đại thần thú, giảng thuật chính là Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Mà hiện tại Mai tỷ hóa thân ra tới chân long chi thân lại là toàn thân kim quang lộng lẫy quang mang vạn trượng, là một cái kim long. Long tộc lấy kim vì nhất, ngũ trảo kim long không hề nghi ngờ chính là thế gian trong long tộc hoàng tộc. Nhất huyết thống cao quý. Cận đại tu sĩ giới, đừng nói ngũ trảo kim long, chính là Thanh Long đều khó có thể nhìn thấy, hiện tại xuất hiện một cái ngũ trảo kim long. Cái này chấn động đối ở đây mấy chục danh tán tiên có thể nghĩ. Ngao. Lảnh lót long minh vang vọng ở toàn bộ Chí Tôn Sơn, xoay quanh ở giữa không trung, kim long chi uy áp tản mát ra đi, phạm vi mấy chục dặm Chí Tôn Sơn điểu thú rên rỉ nổi lên bốn phía. Long, long, kim long, sao có thể? Có người ngơ ngác tự nói ra tiếng, thanh âm có chút run. Mai tỷ hóa thân mà ra, làm tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Toàn trường người một chỉnh tạm dừng nhìn về phía chân trời. Này trong đó ngay cả vạn thái cực cũng là sửng sốt, không tự chủ được dừng lại nhìn về phía chân trời xoay quanh kim long. Vạn thái cực trong lòng vô cùng chấn động, hắn không đem nghĩ đến đương kim chi thế, cư nhiên còn có ngũ trảo kim long tồn tại. Ngay sau đó phản ánh lại đây sau, vạn thái cực trong lòng lại là mừng như điên, hiện tại mặc kệ thần cầm phượng hoàng có tồn tại hay không, đều không quan trọng. Chỉ cần hắn có thể thu phục này ngũ trảo kim long, ngày sau bảy chuyển tán tiên thiên kiếp liền có bảo đảm. Ở vạn thái cực cảm thụ chung này ngũ trảo kim long thực lực tựa hồ cũng không phải thực cường đại, nhiều nhất căng chết chính là cái trước mặt 6 chuyển cấp bậc, thậm chí trước mặt đều tính không đến, ngũ chuyển tán tiên cấp bậc đỉnh thiên, bắt lấy này ngũ trảo kim long đối hắn cái này ra tiếng vạn linh thánh địa tán tiên tới nói không là vấn đề, bởi vì vạn linh thánh địa tu luyện công pháp cùng pháp thuật nghiên cứu chính là cùng yêu thú giao tiếp. Tỷ như hắn dưới thân tỏa kỵ cọp răng kiếm, chính là hắn nhĩ một tay hàng phục dạy bảo. Liền vào giờ phút này, lại là một tiếng thét dài dựng lên, vi. Lại là tiểu phượng hoàng hóa thân. Dương cánh mười mấy mét, toàn thân tản ra màu tím nhạt ngọn lửa năm màu phượng hoàng phóng lên cao. Phía chân trời phía trên rồng bay phượng múa. Ngay sau đó có là một tiếng bén nhọn tiêu thanh, chi. Cái này tiếng kêu có chút đâm thủng màng tai, mọi người ngơ ngác nhìn lại. Trên mặt đất cái kia nhiếp nhân tâm phách yêu diễm nữ tử, toàn thân bạch quang khoan thai dựng lên, tại hạ một khắc hóa thành một đầu cao ước 9 mét nhiều có, chiều cao mười mấy mét tuyết trắng hồ ly. Mấu chốt là, này đầu bạch hồ phía sau đong đưa dựng lên suốt 9 điều dài chừng 9 mét cái đuôi. Cửu vĩ hồ yêu, đồng dạng là thiên địa dị thú. Thế gian hồ yêu chiếm đa số, nhưng có thể tiến hóa đến cửu vĩ hồ yêu lại là sẽ không có nhiều ít. Chỉ chớp mắt công phu, ngũ trảo kim long. Thần cầm phượng hoàng, cửu vĩ hồ yêu, phong phong hóa thân mà ra. Đương nhiên trên mặt đất, ở cửu vĩ hồ bên người không xa, còn có một đầu toàn thân lông tóc ánh vàng rực rỡ, bốn chảo thoạt nhìn sắc bén vô cùng Điêu Nhi. Chi chi, Điêu Nhi gầm rú sau lưng một đôi cánh chim triển khai, vèo một chút hóa thành một đạo kim quang biến mất trên mặt đất, ngay sau đó tái xuất hiện đã tới rồi giữa không trung phượng hoàng bên người. Có người kinh hô một tiếng nói, trong truyền thuyết dị thú phi thiên thần trồn. Lấy tầm bảo mà nổi tiếng tam giới, Dương Nghị Vân tiểu tử này rốt cuộc là người nào, bên người tùy tùy tiện tiện liền xuất hiện bốn đầu thần thú. Mai tỷ, tiểu phượng hoàng, thiên
Thiên Hồ, Điêu Nhi bốn cái lần lượt biến thân, làm ở đây mấy chục danh tán tiên tất cả đều ngây ngẩn cả người, cho bọn hắn mang đến thật lớn trong lòng đánh sâu vào. Thần thú thần cầm thét dài vang vọng phía chân trời, truyền ra đi rất xa rất xa. Giữa sân đồng dạng bị chấn động đến vạn thái cực, lúc này ánh mắt nheo lại, ánh mắt lửa nóng chăm chú vào này đó thần thú trên người, hắn cảm giác chung kỳ thật này đó thần thú đều không tính thành niên, hoặc là nói khoảng cách các nàng huyết mạch hoàn toàn phản tổ còn rất sớm, nhìn như khí thế cường đại, kỳ thật một đám thực lực hẳn là đều giống nhau. Lúc này hắn chuẩn bị chạy nhanh ra tay, nếu không thét dài thanh đã truyền đi ra ngoài, chưa chừng 36 núi lớn phong những cái đó so với hắn tu vi còn cao 6 chuyển lão quỷ phát hiện là thần thú lúc sau, tất nhiên sẽ tiến đến. Đến lúc đó canh đều sẽ không có hắn. Nghĩ đến đây, vạn thái cực toàn thân khí thế bỗng nhiên đại tác phẩm, trầm thấp một giống, một dậm chân tận trời mà khí, giờ khắc này hắn cái thứ nhất mục tiêu đặt ở tiểu phượng hoàng trên người. Trong lòng nghĩ lấy được ở 36 núi lớn phong những cái đó cao thủ tiến đến phía trước, đầu tiên bắt lấy một đầu thần thú. Nếu không canh cũng chưa uống, vạn thái cực rõ ràng, hắn cái này 6 chuyển tán tiên ở này đó ngũ chuyển tán tiên trong mắt là cao thủ, chính là đặt ở 36 núi lớn phong chung, không đáng kể chút nào. Ở nơi nào có 6 chuyển trung kỳ hậu kỳ tán tiên tồn tại, càng có tam đại lão tổ tất cả đều là 6 chuyển đại viên mãn đỉnh tồn tại. Nơi này động tính hiện tại lớn như vậy, vạn thái cực tin tưởng nhất định sẽ kinh động những cái đó tối cao tầng lão bất tử tiến đến. Cho nên lúc này dành trước ra tay. Tuyệt đối là không sai. Đến nỗi mặt khác ngũ chuyển tán tiên tưởng cùng hắn tranh đoạt còn kém xa. Nếu có thể đem này cơ đầu thần thú thần cầm tất cả đều hàng phục đó là không còn gì tốt hơn. Nhân tâm tham lam chính là như vậy tới. Vạn thái cực nhìn chằm chằm tiểu phượng hoàng, còn nhớ thương kim long cùng cửu vĩ hồ, cùng với điêu nhi. Đương nhiên hắn cũng biết muốn toàn bộ bắt lấy này đó thần thú không quá hiện thực, hiện tại đem ánh mắt đặt ở tiểu phượng hoàng trên người. Ấn xuống tiểu phượng hoàng cũng là đại cơ duyên. Ở vạn thái cực trong mắt, tốt nhất chính là kim long cùng tiểu phượng hoàng, mà ở hai người bên trong, hắn cho rằng tiểu phượng hoàng muốn nhược một ít, có thể thực mau bắt lấy. Đến nỗi kim long cảm giác thượng muốn so tiểu phượng hoàng khó đối phó. Trên thực tế đâu? Nếu vạn thái cực biết tiểu phượng hoàng màu tím phượng hoàng ngọn lửa có thể đốt tới 6 chuyển cấp bậc cao thủ, có lẽ hắn liền sẽ không đem cái thứ nhất mục tiêu đặt ở tiểu phượng hoàng trên người. Trong nháy mắt vạn thái cực phi thân dựng lên, trong tay quang mang đại tác, một đôi nhìn như khô khốc tay, ở thời điểm này biến thành đỏ đậm chi sắc, trong miệng phát ra tối nghĩa khó hiểu âm phù, như là nào đó cổ xưa nguyền rủa giống nhau. Một đôi lão mắt cũng biến thành xanh sẫm chi sắc, một cái lắc mình hết sức, đã tới rồi trời cao phía trên, khoảng cách tiểu phượng hoàng hơn 20 mễ tay, bạo giống một tiếng đôi tay đối với tiểu phượng hoàng cách không chộp tới. Hai chỉ to lớn bàn tay to hợp lực dưới. Che trời nhiệt dung riêng hóa thành trăm mét chi thật lớn, tả hữu hợp lực đối với tiểu phượng hoàng xuất kích, nhìn như muốn đem tiểu phượng hoàng chộp vào hắn pháp lực thêm vào trong tay. Đồng thời gian Dương Nghị Vân lại là trước hết ra tay, vây quanh hắn 30-40 danh tán tiên, còn chìm vào ở mai tỷ cùng tiểu phượng hoàng đã thiên hồ mấy cái biến thân chung, lúc này Dương Nghị Vân vận chuyển kim cương chí tôn, cảm thụ được pháp tắc chi thế, hướng về một đôi thật lớn bàn tay đi dẫn đường. Lão nhân nói qua muốn cho hắn đem pháp tắc chi lực dung hợp tiến 12 chí tôn thần thông chung đi chiến đấu, tuy rằng trước kia chưa từng có đi nếm thử quá, nhưng Dương Nghị Vân biết này kỳ thật không khó. Hắn có thể đem pháp tắc chi lực dung nhập nói kiếm pháp chung, là có thể dung hợp ở chí tôn thần thông chung. Thế gian vạn pháp đi đến cuối cùng đều có thể dùng một câu vạn pháp quy tông khái quát. Cho nên hắn cho rằng không khó. Có lão nhân thần hồn chi lực mượn cho hắn. Liền tính là đi hiện trường tìm hiểu vận dụng cũng sẽ không quá khó. Pháp tắc chi lực chính là một loại thiên địa chi thế, yêu cầu dùng thần hồn đi cảm thụ dẫn đường, chân nguyên cùng chí tôn thần thông đó là có sẵn. Dưới tình huống như vậy, Dương Nghị Vân đối mặt 30 mấy cái tán tiên, thúc giục thần hồn lúc sau, lập tức liền cảm nhận được quanh mình thiên địa xuất hiện một cổ không đếm được nói không rõ, nhìn không thấy sở không được lực lượng, nhưng rồi lại chân thật tồn tại. Lúc này Dương Nghị Vân cười. Ngay sau đó hắn há mồm nói, kim cương chí tôn. Thúc dục trong cơ thể chân nguyên, cây số chi cao pháp tương chi thân, đỉnh thiên lập địa ở trong thiên địa, một đôi tay tản ra lộng lẫy kim quang, che trời đối với 30-40 danh tán tiên chụp đi xuống. Thật lớn song trưởng đi xuống rơi đi thời điểm, mang theo từng trận gió lốc tiếng động, cuồng phong gào thét, vân lôi cuồn cuộn mà động. Thậm chí là tại đây một khắc không gian đều ở vặn vẹo chung. Dương mẫu nhân một đôi thật lớn bàn tay chớp động mà xuống thời điểm,
phía dưới núi rừng ở xôn xao vang lên. Răng rắc và, chính là ba người ôm hết che trời đại thụ đều đã phát từng tiếng nặng nề rung động. Cát bay đá chạy, một đôi thật lớn bàn tay còn không có rơi xuống đi, cũng đã làm trên mặt đất trước mắt hỗn độn. Mà giờ phút này ba bốn mươi danh tán tiên một đám sắc mặt đại biến. Bọn họ đối Dương Nghị Vân từ lúc bắt đầu liền không như thế nào đi để ý, thậm chí Dương Nghị Vân hóa ra cây số pháp tương chi thân, cũng đều tin tưởng Vạn Thái Cực lời nói đây là thủ thuật che mắt là ảo giác mà thôi. Chính là hiện tại bọn họ lại là biết, Dương Nghị Vân cây số chi cự, nhưng một chút đều không có giả dối, nhân ra đây là thật thật tại tại pháp tương chân thân, dựng lên là có thể phát huy ra thật lớn thần thông pháp tướng. Giờ khắc này rất nhiều tán tiên cảm nhận được không gì sánh kịp thiên địa uy áp, ruột đều hối thanh, sớm biết rằng liền tránh thoát. Hiện tại tưởng nhiều đều trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng mấu chốt là nếu ngạnh kháng nói, tại đây chờ khủng bố hơi thở hạ, có thể kháng xuống dưới sao? Điểm này ai cũng không biết. Mọi người đều cảm thụ này cổ cường đại vô cùng hơi thở xuống dưới, lực lượng hơi thở tựa hồ so với bọn hắn này đó ngũ chuyển tán tiên lực lượng còn phải cường đại. Ai mẹ nó nói Dương Nghị Vân là phi thăng cảnh? Là mẹ nó Vạn Linh chân nhân kia mấy cái tạp toái, truyền âm tới nói là Dương Nghị Vân tiểu tử này là phi thăng cảnh đại viên mãn tu vi, kết quả bọn họ tin, này đó tin tà. Bực này khủng bố hơi thở lực lượng, sao có thể là một cái phi thăng cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể phát ra tới? Sở hữu bị Dương Nghị Vân kim cương chí tôn thần thông bao phủ ở một đôi bàn tay khổng lồ hạ tán tiên trong lòng đều có hiểu rõ sợ hãi. Nhưng là tới rồi sống chết trước mắt hết sức, oán giận ai cũng chưa dùng, quái chỉ có thể trách bọn họ chính mình lòng tham, nghe nói là tán tiên lão tổ điểm quá danh Dương Nghị Vân, mọi người đều làm không ra sơn. Đều muốn bắt đến Dương Nghị Vân ở tán tiên lão tổ trước mặt tranh công, này đó xem như ngốc bức. Không có thời gian lại đi oán giận, lúc này ba bốn mươi danh tán tiên một đám toàn thân bộc phát ra cường đại hơi thở, quang mang đủ mọi màu sắc dựng lên, đều lấy ra chính mình thật bản lĩnh. Ứng đối Dương Nghị Vân che trời một đôi cự trường. Nếu trốn không xong, vậy chỉ có thể đem hết toàn lực chết khiêng, ai pháp lực cường đại, ai là có thể mạng sống xuống dưới. Ầm 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 oanh, mấy chục đạo hơi thở bùng nổ, hội tụ thành tiếng sấm rung động thanh. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân còn lại là hai tròng mắt chung một mảnh lạnh nhạt chi sắc, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết sạch này đó vương bát đản. Cho các ngươi một đám cùng tiểu gia đối nghịch. Thật đương tiểu ra là dễ khi dễ không thành. Hai trưởng chụp bất tử các ngươi, ta dùng 20 trưởng làm chết các ngươi. Rốt cuộc một đôi che trời cự trưởng đối với 30-40 tên tán tiên rơi xuống. Ầm vang. Trong thiên địa chỉ còn lại có như vậy một thanh âm. Kinh thiên động địa. Ở Dương Nghị Vân cự trưởng rơi xuống khoảnh khắc, giống như là bom nguyên tử bùng nổ giống nhau, còn không có ai đến mặt đất, đại địa liền chấn động lên. Cỏ cây cự thạch đại thụ ở thật lớn vô cùng lực lượng hạ, hóa thành cho tàn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành hôi hôi. Đại địa ở Dương Nghị Vân cự trưởng rơi xuống hết sức, răng rắc một tiếng nứt ra rồi một cái khe, hơn nữa càng ngày càng khoan càng ngày càng trường, oanh một chút cả tòa sơn chia làm hai đại nửa, xuất hiện một cái 100 mét chi khoan kéo dài đi ra ngoài hơn 1000 mét đại hồng câu. A a a a, từng tiếng kêu thảm thiết động tác nhất trí vang lên. Thật lớn lực lượng bùng nổ mà xuống. Ba bốn mươi danh tán tiên cư nhiên tại đây một khắc cơ hồ trước sau đồng thời kêu thảm thiết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bọn họ phòng ngự ở Dương Nghị Vân cự trưởng dưới bất kham một kích, sôi nổi rách nát, ngay sau đó kêu thảm thiết chung một đám tán tiên thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành từng đoàn huyết vụ, hoàn toàn tan thành mây khói. Từng trận tính lên, 5-6 danh tán tiên trừ bỏ đối phó Mai Tỷ mấy cái 8 gã. Dư giả 44 danh tán tiên Dương Nghị Vân song trưởng dưới mất mạng. Cây số cử chỉ pháp tương chi thân, dung hợp pháp tắc chi lực, mượn dùng lão nhân thần hồn chi lực, lấy 12 chí tôn đệ nhất là thần thông kim cương chí tôn thi triển ra tới, liền nhất cử xử lý 44 danh ngũ chuyển tán tiên. Như thế chiến kỹ như thế thần thông uy lực, đủ để cho toàn bộ tán tiên đảo thậm chí là toàn bộ tu giả giới khiếp sợ. Dương Nghị Vân cũng bị chính mình này một kích kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới lão nhân chí tôn thần thông có thể phát huy ra như thế thật lớn lực lượng. Hoặc là nói đây là lão nhân công lao đi, bởi vì giờ phút này hắn toàn thân đều tràn ngập lão nhân truyền mà đến thần hồn chi lực, dung hợp pháp tắc kim cương chí tôn lại là không nghĩ tới có thể phát huy ra bực này đáng sợ lực lượng. Nhưng cũng có hậu di chứng, có lẽ là dùng sức quá độ, trong thân thể hắn lực lượng tiêu hao hơn phân nửa,
rồi sau đó cây số chi cự pháp tương chi thân rút nhỏ một vòng, từ cây số tới rồi 600 nhiều mễ. Nhưng cứ việc như thế, hắn giờ phút này đã quen biết đứng thẳng ở trong thiên địa một tôn sát thần. Cùng thời gian bên kia vạn thái cực cùng tiểu phượng hoàng giao thủ. PP, tiểu phượng hoàng đối mặt vạn thái cực một đôi chảo lại đây, trực tiếp ở thét dài sau miệng hộc ra màu tím ngọn lửa, nàng nhớ kỹ Mai tỷ nói, tốc chiến, ra tay không cần lưu thủ, có thể một lần xử lý tốt nhất. Cho nên tiểu phượng hoàng vừa ra đánh chính là cường đại màu tím ngọn lửa, hướng chết đốt cháy vạn thái cực. Đương nhiên vạn thái cực cũng không phải đèn cạn dầu, hắn tuy rằng là sơ cấp 6 chuyển tán tiên chính là còn có một đầu cường đại cọp răng kiếm tỏa kỵ tồn tại, hai người thêm ở bên nhau, có thể so với 6 chuyển tán tiên trung kỳ, thực lực không thể khinh thường. Tu luyện chi đạo đều có cảnh giới thượng đường danh giới, tam, 6, 9, 12, chính là tán tiên tứ đại đường danh giới, mỗi vượt qua một cái thực lực đều đem là phiên bội tăng trưởng. Cho nên nói vạn thái cực cái này 6 chuyển tán tiên vẫn là có thực lực. Bất quá giờ phút này hắn pháp lực ngưng tụ mà ra một đôi bàn tay khổng lồ cùng tiểu phượng hoàng màu tím ngọn lửa đã tương giao ở cùng nhau. Ầm vang, nặng nề rung động chung, chỉ thấy vạn thái cực một đôi pháp lực ngưng tụ bàn tay to tản ra chói mắt bạch quang cùng tiểu phượng hoàng màu tím ngọn lửa va chạm ở bên nhau sau, ngay sau đó vạn thái cực lại là sắc mặt đột biến, ở hắn trong tầm mắt, chỉ thấy chính mình chói mắt bạch quang đôi tay bị tiểu phượng hoàng màu tím ngọn lửa đồng hóa. Gần là trong nháy mắt sự hắn một đôi pháp lực ngưng tụ tay, lại là bị đồng hóa, thậm chí có thể nói là bị tiểu phượng hoàng màu tím ngọn lửa cắn nuốt. Cái này làm cho vạn thái cực sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau mà đi. Bởi vì tiểu phượng hoàng màu tím ngọn lửa dư thế không giảm trực tiếp đối với hắn tập kích mà đến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu là không để ý tới nói, tiểu phượng hoàng màu tím ngọn lửa tuyệt đối có thể thương đến hắn. Nhưng mà chính là lúc này. Vạn thái cực cảm giác sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, ngay sau đó hắn cảm nhận được một cổ tử cường đại uy áp, hướng Phật ở toàn bộ Chí Tôn Sơn. Dư quang trung vạn thái cực vừa lúc thấy được Dương Nghị Vân lấy che trời đôi tay chụp được, 44 danh ngũ chuyển tán tiên không một may mắn thoát khỏi, bọn họ thân thể một đám tạc vỡ ra tới, cùng những cái đó sơn là cỏ cây giống nhau, hóa thành hôi hôi. T. Vạn thái bình hít hà một hơi. Hắn chưa từng có nghĩ tới có người có thể đủ song trưởng dưới chụp chết 44 danh ngũ chuyển tán tiên. Quá hắn sao đáng sợ, như thế danh tác, đại thần thông, sợ là chỉ có kia mấy cái tán tiên lão tổ mới có thể làm được đi. Đang xem trên mặt đất nứt ra rồi cái kia đại hồng câu, một cổ hàn khí từ vạn thái bình cột sống dâng lên. Lúc này vạn thái bình trong lòng chỉ có một ý tưởng chạy. Hắn trong mắt tu vi yếu nhất Dương Nghị Vân ngược lại là cái lợi hại nhất nhân vật, hoặc là có thể nói. Dương Nghị Vân bên người này những thần thú thần cầm liền không có mấy cái nhược. Lúc này Vạn Thái Bình bị Dương Nghị Vân bút tích cấp kinh sợ tới rồi, hắn ở thời điểm này phân thần, một phân thần liền có hại. Bởi vì tiểu phượng hoàng một đạo ngọn lửa đốt tới trên người hắn. A! À, hét thảm một tiếng từ Vạn Thái Bình trong miệng truyền ra tới. Hắn nếu là chẳng phân biệt thần nói, là có năng lực tránh thoát tiểu phượng hoàng này một đạo dư ba ngọn lửa. Kết quả vừa lúc bên kia Dương Nghị Vân đối 44 danh tán tiên động thượng thủ, kinh thiên động tĩnh làm vạn thái cực phân thần, cái này liền ăn mệt. Tiểu phượng hoàng màu tím ngọn lửa cũng không phải là đùa giỡn, phi thường bá đạo. Tuy rằng là dư ba chính là lần này cũng làm vạn thái cực nếm tới rồi cái gì là phong hỏa ngọn lửa đốt cháy tư vị. Ở kêu thảm thiết chung vạn thái cực lại một chút hoảng sợ lên, trên người hắn màu tím ngọn lửa cư nhiên dập tắt không được, còn không có cái gì ngọn lửa là dập tắt không được. Chẳng sợ hắn dùng tán tiên mà nguyên lại diệt, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại cảm giác hắn lực lượng bị màu tím ngọn lửa cắn nuốt. Cái này vạn thái cực sợ hãi. Càng là không dám ở lưu lại đi xuống, trong đầu một khắc trước còn nghĩ bắt lấy một đầu phượng hoàng tới tu luyện, hiện tại lại là đã vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Vèo một chút, vạn thái cực chịu đựng ngực một đóa tắt không được ngọn lửa chạy thoát. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng thét dài ở bên tai hắn vang lên. Chi? Vạn thái cực chỉ cảm thấy nhãn tuyến một hoa, tựa hồ là một đạo lộng lẫy kim sắc hiện lên. Ngay sau đó hắn lại là cảm nhận được, chính mình cổ một trận lạnh cả người. Phốc! Giữa không trung vạn thái cực, nghe được một tiếng trọng áp dưới phun nước thanh âm. Ngay sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc thấy rõ vừa rồi kim quang là thứ gì, không có bất luận cái gì linh lực dao động là có thể tới gần hắn, mấu chốt là dán hắn cổ chợt lóe rồi biến mất. Tốc độ so với hắn cái này 6 chuyển tán tiên còn nhanh, cũng chưa thấy rõ ràng.
lại là Dương Nghị Vân bên người kia đầu điêu nhi, triển khai hai cánh phi ở giữa không trung chắn trước mặt hắn. Giống. Lúc này Vạn Thái Cực tọa kỵ cọp răng kiếm tựa hồ mới phát hiện một cái đại địch, hậu chi hậu giác đối với điêu nhi gầm rú một tiếng. Chính là đối với Vạn Thái Cực tới nói hết thảy đều xong rồi. Bởi vì cổ hắn động tác nhất trí đứt gãy. Nghe được phun nước thanh chính là hắn cổ sớm phun huyết, hoặc là nói ở bay hơi. Trước mắt tối sầm Vạn Thái Cực ý thức lâm vào trong bóng đêm. Lúc này trên mặt đất kỳ thật còn có một người không có động, đó chính là Thông Thiên Cung Mỹ Phụ Tán Tiên. Nàng từ lúc bắt đầu liền không muốn cùng Dương Nghị Vân là địch, cho nên người khác đều xông lên đi sau nàng không nhúc nhích thân, chỉ là ở quan khán chiến trường. Nàng thấy được Dương Nghị Vân cây số chi cự pháp tương song trưởng chi uy, thấy được tiểu phượng hoàng bá đạo màu tím ngọn lửa tập kích Vạn Thái Cực. Ngay sau đó lại thấy được cái loại này phi thiên thần trồn hóa thành một đạo mau quá tia chớp giống nhau kim quang, ở muốn chạy trốn Vạn Thái Cực trên cổ xẹt qua, lúc sau liền nhìn đến Vạn Thái Cực trở thật lớn hai mắt, một viên đầu chuyển nhà, từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp rơi xuống tiến vào Dương Nghị Vân song trưởng bổ ra đại hồng câu chung. Tiếp theo là Vạn Thái Cực vô đầu thi thể từ cọp răng kiếm trên lưng lăn xuống mà xuống. Nhưng kia chỉ điêu nhi lần thứ hai lắc mình, thẳng đến Vạn Thái Cực thi thể mà đi, chính là Vạn Thái Cực tọa kỵ lại là đối với điêu nhi gầm rú một tiếng, kết quả điêu nhi toàn thân lông tóc đứng chổng ngược dựng lên, đối với Vạn Thái Cực tọa kỵ cọp răng kiếm phát ra một tiếng thẳng xuyên tận trời gầm rú, chi. Một tiếng đâm thủng màng tai gầm rú qua đi, cọp răng kiếm không chút do dự xoay người liền chạy, căn bản không dám cùng điêu nhi đối cầm. Lại tiếp theo, điêu nhi hóa thành một đạo kim quang một chút xuyên thấu Vạn Thái Cực thân thể, ngay sau đó Vạn Thái Cực năm đầu thân thể chia năm xẻ bảy, chính là điêu nhi móng vuốt nhỏ thượng xuất hiện một viên pháp lực đạo tâm. Ở Thông Thiên Cung Mỹ Phụ mí mắt thẳng nhảy chung điêu nhi một ngụm cắn nuốt thuộc về Vạn Thái Cực pháp lực đạo tâm. Đến tận đây Vạn Thái Cực hoàn toàn tan thành mây khói. Cùng thời gian Mai Tỷ Long Minh vang vọng ở phía chân trời, vài tên ngay từ đầu có ý đồ với nàng tán tiên. Cũng là đã chịu Dương Nghị Vân chém giết hơn 40 danh tán tiên kinh sợ lúc sau, phân tâm, kết quả bị Mai Tỷ một kích thần long bái vĩ quét ngang trong tai, tiếp theo thét dài một tiếng một ngụm kim sắc long tức nhổ ra, trực tiếp đem bốn gã tán tiên bốc hơi, biến thành hư vô. Giờ này ngày này Mai Tỷ một ngụm long tức cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận. Đến nỗi trên mặt đất thiên hồ hóa thân lúc sau, đồng dạng có ba cái không muốn sống vọt đi lên. Lại là bị thiên hồ hai tròng mắt bùng nổ mà ra hồng quang long bao phủ nhiếp hồn, ba cái tán tiên lập tức ánh mắt liền tan rã lên, cư nhiên bắt đầu lẫn nhau đánh lên. Thiên hồ tuy rằng là mấy người trung tu vi tương đối nhược một cái, chính là nàng lại là chân chính cửu vĩ hồ, hồ tộc trời sinh có mị hoặc chi thuật, một đôi mắt trung bộc phát ra tới màu đỏ chính là nhiếp nhân tâm thần thần thông. Trực tiếp làm ba cái tán tiên chúng chiêu lẫn nhau khắp lên, căn bản liền không có bị đánh thiên hồ lông tóc. Mỗi một khắc thiên hồ cửu vĩ đối với ba cái tán tiên phân biệt mà đi, muốn một kích đánh chết ba người. Ầm ầm ầm, một trận hỗn vang qua đi, lại thấy ba cái tán tiên trên người quang mang đại tác, tẫn nhiên đem thiên hồ cửu vĩ cấp ngạnh sinh sinh kháng xuống dưới. Đây là tán tiên độc hữu phòng ngự, thiên hồ cái đuôi không có phá vỡ ba người phòng ngự, ngược lại tại hạ một khắc làm ba cái tán tiên thanh tỉnh lại đây. Thiên hồ phòng ngự gần là làm ba cái tán tiên tay đánh va chạm hộc máu. Nói đến cùng vẫn là thiên hồ tu vi kém một bậc, cùng ngũ chuyển tán tiên chi gian chênh lệch lớn rất nhiều. Bị đánh tỉnh táo lại ba cái tán tiên tức khắc giận dữ hướng về thiên hồ vọt qua đi. Loại tình huống này tương đương là cục diện mất khống chế phản bị phản phệ giống nhau, trong lúc nhất thời thiên hồ ngược lại lâm vào nguy nan. Nàng sử dụng mị hoặc chi mắt cũng là có đại giới, là có hạn chế, không phải tùy thời đều có thể dùng, bị ba cái tán tiên phản công lại đây, thiên hồ trong lúc nhất thời sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá nàng có thể lấy một kích chi lực, một chút mê hoặc trụ ba cái ngũ chuyển tán tiên, bực này năng lực đã xem như nghịch thiên. Giờ khắc này thiên hồ nhìn gần ngay trước mắt, bộ mặt dữ tợn phát lại đây ba cái tán tiên cười khổ nói, vẫn là kém một đoạn, nếu là lại cho ta một giáp giờ tí gian tu luyện, này ba cái tán tiên bức tử. Trong lòng cười khổ, thiên hồ nhắm hai mắt lại, nàng thi triển mị hoặc chi mắt sau thân thể tiến vào suy yếu kỳ, không có lực lượng ở đi phản kháng. Phốc phốc phốc. Sau đó ngay sau đó ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà thiên hồ còn lại là đợi nửa ngày không cảm thụ công kích, trợn mắt nhìn lại, lại là Dương Nghị Vân đổ long kiếm huyền phù ở nàng trước mặt, mà giờ phút này Dương Nghị Vân còn lại là thu hồi pháp tương biến trở về bình thường hình thể, cười ngâm ngâm nhìn nàng. Không có việc gì. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không nhìn thiên hồ bị thương,
trên thực tế hắn vẫn luôn cũng ở quan sát đến giữa sân các nàng mấy cái tình huống. Một hồi đại chiến xuống dưới, Dương Nghị Vân thực vui mừng, đại gia thực lực đều so sánh với mấy trăm năm trước, có chất biến hóa. Mai tỷ hiện tại một ngụm long tức đã đạt tới cơ hồ có thể dây ngũ chuyển tán tiên nông nỗi, mà tiểu phượng hoàng màu tím ngọn lửa hiện tại trực tiếp có thể uy hát Iota đến 6 chuyển lúc đầu cấp bậc tán tiên, rất cường đại. Điêu Nhi liền càng không cần phải nói, ra tay quả thực là quỷ mị giống nhau, cấp Dương Nghị Vân cảm giác, Điêu Nhi một đôi sắc bén lợi chảo, bất luận cái gì cao thủ phòng ngự đều có thể phá. Thiên Hồ cũng không tồi, phía trước nhìn đến nàng hai mắt bùng nổ hồng quang lúc sau, ba cái tán tiên chính mình liền loạn cả lên, tuy rằng cuối cùng không có thể đánh chết ba cái tán tiên, chính là có thể làm ba cái tán tiên tự loạn đầu trận tuyến, này đã là thực ghê gớm thủ đoạn. Dương Nghị Vân nghĩ đến hẳn là hồ tộc độc hữu mị hoặc chi thuật, hiện tại Thiên Hồ đã có thể mơ hồ năm chuyển cấp bậc tán tiên, nếu là chờ nàng tu vi lại tiến thêm một bước, ba cái năm chuyển không đủ nàng xem. Liền tính là tình huống hiện tại, chỉ cần cấp Thiên Hồ bên người phóng một cái giúp đỡ, Thiên Hồ thi triển mị hoặc chi thuật mơ hồ trụ địch nhân, một cái khác ra tay giết địch, quả thực chính là vô địch tồn tại. Vừa rồi nhìn bầu trời hồ thiếu chút nữa bị ba cái tán tiên phản phệ, Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không làm nàng bị thương, tan đi pháp tương chi thân, một nhà mà ra liền chém ba cái tán tiên, xuất hiện ở Thiên Hồ trước mặt. Thiên Hồ nhìn đến Dương Nghị Vân xuất hiện ở trước mắt, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, mở miệng nói, cảm ơn. Nàng xác cũng là bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Dương Nghị Vân khóe miệng một liệt, làm gì muốn khách khí như vậy, ta cũng là thuận tay mà làm, chủ yếu là ngươi làm ba cái tán tiên tâm thần rối loạn, bằng không chém giết bọn họ cũng không nhẹ nhàng như vậy. Trung quy là ngươi thực lực cường đại, điểm này không thể phủ nhận. Thiên Hồ thả lỏng lại sau toàn thân bạch quang chợt lóe hóa thành hình người mặt mang mỉm cười, nhưng giờ phút này nàng cái trán tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt cũng có vẻ thực tái nhợt. Ngồi xuống điều trị một chút lại nói, Dương Nghị Vân biết Thiên Hồ phía trước mê hoặc ba cái tán tiên, tất nhiên cũng là thi triển nào đó bí pháp, thường thường càng là bí pháp, tất nhiên sẽ đi ra ngoài đại giới. Hắn cũng giống nhau, tuy rằng vừa rồi nhất cử chém giết hơn 40 danh tán tiên, có một bộ phận trợ lực cũng là đến từ lão nhân thần hồn chi lực. Nhưng hắn đồng dạng cũng cảm thấy suy yếu, càng là uy lực cường đại sát chiêu, liền càng là tiêu hao pha đại. Nói chuyện chung hắn cấp Thiên Hồ hai viên mẫu thụ linh đào, nhìn nàng khôi phục điều trị. Ân, Thiên Hồ cũng không cùng Dương Nghị Vân khách khí, tiếp nhận hai viên linh đào dùng bắt đầu điều trị. Giờ phút này Mai Tỷ đi tới nói, Vân Tử cái nào nữ nhân làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân vừa chuyển đầu, nơi xa Thông Thiên Cung Mỹ Phụ bị Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi vây quanh như hổ rình mồi. Nếu không phải nữ nhân này từ đầu đến cuối đều đứng ở tại chỗ không có động thủ, sợ là Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi đã sớm động thủ. Đối với Thông Thiên Cung tên này, Mỹ Phụ Dương Nghị Vân biết nhân ra từ lúc bắt đầu liền đối chính mình không ác ý, thậm chí còn truyền âm nhắc nhở quá nàng trốn chạy, hắn cũng tự nhiên sẽ không khó xử nàng. Qua đi nhìn xem, nàng không phải địch nhân. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ nói chuyện, hướng về trước Thông Thiên Cung Mỹ Phụ đi đến. San Hồng, Hương Hương lui ra. Nàng không phải địch nhân. Dương Nghị Vân làm Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng thả lỏng đối Thông Thiên Cung Mỹ Phụ giải thích. Giờ phút này Diệu Huyền nhìn, nghe Dương Nghị Vân hướng về nàng đi tới, trong ánh mắt là phi thường phức tạp, đương nhiên nàng này phân phức tạp càng có rất nhiều, đối Dương Nghị Vân thực lực phức tạp. Phía trước nàng còn nhắc nhở Dương Nghị Vân trốn chạy, nàng còn nghĩ giúp Dương Nghị Vân chu toàn một chút, ai biết chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân cùng hắn đồng bọn liền giết sạch rồi sở hữu tán tiên. Này trong đó còn có một người sáu chuyển tồn tại. Như thế thực lực thủ đoạn hôm nay làm nàng Diệu Huyền khiếp sợ tột đỉnh. Đồng thời Diệu Huyền trong lòng cũng may mắn, hôm nay nàng không có động thủ, càng may mắn chính là, Dương Nghị Vân cùng Thông Thiên Cung chất nữ Tím Hà là sư tỷ đệ quan hệ, nàng mới có thể ở vào suy xét Tím Hà, mà đối Dương Nghị Vân không có động thủ, thậm chí tưởng giúp hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng phía trước lo lắng đều dư thừa, Dương Nghị Vân thực lực vượt quá tưởng tượng. Nếu là từ lúc bắt đầu nàng liền đi theo mặt khác tán tiên đối Dương Nghị Vân động thủ, lúc này nàng cũng đã chết. Nhưng đồng thời Diệu Huyền lại một lần lo lắng, bởi vì nàng biết kế tiếp tất nhiên sẽ là 36 núi lớn phong cao giai tán tiên ra tay, hôm nay động tĩnh quá lớn, tuyệt đối đã kinh động những cái đó ở trong núi tu luyện lão quỷ. Thậm chí còn chưa chừng đại biểu cho mấy đại thánh mà ba vị tán tiên lão tổ cũng đều đã biết vừa mới phát sinh sự. Nếu là những cái đó cao giai tán tiên ra tay hoặc là tam đại tán tiên lão tổ ra tay, Dương Nghị Vân liền tính ở cường đại, phỏng chừng hôm nay cũng huyền.
có thể một hơi chém giết hơn 40 danh ngũ chuyển tán tiên, cũng không đại biểu có thể chém giết cao giai 6 chuyển tán tiên. 5 chuyển cùng 6 chuyển chi gian, nghe đi lên chỉ là kém vừa chuyển cảnh giới, kỳ thật thực lực chênh lệch khác nhau một trời một vực. Còn nữa Dương Nghị Vân mấy người có thể chém giết 6 chuyển lúc đầu vạn thái cực, cũng không nhất định có thể giết được 6 chuyển cao giai hoặc là nói 6 chuyển hậu kỳ tán tiên. Lúc này Diệu Huyền một phương diện chấn động Dương Nghị Vân thực lực, một phương diện cũng ở thế hắn lo lắng, kế tiếp sự hắn có thể hay không ứng phó được. Đối với những cái đó 36 núi lớn phong trung 6 chuyển tán tiên nàng quá hiểu biết. Lần này ở Chí Tôn Sơn Dương Nghị Vân tương đương đem tán tiên đảo thiên đâm thủng. Còn hảo trước mắt ra tới trên cơ bản này đây mấy đại thánh mà cầm đầu tán tiên quần thể, những cái đó tán tu tán tiên còn không có ra tới, ở Chí Tôn Sơn tự nhiên còn có tán tu tán tiên tồn tại. Lúc này Diệu Hoang tưởng chính là, Dương Nghị Vân hẳn là cảm tạ thánh địa cầm đầu tông môn tán tiên, cùng tán tu tán tiên chi gian trước sau không hòa thuận, nếu không những cái đó tán tu tán tiên ở gia nhập tiến vào, kia Dương Nghị Vân chính là cùng toàn bộ tán tiên đảo tán tiên là địch. Liền ở Diệu Huyền trong lòng nghĩ những việc này thời điểm, Dương Nghị Vân đi đến nàng trước mặt nói, ngươi đi đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, hôm nay cảm ơn ngươi truyền âm nhắc nhở, ân tình này ta Dương Nghị Vân vài cái. Diệu Huyền nghe Dương Nghị Vân nói chuyện cười khổ, nàng tự nhiên sẽ đi, tuyệt đối sẽ không lưu lại, nhưng ở đi phía trước cấp lời nói nàng vẫn là sẽ nói, cũng coi như là cấp chất nữ tím hà một công đạo. Nhìn Dương Nghị Vân Diệu Huyền trực tiếp mở miệng nói, thông tiên cung tím hà muốn kêu ta cô, ta kêu Diệu Huyền. Đây là câu đầu tiên, một ngụm Diệu Huyền liền mặt ngoài thân phận, ý tứ là Dương Nghị Vân sự tình hắn biết một ít, cũng là nói cho Dương Nghị Vân, ta Diệu Huyền có thể xem như ngươi bằng hữu, sẽ không hại ngươi. Dương Nghị Vân nghe được Diệu Huyền nói chuyện, hắn ngây ra một lúc, lúc này rốt cuộc minh bạch cái này thông tiên cung mỹ phụ vì cái gì xuất khẩu khuyên can hắn, cũng không có đối hắn phát ra quá ác ý, nguyên lai là trong truyền thuyết tiểu sư tỷ tím hà cô. Nói như vậy, quan hệ thật đúng là thật vào một bước. Nghĩ đến Diệu Huyền biết hắn cùng tiểu sư tỷ tím hà quan hệ, chính là ở năm đó tu chân giới hắn cùng mấy đại thánh mà người có gút mắt thời điểm, hoặc là nói là đương kim tu chân giới thông tiên cung cung chủ Diệu Âm nói cho nàng, điểm này không kỳ quái, tán tiên đảo tán tiên vẫn luôn đều cùng tu chân giới có liên hệ, Diệu Huyền biết chuyện của hắn không kỳ quái. Chẳng qua Dương Nghị Vân tin tưởng, Diệu Huyền tuyệt đối không biết hắn cùng tiểu sư tỷ tím hà sư phụ sẽ là trời cao tà, đúng là Chí Tôn Sơn chủ nhân. Nếu không phỏng chừng nàng liền sẽ không lo lắng cho mình này một vụ. Nếu là tiểu sư tỷ tím hà cô, Dương Nghị Vân liền không thể không coi trọng vài phần, lập tức hành lễ nói, gặp qua Diệu Huyền tiền bối, phía trước vô lễ còn thỉnh thứ lỗi. Diệu Huyền cười khổ nâng Dương Nghị Vân nói, đều lúc này còn khách khí cái gì, ta hiện tại chính là tưởng hỗ trợ, cũng giúp không được, Vân tử nghe ta chạy nhanh rời đi Chí Tôn Sơn đi, ngươi xem như thực lực viễn siêu người bình thường. Chính là Chí Tôn Sơn cao thủ chân chính ở 36 núi lớn phong, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, sợ là đã kinh động bọn họ, chạy nhanh rời đi đi, ở vãn các ngươi liền đi không được. Lời nói thật nói Chí Tôn trong núi không đơn thuần chỉ là có tông môn cầm đầu tán tiên trong đàn, còn có tán tu tán tiên quần thể, người hôm nay ở Chí Tôn thượng giết chóc như vậy trọng, chưa chừng tán tu tán tiên một phương người cũng sẽ nhảy ra tìm ngươi phiền toái. Chí Tôn Sơn ở tán tiên đảo sở hữu tán tiên trong lòng là thánh địa. Ngươi ở Chí Tôn Sơn giết nhiều như vậy tán tiên, bọn họ sẽ cho rằng ngươi ở khinh nhờn Chí Tôn Sơn, tông môn tán tiên một phương có tam đại tán tiên lão tổ, tu vi toàn ở 6 chuyển đại viên mãn đỉnh, thậm chí còn 3 vị lão tổ đem tu vi áp chế ở 6 chuyển đỉnh đã mấy ngàn năm lâu, chân chính là tu vi thông huyền tồn tại. Mà tán tu tán tiên một phương đồng dạng có 3 vị lão tổ cấp bậc nhân vật, không phải ta coi khinh ngươi, ngươi thật sự không thể trêu vào, không nói đến 6 đại tán tiên lão tổ. Chỉ cần 36 núi lớn phong trung, tông môn tán tiên một phương liền có 10 đại cao giai tán tiên, tu vi các đều là 6 chuyển hậu kỳ, thật sự, thừa bọn họ còn không có rời núi, các ngươi chạy nhanh chạy đi. Dương Nghị Vân cười khổ một chút nói, muốn chạy sợ là không còn kịp rồi, bọn họ đã tới, lại nói ta cũng không tính toán chạy, kia không phải phong cách của ta. Cái gì, đã tới, Diệu Huyền kinh hô, mọi nơi nhìn lại cũng không thấy được người, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên không phải vật trong ao, ta đường đường ngũ chuyển tán tiên đều không có phát hiện có người tiến đến, hắn cư nhiên liền phát hiện. Bất quá Diệu Huyền chút nào không nghi ngờ Dương Nghị Vân, bởi vì đã dùng thực lực cùng sức chiến đấu chứng minh rồi chính hắn chỗ hơn người. Dương Nghị Vân đối với Diệu Tiên gật gật đầu nói, đúng vậy, đã tới, cho nên ta chạy không thoát, cũng không nghĩ chạy, Diệu Huyền tiền bối ngươi lảng tránh đi,
ta không nghĩ làm ngươi khó xử. Nghe Dương Nghị Vân chỉ cần ngữ khí tràn ngập kiên quyết, Diệu Huyền biết khuyên bất động Dương Nghị Vân, thở dài một tiếng xoay người rời đi, bởi vì nàng đã tận lực, hơn nữa cũng trộn lẫn không dậy nổi. Nàng biết chính mình rời đi là chính xác lựa chọn, rốt cuộc đều những người khác đều bị Dương Nghị Vân xử lý, duy độc nàng cư nhiên không có việc gì, bị người nhìn đến cũng nói không rõ, cho nên Diệu Huyền không chút do dự rời đi. Đến nỗi Dương Nghị Vân còn lại là nhìn chằm chằm nơi xa núi cao phía trên đang xem, giờ phút này bọn họ mấy cái vị trí kỳ thật đã mau tới rồi đệ nhị giai đoạn 72 trung ngọn núi đỉnh núi, nhìn ra dưới khoảng cách bước vào Chí Tôn Sơn đệ tam giai đoạn 36 núi lớn phong cũng gần đây cây số. Lẽ ra Chí Tôn trên núi thần thức triển khai hữu hạn, hắn căn bản là nhìn không tới cây số ở ngoài đi, bất quá có lão nhân thần hồn lực lượng mượn dùng sau, hắn có thể phát hiện cây số ở ngoài núi cao thượng có người tiến đến cũng liền không kỳ quái. Giờ phút này ở Dương Nghị Vân cảm giác trung ước chừng có 10 đạo cường đại hơi thở từ đỉnh núi các nơi mà đến, 10 đại đạo hơi thở mỗi một đạo đều phải cao hơn vạn thái cực cái kia cấp bậc một mảng lớn. Tiểu tử thúi làm những người khác tiến vào càn khôn hồ không gian đi, tới chính là cái tất cả đều là 6 chuyển hậu kỳ thế lực tu vi, xa không phải vạn thái cực cái kia cấp bậc có thể so sánh với, các nàng cấp bậc không phải đối thủ, ngược lại sẽ trở thành ngươi trói buộc. Lúc này lão nhân thanh âm ở trong óc vang lên. Dương Nghị Vân nghe được lão nhân nói chuyện, lại cũng sắc mặt ngưng trọng lên, hắn biết trong tình huống bình thường, lão nhân rất ít mở miệng, nếu lão nhân nhắc nhở, vậy tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. 6 chuyển hậu kỳ, cũng đích xác xem như cao thủ, dựa theo phía trước Diệu Huyền giảng thuật, ở 36 núi lớn phong phía trên, có 10 đại tán tiên cao thủ, hiện tại xem ra hẳn là chính là này 10 cái người. Đến nỗi Diệu Huyền trong miệng tán tiên lão tổ, lại là 6 chuyển đỉnh cấp bậc. Hơn nữa là ở đỉnh áp chế mấy ngàn năm lão quái vật, hôm nay có thể hay không ra tới Dương Nghị Vân không biết, trong lòng cũng chút nào không đế, nhưng là lão nhân cho tới bây giờ, còn không có nói qua làm hắn nhận túng nói. Nghĩ đến lão nhân vẫn là có nắm chắc đi. Đương nhiên Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, không thể cái gì đều đi ỷ lại lão nhân. Tuy rằng này Chí Tôn Sơn là lão nhân đạo tràng, có thể so vai lão nhân cũng không biết bao lâu không có đã tới nơi này, mặt khác lớn nhất tệ đoan là... Lão nhân trung quy vẫn là thần hồn thân thể, ra không được, sống chết trước mắt có lẽ còn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đối Mai Tỷ mấy người giảng thuật sau, thu bọn họ tiến vào càn khôn hồ không gian chung, đương nhiên Mai Tỷ mấy cái tưởng lưu lại, chính là ở bá đạo Dương mẫu nhân trước mặt, sở hữu phản kháng đều là phí công, cho các nàng mấy cái chào hỏi sau không nói hai lời trực tiếp đem các nàng mấy cái tất cả đều thu vào càn khôn hồ không gian. Cũng chính là ở thời điểm này. Trong tầm mắt 10 đạo cường đại hơi thở hoặc là nói là cái 6 chuyển hậu kỳ tán tiên cao thủ xuất hiện ở hắn trước người 30 mét. 10 cái 6 chuyển hậu kỳ tán tiên cao thủ, 7 nam tam nữ, có già có trẻ xuất hiện. Mỗi một cái trên người đều tản ra tận trời hơi thở. Không có người ta nói lời nói, vô thanh vô tức xuất hiện ở đây chung sau, một đám ánh mắt thẳng cầu cầu nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân xem. Bực này không khí hạ, đổi làm giống nhau tu sĩ. Đối mặt 10 cái cường đại tán tiên uy áp đều có thể hỏng mất. Nhưng Dương Nghị Vân vừa lúc là cái dị loại. Đừng nói bọn họ 10 cái 6 chuyển hậu kỳ uy áp đè ở trên người hắn, cho dù là 100 đều không sao cả. Bởi vì lão nhân thần hồn chi lực ở trên người hắn, khí thế uy áp gì đó, với hắn mà nói không tồn tại. Ai uy áp chi lực có thể để được với 12 kiếp tán tiên? Tuy rằng lão nhân không mượn dùng hắn thân thể chiến đấu, nhưng lại đem hắn thần hồn chi lực mượn cho chính mình, bực này dưới tình huống, Dương Nghị Vân há có thể sẽ bị 10 cái 6 chuyển tán tiên uy áp khí thế dọa đến. 10 cái tán tiên đều không có nói chuyện, các đều là bước cách rất cao bộ dáng. Nhưng lại bị Dương Nghị Vân trực tiếp làm lơ bọn họ khí thế uy áp. Cái này 10 cái tán tiên sắc mặt khác nhau, có người mặt vô biểu tình, có người khóe miệng trừ trừ. Như là một quyền đánh vào trên nắm tay. Rốt cuộc có cái nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên mở miệng. Tiểu gia hỏa ngươi có vài phần bản lĩnh, một hơi giết 4-5 chục hào năm chuyển tán tiên, đích xác không tồi, khá vậy sai rồi, ngươi không nên ở Chí Tôn Sơn Dương Oai. Hôm nay mặc kệ ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, cũng phải nhường ngươi thân tử đạo tiêu, không ai có thể ở Chí Tôn Sơn không kiêng nể gì giết người, càng không có người dám sát mấy chục hào tán tiên, này với ma đầu có cái phân biệt, bổn tọa xem ngươi là thật nhập ma. Trừ diệt ngươi bổn tọa không thẹn, đạo tâm sẽ không chịu ảnh hưởng, ngươi là tự sát, vẫn là làm ta chờ động thủ. Dương Nghị Vân nheo lại mắt, toàn thân trạng thái đạt tới đỉnh, hắn sẽ không khinh thường bất luận cái gì địch nhân,
chẳng sợ giờ phút này đối hắn dõng dạc chính là một cái mười mấy tuổi người thiếu niên. Hoặc là nói căn bản không phải thiếu niên, mà là một cái đã không biết tu luyện nhiều ít năm tháng lão quái vật. Tu sĩ chi gian trước nay liền không thể xem bề ngoài. Nghe thiếu niên này nói chuyện, Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng nói, phía trước có người nói với ta đồng dạng lời nói, bất quá đã chết, người cũng muốn chết. Ta chẳng qua là muốn từ Tôn Sơn đỉnh mà thôi, cùng các ngươi nước sông không phạm nước giếng, các ngươi này đó cao cao tại thượng tán tiên, vô sỉ không biết xấu hổ xem chặn đường đánh cướp. Đánh không lại liền kêu tới một đợt tiếp theo một đợt người, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đỉnh đầu đỉnh chụp mũ há mồm liền khấu ở ta trên đầu, một lời không hợp liền giết người. Ngươi nói ta là ma đầu, ta đây hỏi ngươi, hỏi các ngươi, phía trước những cái đó chặn đường đánh cướp ta tán tiên, đối ta bên người bằng hữu nổi lên tham niệm, rõ ràng tưởng chiếm làm của riêng, lại cho ta tìm một đống lớn hắc mũ, há mồm liền phải giết ta những cái đó vương bát đản có tính không ma đầu. Năm đó các ngươi tán tiên đảo phái đi tu chân giới chu ma tán tiên, cấu kết ma tộc, ý đồ diệt ta vân môn tiên cảnh mấy chục vạn môn đầu đệ tử người có tính không ma đầu. Ngươi hoặc là các ngươi nói cho ta, cái gì là ma đầu? Ta Dương Nghị Vân là ma đầu, vậy các ngươi những người này có phải hay không cũng coi như? Ha ha, cao tư thái A, đánh tiểu nhân tới đại, giết thiếu tới lão, vừa ra chàng liền tự xưng là cao nhân cường giả, 10 cái người đều là vô sỉ không biết xấu hổ. Đồng thời cấp tiểu gia ta phóng thích uy áp khí thế, đáng tiếc a, các ngươi điểm này điểm uy áp khí thế đối tiểu gia ta vô dụng. Ân, hiện tại cảm uy áp dưới không ta quỳ xuống tới, liền bắt đầu muốn động thủ sao? Hành, động thủ liền động thủ, chúng ta có thể không cần như vậy trang bức như vậy vô sỉ thành sao? Đi lên chính là đôi mắt lớn lên ở trán thượng, một bộ ta là thiên vương lão tử tư thái, há mồm liền phải tiểu gia ta quỳ xuống tự sát. Ha ha. Người mẹ nó từ đâu ra tự mình tốt đẹp, ai cho ngươi tự tin a? Làm tiểu gia ta tự sát a? Ngươi tính cái rắm, cho rằng sáu chuyển hậu kỳ tán tiên liền thiên hạ vô địch. Vẫn là nói các ngươi này những lão vương bát đản ở tán tiên đảo cái này phong bế không gian đãi thời gian dài, đầu óc tú đậu. Nói cho các ngươi tiểu gia tay giết qua sáu chuyển tán tiên một bàn tay chi số tuyệt đối có. Muốn đánh nhau liền nhanh lên, đừng chỉnh những cái đó hư, hiện tại tiểu gia chỉ tin tưởng nắm tay. Hôm nay các người muốn tiểu gia ta tự sát, tiểu gia còn muốn cho các người này giúp vương bát đản xuống địa ngục, còn không phải là giết người sao, có bản lĩnh liền đi lên. Dương Mỗ Nhân đối mặt 10 cái 6 chuyển hậu kỳ tán tiên, càng mắng càng là trôi chảy, đáy lòng cũng càng là hỏa đại. Trên thực tế tới nói, thật đúng là chính là cái này tình huống, mặc kệ thế nào, này đó tán tiên đều là tông môn quần thể, đều có chính mình cái vòng nhỏ hẹp, vốn dĩ chính là vô sỉ, nói là báo thù. Nhưng này trong đó thù hận nói đến cùng, vẫn là này đó thánh địa thế lực ở tìm hắn phiền toái. Mặc kệ là tu chân giới thánh địa người, vẫn là tán tiên đảo này đó thánh địa xuất thân tán tiên, toàn mẹ nó là một cái đức hạnh. Cho nên Dương Mỗ Nhân mắng trung tâm hỏa khí không có bởi vì vừa mới chém giết mấy chục hào ngũ chuyển tán tiên mà bình ổn, ngược lại càng thêm hỏa đại. Không biện pháp này đó quá làm giận, quá khinh người quá đáng, tiểu nhân lão đại cường nhược, vừa mở miệng liền cao cao tại thượng. Một bộ nắm giữ nhân sinh chết ghê tởm sắc mặt, làm ngươi chết thì chết, làm ngươi sinh thì sinh. Loại cảm giác này cùng tư thái quá làm Dương Mỗ Nhân không thoải mái. Ngươi, ngươi, thiếu niên diện mạo tán tiên nâng lên ngón tay Dương Nghị Vân khí nói không ra lời. Mặt khác liền một cái tán tiên cũng đồng dạng là trên mặt thanh một trận bạch một trận biểu tình, không có biện pháp bị Dương Nghị Vân tất cả đều cấp mắng, ở bọn họ tu đạo kiếp sống chung, tựa hồ còn chưa từng có người như thế mắng quá bọn họ những người này. Một giới tiểu bối không biết trời cao đất rộng, cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết đó là, còn có thể phiên thiên không thành, sát. Giờ phút này một người lớn lên cùng tháp sắt giống nhau tráng hán, trực tiếp mở miệng, hiển nhiên hắn là cái tính tình nóng này. Một cái sát tự lạc bế, tên này tráng hán dẫn đầu ra tay, một bước ra, ngay sau đó đã xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, gầm rú chung, lẩu niêu đại nắm tay trực tiếp đối với Dương Nghị Vân mặt tạp lại đây. Nhìn đại hán một đấm xuất ra đánh mà đến, Dương Nghị Vân đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút. Đích xác này đó sáu chuyển hậu kỳ tu vi tán tiên thực lực không giống người thường, cái gọi là khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật chính là như thế, nhìn tháp sắt giống nhau tráng hán, chỉ cần bán ra một bước không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực là có thể nháy mắt như là thuấn di giống nhau xuất hiện ở chính mình trước mặt, Dương Nghị Vân liền biết, 10 đại tán tiên viễn siêu vạn thái cực kia cấp bậc đừng. Tuy rằng nghe tới gần là kém hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà một cơ bản cảnh nhất trọng thiên cách nói không phải nói vô ích,
Lúc đầu cùng trung kỳ cùng hậu kỳ cùng đại viên mãn đỉnh, đều là thật lớn thực lực chênh lệch. Đặc biệt là đối với loại này cấp bậc tu sĩ tới nói càng thêm rõ ràng. Dương Nghị Vân toàn thân bảy màu vầng sáng chợt lóe, đem bảy màu bảo y thúc dục, hừ lạnh một tiếng đồng dạng nâng lên toàn đầu đối với tháp sắt đại hán một quyền chống chọi mà đi. Hắn không có sử dụng lão nhân thần hồn chi lực, cũng muốn thử xem chỉ bằng lực lượng của chính mình rốt cuộc cùng sáu chuyển hậu kỳ tán tiên có thể hay không chống chọi, hoặc là nói kém có bao nhiêu. Từng quyền chạm vào nhau. Oanh! Răng rắc! Nặng nề rung động chung hỗn loạn một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm. Lại là không biết là ai xương cốt đứt gãy. Ở đây ngoại mặt khác vài tên tán tiên trong mắt, nhìn đến lại là hai người một quyền chống chọi lúc sau, từng người lùi lại ba bước. Tựa hồ phân không rõ là ai có hại, nhưng cốt cách đứt gãy thanh thúy tiếng động tuyệt đối là thật sự, bọn họ phân biệt rõ ràng, hai người chung có một người có hại. Là Dương Nghị Vân vẫn là tháp sắt đại hán. Nhìn qua hai người bọn họ đều là từng người lùi lại ba bước, chẳng phân biệt sàn sàn như nhau cục diện, kỳ thật bằng không. Chín tán tiên dưới ánh mắt một khắc nhìn chằm chằm hai người trên người nhìn lại, bọn họ xem chi tiết là có thể biết. Lại thấy Dương Nghị Vân cánh tay phải ở rất nhỏ run rẩy, mà tháp sắt đại hán gần là vẻ mặt kinh ngạc. Kết cục thực hiển nhiên, là Dương Nghị Vân có hại, tháp sắt đại hán thắng. Nhưng là chín tán tiên lại không có một tia cao hứng. Bởi vì Dương Nghị Vân là mà địa đạo ám đạo người tu chân, tu vi cảnh giới thượng Dương Nghị Vân là đối phi thăng cảnh đại viên mãn, tương đương với tam chuyển đỉnh tán tiên. Mà tháp sắt đại hán đâu? Là bọn họ 36 núi lớn phong chung 10 đại tán tiên chi nhất, là 6 chuyển hậu kỳ tán tiên cao thủ. Hai người kém nhiều ít. Kém suốt 3 cái, đại cảnh giới, bực này chênh lệch dưới, Dương Nghị Vân cùng tháp sắt cứng đối cứng gần là gãy xương. Tháp sắt tính thắng sao? Dương Nghị Vân tính thua sao? Chín tán tiên trong lòng quay cuồng lên. Phía trước bọn họ bị vài cổ cường đại yêu khí kinh động, càng bị tận trời hơi thở kinh động, đương xem xét thời điểm mới phát hiện là Dương Nghị Vân ở cùng mấy chục hào tán tiên ở chém giết, thậm chí là chém giết những cái đó ngũ chuyển tán tiên. Lúc ấy bọn họ đều phi thường khiếp sợ, cũng đã chịu những cái đó tán tiên hậu bối trước khi chết cầu cứu. 50 nhiều tán tiên chung tự nhiên không thiếu bọn họ 10 cái tán tiên thân cận hậu bối, một đám rời núi. Bọn họ xem như này chí tôn sơn, trừ bỏ mấy cái lão tổ ở ngoài cường đại nhất tồn tại. Dương Nghị Vân một hơi chém giết mấy chục cái tán tiên hành vi, ở bọn họ trong mắt chính là ma đầu hành vi. Cũng chính như Dương Nghị Vân mắng lời nói, căn bản là không có suy xét quá cái gì lý do, hoặc là ai đúng ai sai vấn đề. Thời gian dài cao cao tại thượng bọn họ đã thói quen dùng nhìn xuống ánh mắt đi làm việc. Rời núi mà đến, bản chất chính là tới sát Dương Nghị Vân. Đương nhiên này những tu luyện nhiều năm lão bất tử, nhất đem mặt mũi, tuy rằng 10 cái người tất cả đều ra tới tìm Dương Nghị Vân phiền toái, nhưng không có đến không biết xấu hổ đến vây quanh đi lên nông nỗi. Bọn họ muốn mặt, nếu không vừa rồi liền cùng tháp sắt đại hán đồng loạt ra tay sát Dương Nghị Vân. Ở bọn họ trong mắt, Dương Nghị Vân tuy rằng có thể giết mấy chục hào ngũ chuyển tán tiên, nhìn như cường đại, kỳ thật ở bọn họ trong mắt cũng liền như vậy hồi sự, thậm chí nghĩ đến Dương Nghị Vân có thể sát mấy chục hào tán tiên cùng hắn bên người yêu tu, đều không phải là Dương Nghị Vân một cái có thể chém giết được. Phía trước mấy đại cường đại yêu khí bọn họ là cảm nhận được. Bất quá, cũng chỉ thế mà thôi. Thậm chí truyền lại truyền đạt tin tức, cũng chỉ là đôi câu vài lời, đều không phải là hiểu biết toàn bộ. Này liền dẫn tới bọn họ xem ra Dương Nghị Vân tuy rằng cường, nhưng cũng có giới hạn, còn không có vượt qua phía chân trời. Thậm chí còn bọn họ kỳ thật là không có nhẹ giọng thấy Dương Nghị Vân hóa thân cây số pháp tương chi thân sau đại chiến hùng vĩ trường hợp. Còn nữa ở 10 đại tán tiên xem ra, liền tính là Dương Nghị Vân một người chém giết mấy chục hào tán tiên, thì tính sao? Kia chỉ là ngũ chuyển tán tiên mà thôi. 5 chuyển cùng 6 chuyển chi gian thực lực chênh lệch. Chỉ có bọn họ những người này mới rõ ràng là cái dạng gì. Đương nhiên còn có một cái 6 chuyển lúc đầu tu vi vạn thái cực, lúc này bị bọn họ tự động xem nhẹ. Tóm lại Dương Nghị Vân cường đại, ở bọn họ trong mắt còn không có đạt tới có thể cùng bọn họ 10 cái 6 chuyển hậu kỳ tán tiên đánh đồng thời điểm. Cho nên ngay từ đầu tháp sắt ra tay bọn họ không hỗ trợ, đệ nhất bọn họ sĩ diện, không thể lạc một cái khi dễ tiểu bối thanh danh, đệ nhị cảm giác hoàn toàn không cần thiết. Tháp sắt một người đều có thể đối phó một cái Dương Nghị Vân. Còn có chính là có một chút, phía trước cảm nhận được quá tứ đại cường đại yêu khí, cũng được đến hậu bối đệ tử giảng thuật có Kim Long cùng Phượng Hoàng xuất hiện.
đây mới là bọn họ nhất coi trọng một chút. Không có chính mắt thấy chiến trường, được đến tin tức cũng không toàn diện, dưới loại tình huống này, này 10 cái tán tiên cao thủ, có lý do tin tưởng, chém giết 50 nhiều ngũ chuyển tán tiên, vô cùng có khả năng là Dương Nghị Vân bên người cơ đầu thần thú biểu tình việc làm. Nhưng bọn họ tới rồi trong sân thời điểm lại là không có nhìn đến có bất luận cái gì một cái yêu tu ở đây, đây cũng là bọn họ kiêng kỵ cẩn thận địa phương, không có nói vây quanh đi lên đối Dương Nghị Vân ra tay, tháp sát ra tay cũng có thử chi ý. Muốn thử xem Dương Nghị Vân bên người thần thú thần cầm tồn tại, đi nơi nào. Dù sao từ bọn họ vừa đến chàng liền không có nhìn đến có cái gì yêu tộc ở đây. Lúc này nghĩ đến chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là Dương Nghị Vân tiểu tử này bên người thần thú thần cầm rời đi, hoặc là tiểu tử này trên người có cao giai động thiên pháp bảo tồn tại, làm mấy cái yêu tu ẩn tàng rồi lên. Người sau xác suất rất lớn. Mặc kệ là cái loại này tình huống, đối bọn họ tới nói đều phi thường cảm thấy hứng thú. Bọn họ hậu bối tuy rằng là trước khi chết đưa tin tức, không phải toàn diện, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ, không có sai. Nếu nói có thần cầm phượng hoàng cùng thần thú ngũ trảo kim long tồn tại, vậy nhất định tồn tại. Nói là bốn cái yêu tộc, mặt khác hai cái cũng đều là thiên địa dị thú. Một cái cửu vĩ hồ, một cái tầm bảo trồn. Tất cả đều là thế gian hiếm lạ yêu tộc. Còn có Dương Nghị Vân trên người vô cùng có khả năng tồn tại động thiên pháp bảo, đối bọn họ tới nói đều là phi thường có dụ hoặc lực đồ vật. Tu sĩ thế giới cường giả vi tôn, ai quyền đầu cứng ai nói lời nói hảo xử. Bọn họ không tư tâm sao có thể rời núi. Bọn họ là tu sĩ, không phải thánh nhân, là có mãnh liệt nhu cầu tu sĩ. Vì vượt qua cơ hồ nhìn không tới hy vọng tán tiên kiếp, có thể không từ thủ đoạn. Khó xử một cái Dương Nghị Vân có cái gì không thể. Chỉ là không nghĩ tới. Tháp sắt cùng Dương Nghị Vân chống chọi một kích, sẽ là bực này kết quả. Dương Nghị Vân thực lực xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thật đánh thật chống chọi một kích, hai người đều thối lui ba bước, nhưng Dương Nghị Vân chỉ là gãy xương. Này ở bọn họ xem ra, quả thực là vô pháp tưởng tượng sự. Tháp sắt là người nào? Đó là sáu chuyển hậu kỳ thực lực tu vi cường đại tán tiên, là chí tôn sơn 10 đại cao giai tán tiên chi nhất. Mà Dương Nghị Vân đâu? Gần là cái tu giả giới phi thăng cảnh người tu chân. Hai người thực lực chênh lệch, hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Nhưng sự thật chứng minh, Dương Nghị Vân có cùng sáu chuyển hậu kỳ tán tiên bình tề thực lực. Giờ khắc này vây xem chín đại tán tiên một lần nữa ở trong lòng định nghĩa Dương Nghị Vân thực lực. Đang nói Dương Nghị Vân, cùng tháp sắt đại hán chống chọi dưới, rốt cuộc đã biết thực lực của chính mình. Chính hắn trong lòng cân nhắc, thực lực của hắn cũng có thể miễn cưỡng có thể cùng sáu chuyển hậu kỳ tán tiên giao thủ, đương nhiên cũng giới hạn trong một cái. Nếu nhiều, vậy không được. Mà hiện tại trước mặt hắn suốt 10 đại cao thủ, hắn cảm giác liền tính vận dụng lão nhân thần hồn chi lực. Cùng 10 cái tán tiên chiến đấu sợ là cũng khó có phần thắng. Cho nên Dương Nghị Vân giờ phút này cũng có chút đau đầu lên, tẩy trong lòng nghĩ, nếu là từng bước tới, hắn có nắm chắc đưa bọn họ 10 cái từng cái xử lý. Nhưng nếu là 10 cái người cùng nhau đối hắn phát động công kích, kia hắn cũng chỉ có thể luống cuống. Cũng chính là lúc này cùng hắn đối đánh tháp sắt đại hán nhìn hắn ở một lần ra sau. Tiểu tử có điểm ý tứ, bổn tọa kế tiếp muốn phế bỏ ngươi. Tháp sắt đại hán này sinh ác độc, hắn đối Dương Nghị Vân có thể cùng chính mình đối đánh một quyền, gần là gãy xương một chút rất không vừa lòng, bởi vì hai bên thực lực kém quá lớn, làm hắn thật mất mặt. Bên cạnh những cái đó đồng đạo nhìn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này chuẩn bị đem Dương Nghị Vân cấp sống quả không thể. Tiểu tử chịu chết đi, ma vượn dọn sơn. Tháp sắt giống giận chung, toàn thân toát ra lấp lánh bạch quang, nguyên bản liền 2 mét tới cao cái đầu. Một chút cất cao tới rồi 3 mét rất cao, trừng mắt chuông đồng đại đôi mắt nhìn xuống Dương Nghị Vân. Ngay sau đó nâng lên đại trưởng đối với Dương Nghị Vân đón đầu chụp đi xuống. Thoạt nhìn là tưởng một cái tát chụp chết Dương Nghị Vân tư thế. Nhưng mà Dương mẫu nhân là đèn cạn dầu sao? Tự nhiên không phải. Sao lại người có hắn một trưởng đánh lại đây? Trong lòng cười lạnh, người nhiều tiểu gia ta không nhất định chém giết quá các ngươi. Nhưng là ngươi một cái tên ngốc to con tiểu gia ta còn là có thể đối phó. Dương Nghị Vân nhanh chóng bạo lui tránh né tháp sắt công kích, trong lòng vừa động hóa thân chỗ pháp tướng. Lúc này mới hắn không có hóa thành cây số chi cự phát hiện, mà là hóa thành 100 mét chi cao, dù sao pháp tương hóa thân tùy ý hắn tùy ý khống chế. Cùng tiểu gia so thân cao ha ha,
Dương Nghị Vân hóa thân 100 mét lúc sau, đồng dạng nhìn xuống tháp sắt đại hán, đối với tháp sắt đại hán nghiền ngẫm nói chuyện, ngay sau đó bỗng nhiên một chưởng chụp đi xuống. Mà một khắc trước còn hùng hổ bộ mặt dữ tợn tháp sắt đại hán, cái này có chút há hốc mồm. Chỉ chớp mắt hắn nhắc nhở cất cao một vòng lớn, đi nhìn xuống Dương Nghị Vân, ai biết nhân ra trực tiếp ở tránh thoát vài trăm thước lúc sau, trực tiếp hóa ra 100 mét chi cự người khổng lồ. Có chút không rõ. Bất quá ở tháp sắt đại hán nghe được Dương Nghị Vân miêu diễn lão thử nói sau, lại cũng là giận tím mặt, hắn tốt xấu là Chí Tôn Sơn 36 núi lớn phong 10 đại tán tiên cao thủ, cũng không bị dọa đến, gắt gao chính là ở trong lòng chấn kinh rồi một chút. Đánh ra một chưởng như cũ, trong tay quang mang càng ngày càng sáng, hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn. Tiếp theo tháp sắt đại hán phát ra một chưởng, hóa thành mười mấy mét thật lớn trực tiếp hình thành bàn tay hư ảnh đánh qua đi. Nhưng mà ở Dương Nghị Vân 100 mét thật lớn pháp tương chi thân trước mặt, tháp sắt đại hán một chưởng này chính là nhóc con. Dương Nghị Vân một chưởng rơi xuống, đối tháp sắt đại hán tới nói che trời. Ầm vang, thật xa nhìn lại một lớn một nhỏ hai chưởng đối đánh. Tức khắc phát ra một tiếng thật lớn nổ vang. Tháp sắt đại hán một chưởng là ngưng tụ pháp lực chi chưởng, mà Dương Nghị Vân một chưởng còn lại là 100 mét cao pháp tương chi thân. Giơ tay chân nguyên giáo huấn nơi tay sau phát ra chói mắt vô cùng kim quang, là pháp tương đứng đầu trực tiếp chụp được, nhìn qua vô cùng thật lớn. Nơi xa chín đại tán tiên trong mắt, Dương Nghị Vân nháy mắt hóa ra 100 mét pháp tướng, cũng là làm cho bọn họ cả kinh, nhưng là cũng chỉ thế mà thôi, cao tới pháp tương chi thân thần thông, bọn họ bên trong có người cũng có thể thi triển, nhưng cũng chính là có thể hù người mà thôi, đều không phải là pháp tương chi thân cao lớn, thực lực liền cường đại. Ở bọn họ cảm giác chung Dương Nghị Vân hơi thở là không có tháp sắt cường đại. Chẳng qua, phía trước là lực lượng đối bằng, lúc này là pháp lực thần thông đối chạm vào, bọn họ chín cũng lấy không chuẩn lúc này đây ai mạnh ai yếu. Muốn hay không ra tay? Chín vây xem tán tiên chung một người nhìn giữa sân Dương Nghị Vân cùng tháp sắt đại hán hỏi phía trước cái kia diện mạo ở mười mấy tuổi tán tiên. Thiếu niên này bộ dáng tán tiên chính là chín người chung đầu mục, xuất thân cũng không phải thánh địa một hệ, gọi là U. Xuất thân là một cái cổ xưa tông môn, nhưng tông môn đã sớm không tồn tại, hắn tên họ thật gọi là gì không có người biết, từ người quen biết hắn cũng chỉ biết hắn kêu U. U Linh U. Đích xác hắn cái này một chữ độc nhất danh, chính là như vậy tới. Bởi vì hắn ra tay giết địch từ từ, đều là vô thanh vô tức, chờ đến địch nhân phát hiện hắn thời điểm, hắn đã chém giết địch nhân, hoặc là địch nhân ngày chết. U cũng là này đó tán tiên chung tu luyện thời gian dài nhất một người. Đã tu 9.000 năm lâu, thực lực tu vi thủ đoạn thần thông kiến thức từ phương diện đều là này đó tán tiên chung mạnh nhất, cho nên 10 đại tán tiên chung, đại gia không cần nói ra, vô hình chung chính là lấy U là chủ. Hỏi chuyện người tuy rằng đôi mắt nhìn chằm chằm chiến trường, nhưng mọi người đều biết hắn hỏi chính là U, ở trưng cầu U ý kiến. Chờ một chút xem, kế tiếp là pháp lực thần thông đối chạm vào, chúng ta nhìn xem Dương Nghị Vân tiểu tử này rốt cuộc có vài phần năng lực, ta tổng giác tiểu tử này thực tà môn. Trong chốc lát đại gia hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là tháp sắt kiên trì không dưới, hay là xuất hiện cái gì biến cố, đại gia cũng không cần cố kỵ cái gì ra mặt, trực tiếp đồng loạt ra tay, giết Dương Nghị Vân. Hôm nay tiểu tử này ở Chí Tôn Sơn khai sát giới, cố nhiên có hắn lý do, nhưng nơi này là trước sau là Chí Tôn Sơn, là tán tiên đảo tinh thần tượng trưng nơi, là thiên tà Chí Tôn đạo tràng. Ta chờ tuy rằng chưa thấy qua Chí Tôn mặt, nhưng tán tiên đảo mỗi một chỗ đều có Chí Tôn truyền thuyết. Ta chờ tán tiên chính là thiên đạo phỉ nhổ người, ngàn năm một lần tán tiên kiếp, một lần so một lần cường đại muốn mệnh, thời gian lại có mấy người có thể đi đến cuối cùng, có thể vượt qua 12 kiếp. Cận đại trong lịch sử chỉ có thiên tà Chí Tôn sự tích truyền lưu, không có Chí Tôn tinh thần truyền lưu, không có hắn ta chờ há có thể kiên trì tới rồi 6 chuyển cấp bậc. Dương Nghị Vân Chí Tôn Sơn giết người, chính là đối Chí Tôn Sơn đối thiên tà Chí Tôn khinh nhờn, đương sát chi. U sau khi nói xong. Hai tròng mắt chung lập lòe tinh quang tiếp tục chú ý giữa sân, không có người biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Mặt ngoài nhìn lại là cái mười mấy tuổi thiếu niên lang, nhưng hiểu biết người của hắn đều biết, hắn có thể so với U Linh. Càng có nghe đồn U chính là tán tiên đảo mấy đại tán tiên lão tổ dưới đệ nhất nhân, phàm là bị U theo dõi địch nhân, trước nay liền không có kết cục tốt. Hắn chính là tán tiên giới U Linh. Điểm này từng nay đầy hứa hẹn tán tiên lão tổ đều nói qua. Hoặc là nói đúng U, từng có cùng loại đánh giá. Dương Nghị Vân lúc này ở chém giết chiến đấu, đáng tiếc không có nghe được U nói chuyện, nếu không hắn hẳn là sẽ dở khóc dở cười.
Bởi vì ở U lời nói chung, giết hắn, chính là ở giữ gìn Chí Tôn Sơn, hoặc là nói ở giữ gìn lão nhân trời cao tà. Nhìn qua Dương Nghị Vân tiểu tử này hơi thở nhược tháp sắt một bậc, có lẽ giây tiếp theo hắn sẽ bị tháp sắt xé nát, pháp tương mà thôi hù không được người. Một khắc tán tiên mở miệng. Sợ không đơn giản như vậy a, tiểu tử này mới cái gì tu vi, liền có như vậy thực lực, có thể cùng tháp sắt chính diện đối kháng, thế gian thiên tài hạng người không ít, nhưng Dương Nghị Vân tiểu tử này tuyệt đối là dị loại chung dị loại. Lại là một người chậm rãi mở miệng. Càng là như thế liền càng là muốn đem hắn chém giết, nếu không ngày sau trưởng thành lên, chính là cái đại họa hại. Hôm nay hắn cần thiết chết, nếu không truyền ra đi, chúng ta tông môn quần thể, còn không bị những cái đó tán tu quần thể cười chết. Lại nói tiếp cũng quái, Chí Tôn Sơn lớn như vậy động tính, những cái đó tán tu ra hỏa như thế nào cũng chưa ra không được. Ha ha, không phải không ra tới, mà là ra tới sau đang âm thầm, có lẽ đang ở chờ xem ta chờ chê cười đâu. Hừ, những cái đó vương bát đản, tự lành thanh cao, nói đúng không lý tục sự, một lòng tu đạo, chính thật gặp phải cái gì thiên tài địa bảo xuất thế, chạy so với chúng ta nhưng mau nhiều. Không cần nhiều lời, liền tính là bọn họ mấy ngày chế giễu, chúng ta cũng muốn giết kia tiểu tử. Giao Phong. Có người nhắc nhở, đánh gãy mọi người nghị luận. Giờ phút này trong sân tình huống, quen thuộc vạn biến. Dương Nghị Vân một kích pháp tương cự trưởng, trực tiếp nối tiếp ở tháp sắt đại hán pháp lực trưởng thượng. Ngay từ đầu hắn nhìn đến rõ ràng, tháp sắt đại hán đầy mặt khinh thường, tựa hồ có tuyệt đối tin tưởng, có thể một trưởng đánh tan hắn pháp tướng. Mặt ngoài nhìn qua cũng thật là như thế. Cho rằng hắn bày ra ra tới hơi thở, còn muốn so tháp sắt đại hán nhược một ít. Nhưng, ra tay hết sức, hắn là cố ý mà làm. Bởi vì hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Muốn đi tê mỏi mơ hồ tháp sắt đại hán. Muốn ở thời khắc mấu chốt, xuất kỳ bất ý một kích đem hắn cấp chém giết. Dương Mỗ Nhân tưởng rất đơn giản, đối đánh lúc sau, bỗng nhiên gia nhập lão nhân thần hồn lực lượng, hắn tin tưởng một trưởng lúc sau, liền tính làm bất tử tháp sắt đại hán, cũng muốn làm đối phương tàn phế không thể. Mắt thấy muốn xong trưởng đối thượng hết sức, Dương Mỗ Nhân thổ lộ, trường sinh chí tôn. Trong nháy mắt thúc dục pháp tắc chi lực dung hợp thi triển ra 12 chí tôn thần thông đệ nhị chiêu trường sinh chí tôn, hơn nữa đã sớm dự trữ chờ phân phó, khoảnh khắc đem trường sinh chí tôn tam đại dấu tay dung hợp duy nhất. Hơn nữa thúc dục lão nhân thần hồn chi lực ở trường thượng. Một tiếng nổ vang lúc sau, Dương Mỗ Nhân một trường bẻ gãy nghiền nát đánh nát tháp sắt đại hán pháp lực chi trường, hơn nữa cư cao mà xuống, như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, trực tiếp đối với dưới chân tháp sắt đại hán một trường chụp đi. Đương nhiên thúc dục trường sinh chí tôn thần thông cùng thúc dục lão nhân thần hồn chi lực thời điểm, thiên địa chi gian bắt đầu tản mát ra không gì sánh kịp cường đại khí thế. Bên kia chín quan chiến tán tiên trước tiên cảm nhận được, ở Dương Nghị Vân trên người bộc phát ra cường đại hơi thở. Không tốt, có quỷ dị, cứu tháp sắt. U, xuất khẩu sau, chín đại tán tiên đồng thời phi thân dựng lên. Nhưng mà, Dương Mỗ Nhân tính kế như cũ, há có thể làm cho bọn họ cứu người. Đã muộn. Oanh, a, à. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn vang lên, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Chí tôn trên núi Dương Nghị Vân một trưởng rơi xuống, trực tiếp vỗ vào tháp sắt trên người, xuất hiện một cái 30 mét nhiều mễ hố to. Tháp sắt đại hán là 6 chuyển hậu kỳ cao thủ lại như thế nào? Tiểu gia ta làm theo một cái tát chụp chết ngươi. Làm ngươi trang bức thử xem. Có lão nhân thần hồn chi lực thêm vào, hơn nữa chí tôn thần thông nơi tay, bỗng nhiên bùng nổ dưới. Đắc ý rào ra tháp sắt đại hán tự nhiên liền bi kịch. Một cái tát chụp được đi, đại địa thượng trực tiếp chính là một cái hố to, mà hố to nông nỗi tháp sắt đại hán hóa thành bánh nhân thịt, căn bản là không có thể ngăn cản trụ. Bất quá nói trở về, Dương Mỗ Nhân đây là điển hình ngầm âm nhân, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ ở cuối cùng thời điểm bỗng nhiên bộc phát ra như vậy đại lực lượng. 12 kiếp tán tiên thần hồn chi lực thêm vào, tuy rằng là tàn phá thần hồn. Nhưng xa không phải tháp sắt đại hán bực này 6 chuyển tán tiên có thể ngăn cản. Có lẽ tháp sắt đại hán từ lúc bắt đầu liền vạn phần cảnh giác nói, là có thể kháng hạ hoặc là tránh né Dương Nghị Vân cuối cùng thời điểm âm nhân, đáng tiếc chính là tháp sắt đại hán, từ lúc bắt đầu liền coi khinh Dương Nghị Vân, cũng có kích thứ nhất thẹn quá thành giận ở bên trong, cuối cùng bị Dương Nghị Vân một trường chụp chết bình thường. Dương Nghị Vân giờ phút này hơi thở cường đại bùng nổ, làm chín quan chiến tán tiên đều đại kinh thất sắc. Ở U, tức giận lúc sau, chín tán tiên đồng thời ra tay, nhào hướng Dương Nghị Vân, muốn đi nghĩ cách cứu viện tháp sắt đại hán, chính là chung quy chậm một bước.
trơ mắt nhìn Dương Nghị Vân xét đánh một chưởng vỗ vào tháp sắt đại hán trên người, trực tiếp đem tháp sắt đại hán chụp chết, dù sao bọn họ chính cảm thụ chung tháp sắt đại hán hơi thở toàn vô. Một chưởng chi uy, trực tiếp làm tháp sắt đại hán chết thẳng cẳng. Đây là kiểu gì lực lượng? Sáu chuyển đỉnh không thành. Rõ ràng phía trước bọn họ cảm nhận được Dương Nghị Vân tiểu tử này trên người lực lượng hơi thở muốn so tháp sắt nhược thượng một bậc, phía trước hai người lần đầu tiên giao phong, cũng thật là như thế, Dương Nghị Vân bị tháp sắt đại hán cắt nát xương tay. Lần thứ hai giao phong ra tay thời điểm, đại gia như cũ cảm nhận được Dương Nghị Vân hơi thở muốn so tháp sắt đại hán nhược một mảng lớn. Chính là, ai có thể nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết cục. Thực rõ ràng Dương Nghị Vân lực lượng ở nháy mắt bỗng nhiên bạo phát một mảng lớn, thật giống như là có người cấp Dương Nghị Vân thêm vào lực lượng giống nhau, hắn trên người bùng nổ chính là ngoại lực. Cho nên tháp sắt đại hán bị Dương Nghị Vân một chưởng chụp đã chết. Chín tán tiên cứ việc có tâm đi cứu người, nhưng căn bản chưa kịp. Trơ mắt nhìn tháp sắt đại hán bị Dương Nghị Vân một chưởng trực tiếp đánh vào hố to chung, nhưng mà mọi người đều cảm nhận được tháp sắt đại hán sinh cơ biến mất. Một chưởng chi uy, làm chín tán tiên tất cả đều dừng lại, vừa kinh vừa giận. Cùng Dương Nghị Vân lẫn nhau đối lập đối diện, nhìn Dương Nghị Vân trăm mét chi cao thật lớn pháp tương chi thân, chín đại tán tiên ánh mắt phức tạp. Kinh giận đan sen a. Kinh chính là Dương Nghị Vân cư nhiên còn có che giấu lực lượng, cổ lực lượng này hơi thở bộc phát ra tới, đã đủ rồi cùng bọn họ này đó sáu chuyển hậu kỳ tán tiên đánh giá, thậm chí còn siêu việt. Giận chính là Dương Nghị Vân không chút do dự một chưởng chụp đã chết bọn họ một cái đồng đạo, mà bọn họ chín tán tiên trơ mắt nhìn đồng đạo bị chụp chết. Này một kích, giống như là một cái vang dội cái tát chịu ở bọn họ trên người giống nhau. Rất đau, thật mất mặt. Một đám sắc mặt đều thành tím màu tương. Dương Nghị Vân đứng ở nơi xa, nhìn xuống chín tán tiên, nhìn bọn họ biểu tình, trong lòng lão sảng. Đương nhiên hắn cũng biết kế tiếp, chính là chính thật sự ác chiến. Có lão nhân thần hồn lực lượng thêm vào, hắn đối phương trong đó một cái tán tiên hiện tại là không có vấn đề. Chính là chín tán tiên nếu là cùng nhau thượng, hắn trong lòng đã có thể không có chút nào tự tin. Bất quá việc đã đến nước này, chiến liền chiến, cũng không có gì sợ quá. Hắn tin tưởng có lão nhân áp trận, còn không đến mức quá thảm đi. Lại nói hắn hiện tại đối này đó tông môn tán tiên quần thể trong lòng tràn ngập oán khí, này những vương bát đản khinh người quá đáng, không đánh một hồi đem trong lòng oán khí bộc phát ra tới, hắn ý niệm không hiểu rõ. Đối này đó tông môn quần thể, hoặc là nói đúng thánh địa quần thể từ hắn nhập tu chân giới tới nay, đến bây giờ liền tồn tại oán khí. Bởi vì thánh địa cái này quần thể cho hắn tìm phiền toái thật sự quá nhiều. Hiện tại chính là này những vương bát đản có thể hay không thật sự không biết xấu hổ đến đối hắn quần ẩu nông nỗi. Nếu đơn độc tới, có một cái tính một cái, hắn chính là một chút đều không sợ mảy may. Nhưng mà Dương Nghị Vân rõ ràng, này những lão bất tử một đám đều là nhân tinh, cũng đều là càng sống càng sợ chết cái loại này, không có khả năng đơn đối đơn cùng hắn chém giết phạm hiểm. Kế tiếp nếu hắn không đoán sai lời nói, chín lão bất tử nhất định sẽ đồng loạt ra tay giết hắn. Hắn thái thanh sở này đó đại tông đại môn xuất thân tu sĩ nhiệu tính. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy, quả nhiên liền nghe được trong đó cái kia thiếu niên mặt âm trầm nói, chư vị đồng loạt ra tay đi, tiểu tử này đầy người toàn thân sát khí, lệ khí quá nặng, đã nhập ma đạo, đối với một cái ma đầu, ta chờ không có gì đạo nghĩa nhưng đem, đồng loạt ra tay chu sát trấn càn khôn. Không tồi, lý nên như thế, cùng một cái ma đầu không cần thiết giảng đạo nghĩa, sát. U mở miệng sau. Bên người tám tán tiên một đám mặt không đỏ khí không xuyễn đi theo phụ họa. Dương Nghị Vân nghe bọn họ nói chuyện, bị khí cười, cười lạnh nói, quả nhiên a, các ngươi này đàn vương bát đản đều là vô sỉ ngụy quân tử, không nắm chắc cùng tiểu gia đơn đả độc đấu, muốn quần công liền nói rõ, hà tất như vậy dối trá, còn phải cho tiểu gia khấu thượng đỉnh đầu chụp mũ. Thật sự là cởi quần đánh rắm, làm điều thừa, có cái gì thủ đoạn dùng ra đến đây đi, tiểu gia nhưng không nghĩ các ngươi. Hôm nay không phải ta chết, chính là các ngươi này đàn vương bát đản xuống địa ngục. Hừ, tiểu bối chịu chết đi. U sắc mặt âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng vèo một chút vọt đi lên, phía sau mặt khác tám tán tiên cũng tản ra thân hình, bốn phương tám hướng vây công Dương Nghị Vân. Trong đó có một người bạo giống một tiếng, toàn thân bạch quang đại tác phẩm, lại là phía sau pháp lực ngưng tụ mà ra một tôn hư ảnh, cùng loại mệnh tinh thần tượng. Dư giả tán tiên cũng là từng người trong tay lượng pháp khí, triển thần thông. Trong lúc nhất thời giữa sân cường đại hơi thở phóng lên cao.
Trường hợp to lớn. Chín đại sáu chuyển hậu kỳ tán tiên, bắt đầu đối Dương Nghị Vân triển khai liên hợp sau công kích. Dương Nghị Vân trên mặt là một bộ nhẹ nhàng biểu tình, nhưng tâm lý lại là nhắc tới 12 vạn phần tinh thần, hắn biết chính mình đối mặt chính là 96 chuyển hậu kỳ tán tiên lão quái vật, không phải bình thường tu sĩ. Càng không phải ngũ chuyển tán tiên. Sáu chuyển cùng năm chuyển chi gian chênh lệch là thiên địa hồng câu. Không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Tuy rằng lão nhân đem thần hồn lực lượng mượn cho hắn, nhưng cũng là hữu hạn. Mà giờ phút này lão nhân trạng thái, cũng không phải vô địch tồn tại, hắn lão nhân ra chỉ là thần hồn lưu tại càn khôn hồ chung tồn tại. Kỳ thật Dương Nghị Vân rõ ràng, liền tính là lão nhân trực tiếp tiếp quản thân thể hắn đi chiến đấu, đối mặt cường địch, kia cũng không phải ai đều có thể chiến thắng. Hắn một đường tu đạo đi tới, lão nhân cho hắn cọ qua không ít mông, có rất nhiều lần kỳ thật đều là hắn dùng thần hồn chi lực ở hù dọa người. Mà không phải chân chính thực lực. Nếu lão nhân thực sự có cường đại thực lực, cũng liền không cần đi hù dọa địch nhân, mà là dựa theo hắn lão nhân ra trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát tính cách, sẽ trực tiếp ra tay giết người diệt địch. Cho nên lúc này Dương Nghị Vân, biết không có thể có bất luận cái gì bảo lưu lại. Trong lòng vừa động cho nên có thể lấy đến ra tay pháp lực thần thông hết thảy thúc dục ra tới. Minh tinh thần tượng, chuông đông hoàng, u đều chi môn, trong cơ thể thủy chi căn nguyên lực lượng tất cả đều bạo phát ra tới. Hắn cũng chuẩn bị lâu ngày, tuy rằng đều có thể nghênh chiến. Đối mặt chín đại tán tiên từ bốn phương tám hướng mà đến, nhìn bọn họ mỗi người đối với chính mình bộc phát ra cường đại lực lượng công kích, Dương Nghị Vân đem phòng ngự chi lực toàn bộ thúc dục, không dám có chút qua loa. Ngay sau đó hắn đôi tay múa may, pháp tắc chi lực xỏ xuyên qua quanh thân dung hợp ở thần thông chung, phản kích dựng lên. Kim cương chí tôn, trường sinh chí tôn, đấu chuyển chí tôn. Một hơi Dương Nghị Vân thi triển ra ba chiêu chí tôn thần thông dung hợp, mỗi một loại thần thông ba chiêu giấu tay, hiện tại có lão nhân thần hồn lực lượng thêm vào lúc sau, hắn có thể tùy tâm sở dục đem mỗi một loại bắn thần thông giấu tay dung hợp, cuối cùng hóa thành cường đại một loại, uy lực tăng trưởng gấp bội. Cho dù có lão nhân thần hồn lực lượng thêm vào, hắn cũng chỉ có thể nhiều nhất một hơi thi triển ra 12 chí tôn thần thông chung ba loại thần thông. Ba loại thần thông thành ba cái phương vị bộc phát ra đi, hình thành một cái tam tài trận pháp bố cục, như thế có thể lớn nhất hạn độ công kích cùng phòng ngự chín tán tiên. Đối mặt chín tán tiên hợp lực công kích, Dương Nghị Vân cảm nhận được chính là mãnh liệt tim đập nhanh. Không có biện pháp chín lão bất tử thật sự quá cường đại. Giữa sân tương đương là 10 cái người ở bùng nổ lực lượng. Cách thật xa nhìn lại, Dương Nghị Vân trăm mét thật lớn thân hình đứng dậy ở thiên địa chung, mà chín đại tán tiên thi triển thần thông vây quanh ở hắn bốn phía, một đám thi pháp bộc phát ra cường đại pháp lực, trực tiếp hình thành một cái năng lượng gió lốc. Gió lốc trung tâm chính là Dương Nghị Vân. Phía chân trời lúc sau mây đen che trời, giờ phút này có tiếng sấm từng trận. Trên mặt đất phạm vi cây số trong vòng bụi đất phi dương, rất là khủng bố. Dương Nghị Vân lần này ở xuất kích, cũng ở phòng ngự. Bị chín đại sáu chuyển hậu kỳ tán tiên vây quanh đánh, này cũng không phải là người bình thường thật có thể thừa nhận khởi. Từ lúc bắt đầu chính hắn đều cảm nhận được, bốn phía thiên địa chung cuồng bạo năng lượng, đã làm quanh mình thiên địa đều có vặn vẹo. Đây là lực lượng cường đại đến trình độ nhất định lúc sau, mới xuất hiện hiện tượng. Cái này cấp bậc đã tán tiên đã đều là pháp tắc nhập môn tu sĩ, đối với thiên địa chi thế khống chế cùng nghiên cứu các có bất đồng. Đồng loạt ra tay công kích một người, sở hình thành cùng sở thay đổi quy tắc là vô pháp tưởng tượng. Dương Nghị Vân cũng đang liều mạng, đối với hắn tới nói, lúc này không cần lưu thủ, chín đại tán tiên chung chỉ cần làm chết một cái là có thể thiếu một phân nguy hiểm. Hắn rõ ràng chính mình bản thân thực lực tu vi hơn nữa lão nhân thần hồn chi lực thêm vào, đơn đối riêng là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có thể đánh chết. Nhưng vây quanh đi lên hậu quả hắn vô pháp khống chế, chỉ có thể nói toàn lực chiến đấu. Hắn cũng không tin, hắn đánh bạc mệnh đi, còn làm bất tử mấy cái. Những người này muốn giết hắn. Hắn làm sao không nghĩ lộng chết bọn họ. Hai bên giao phong cuối cùng bùng nổ. Thiên địa trung vang lên đinh tai nhức óc va chạm. Ầm ầm ầm. Dương Nghị Vân ba loại chí tôn thần thông cùng chín đại là tán tiên công kích chạm vào nhau ở cùng nhau. Hắn một hơi thi triển kim cương, trường sinh, đấu chuyển ba loại chí tôn thần thông, thật xa coi trọng toàn thân kim quang sán sán. Một tay thành toàn, một tay thành trường, hơi thở tận trời, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần, đại sát tứ phương. Mà chín đại tán tiên cũng đều không phải thiện tra, mỗi một cái đều xuất kích, các bất phàm, sát chiêu không ngừng,
nhưng kính mà hướng về Dương Nghị Vân trên người công kích. Giờ phút này Dương Nghị Vân pháp tương chi thân thật lớn có tệ đoan cũng có chỗ lợi. Tệ đoan là hình thể thật lớn nhân ra tùy tiện từ bất luận cái gì địa phương công kích, đều có thể đánh tới hắn. Chỗ tốt là tự nhiên cũng có, đó chính là pháp tương chi thân khởi động sau, hắn lực phòng ngự đem tăng trưởng gấp bội, hơn nữa có pháp tương chi thân tồn tại, hắn thi triển thần thông thời điểm, cũng là uy lực có thêm vào. Đặc biệt lúc này đối mặt quần công, hắn có pháp tương chi thân tồn tại, có thể kháng đánh. Lại nói hiện tại có 3 tầng phòng ngự lực lượng tồn tại. Thứ nhất tự nhiên là pháp tương chi thân, đệ nhị là chuông đông hoàng, đệ tam chính là 7 màu bảo y. Có 3 người phòng ngự thủ đoạn tồn tại, Dương Nghị Vân tin tưởng hắn thi triển thần thông cùng này đó lão bất tử đấu pháp, trong khoảng thời gian ngắn không thiệt thòi được. Hắn 3 loại chí tôn thần thông phát ra đi, chính là 3 phương hướng, xem như lần đầu tiên công kích ở thử, diện tích tương đối quảng, hắn muốn nhìn một chút tam đại thần thông thi triển ra đi, cùng này đó lão bất tử thần thông đối đánh dưới, có thể có cái gì chênh lệch, sờ sờ đế mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Ở rung trời vang lớn chung, hai bên giao phong hung hăng dựng lên. Dương Nghị Vân gần nhìn chằm chằm chính mình phát ra đi 3 loại thần thông. Lại là phát hiện, lúc này đây tựa hồ vẫn là ở vào hạ phong. Bởi vì hắn thấy được, mỗi một loại chí tôn thần thông đi ra ngoài, này những lão gia hỏa chi gian cùng có ăn ý, phân công minh xác, cư nhiên hai người một tổ ứng đối chính mình một loại chí tôn thần thông. Có lẽ là bọn họ kiến thức quá hắn chém giết tháp sát đại hán thần thông thi triển, đối chính mình 3 loại chí tôn thần thông có kiêng kỵ, dù sao không ai đi ứng đối, mà là hai người một tổ hóa giải thần thông. Ứng đối chi gian, thần thông đối thần thông. 3 loại thần thông 3 phương hướng, bị người ta phân mà hóa giải, đương nhiên tuy rằng bị đối phương hóa giải 3 loại chí tôn thần thông, nhưng Dương Nghị Vân cũng nhìn ra được tới, liền tính là bọn họ hai người một tổ vẫn là không thoải mái, nhìn qua cũng là ra toàn lực tới hóa giải. Ngực phập phồng cùng sắc mặt tái nhợt hắn thấy rõ. Này thuyết minh chính mình chí tôn thần thông đối bọn họ áp lực là không nhỏ. Mà mặt khác, chính hắn đâu? Đồng dạng là không thoải mái. Bởi vì có 3 người công kích trực tiếp dừng ở hắn pháp tương chi thân. Này trong đó liền có một người công kích Dương Nghị Vân cảm nhận được vô cùng cường hãn. Chính là cái kia diện mạo 10 mấy tuổi thiếu niên. Dương Nghị Vân phát hiện công kích ở hắn pháp tương chi thân người. Còn lại 2 cái công kích ở pháp tương chi thân thượng, hắn pháp tương chỉ là kịch liệt đong đưa. Nhưng là đương thiếu niên công kích ở trên người sau, hắn pháp tương chi thân nháy mắt bị phá. Ngay sau đó hắn khôi phục tới rồi người bình thường thân lớn nhỏ. 9 đại tán tiên cũng theo hắn pháp tương chi thân tiêu tán dừng ở trên mặt đất, hơn nữa này đó lão bất tử chi gian tương đương có ăn ý, 9 người đồng thời ra tay, căn bản là không cho hắn thở dốc thời gian. Từ trên cao phi lạc mà đến sau. Đệ nhị sóng công kích đồng thời ra tay. Có thể ở đệ nhất quý giao phong trung liền phá hắn pháp tương chi thân, cũng thật là không giống bình thường. Cũng may Dương Nghị Vân còn có chuông đông hoàng cùng 7 màu bảo y lưỡng đạo phòng ngự, còn không đến mức thực mau liền không có đánh trả nơi. Đệ nhất sóng công kích hắn tuy rằng nháy mắt ở vào hạ phong, chính là lại cũng không phải không có thu hoạch. Hắn biết đồng thời đi công kích hoặc là đi ứng đối 9 người, rất khó chiếm được tiện nghi. Ngược lại là sẽ làm chính hắn lâm vào khốn cảnh chung. Mà hắn lúc này có lão nhân thần hồn chi lực thêm vào tồn tại, đối dư lại 2 tầng phòng ngự còn là phi thường có tin tưởng. Kế tiếp chiến đấu hắn chuẩn bị thay đổi chiến lược. Vẫn là chuẩn bị đi từng cái đánh bại chiêu số, có thể sát một cái là một cái. Bất cứ giá nào phòng ngự bị những người khác công kích, hắn không để bụng, chuẩn bị lựa chọn 9 người chung trong đó một người, dốc hết sức hướng chết ngõ. Làm như vậy nguy hiểm kỳ thật rất lớn, bởi vì hắn nếu là đem mục tiêu đặt ở trong đó một người trên người, mặt khác 8 người công kích tuyệt đối sẽ dừng ở trên người hắn, kể từ đó hậu quả đó là chuông đông hoàng phòng ngự sẽ bị đánh bại, thiếu một tầng phòng ngự sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Bất quá, không làm như vậy, 9 tán tiên cùng nhau công kích, trên người hắn sở hữu phòng ngự lực lượng, sớm hay muộn vẫn là sẽ cáo phá, cùng với như thế, còn không bằng đua một phen, liền tính là bọn họ phá rất 2 tầng phòng ngự. Chỉ cần hắn được ăn cả ngã về không xử lý trong đó một cái, cũng đều là kiếm. Đối chính mình chí tôn thần thông Dương Nghị Vân là có tuyệt đối tin tưởng. Vừa rồi ra tay chỉ là 12 chí tôn thần thông trung đệ nhất giai đoạn thần thông, mặt sau tầng thứ 4 đốt thiên chí tôn cùng tầng thứ 5 lôi đỉnh chí tôn hắn còn không có thi triển ra tới, đây mới là trước mắt cường đại nhất 2 tầng thần thông. 12 chí tôn thần thông, tổng cộng 12 tầng, sửa lại mỗi 3 tầng xem như một cái giai đoạn.
đệ tứ cùng tầng thứ 5 tiến vào đệ nhị giai đoạn, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Hơn nữa tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 chí tôn thần thông, lại yêu cầu môi giới tới thi triển. Tầng thứ 4 là đốt thiên chí tôn thần thông, yêu cầu môi giới là ngọn lửa chi lực, điểm này Dương Nghị Vân trong cơ thể liền tồn tại một cái giao long châu, là năm đó ở Vạn Yêu Sơn mạch trung chém giết xích giao lúc sau đoạt được. Có giao long châu ở trong cơ thể, tầng thứ 4 đốt thiên cơn giận chí tôn thần thông là có thể lớn nhất hóa uy lực thi triển ra tới. Đến nỗi tầng thứ 5 lôi đình chí tôn thần thông, Dương Nghị Vân trong cơ thể 10 đại phụ trợ sao trời, lúc trước thập toàn thập mỹ kim đan cơ sở tồn tại, sau lại đan điền thăng cấp, diễn biến ra 10 đại phụ trợ sao trời, trong đó liền có thiên lôi sao trời tồn tại, hơn nữa lúc trước độ kiếp thời điểm hắn chính là hấp thu không ít lôi đình lực lượng ở trong cơ thể, đồng dạng là có điều kiện đem tầng thứ 5 lôi đình chí tôn thần thông thi triển lớn nhất hóa. Bất quá Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ có cái ác hơn cay môi giới đi dẫn lôi đình. Đó chính là chí tôn sơn trời cao bên trong có lôi đình tồn tại, điểm này lên núi thời điểm cái kia dẫn đường mập mạp liền nói quá, hơn nữa thượng chí tôn phía sau núi hắn cũng rõ ràng cảm giác được chí tôn sơn phía chân trời phía trên có lôi đình tồn tại. Chẳng qua không phải mập mạp sở giảng 30 trường phía trên, mà là càng cao tồn tại chỗ, xa xa không ngừng, không chừng là 3.000 trường phía trên, nếu không 30 trường nói, hắn phía trước hóa thân cây số pháp tương thời điểm, đã sớm bị sét đánh. Nghĩ đến đây thời điểm Dương Nghị Vân chăm vội bên trong hỏi lão nhân nói, lão nhân chí tôn sơn lôi đình lực lượng có bao nhiêu cao? Ta vận dụng lôi đình chí tôn thần thông có không dẫn hạ lôi đình? Chí tôn lôi đình chân chính trung tâm nơi ở vi sư đạo tràng chí tôn cung, nơi nào lôi đình chi lực liền lên đỉnh đầu 30 trượng chỗ, đến nỗi địa phương khác lôi đình, 3.000 trượng ở ngoài đi, vận dụng lôi đình chí tôn thần thông chính là cửu tiêu lôi đình đều dẫn động, chỉ cần ngươi thần hồn cũng đủ cường đại. Hiện tại sao? Có vi sư thần hồn chi lực cho ngươi thêm vào, dẫn động cửu tiêu lôi đình không có khả năng, nhưng dẫn động chí tôn cung lôi đình chi lực không có vấn đề. Trời cao tà sâu kín nói. Hảo, đã biết, lão nhân đợi chút ta nếu là không địch lại, đã có thể xem ngươi. Dương Nghị Vân nói chuyện chung thúc dục trong cơ thể giao long châu dẫn động ngọn lửa chi lực, cũng tự cấp lão nhân đánh phòng ngự châm. Hắn trung quy không tự tin, có thể toàn bộ xử lý chín tán tiên. Tiểu tử thúi đừng nghĩ làm vi sư ra tay, chính ngươi nghĩ cách, vi sư đem thần hồn chi lực đều mượn cho ngươi, hảo không sai biệt lắm thời điểm, liền tính vi sư tưởng hỗ trợ cũng giúp không được, không có thần hồn lực lượng chống đỡ, vi sư cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, hảo tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi, bọn họ công kích tới rồi, đừng phân tâm, chiến đấu đi. Dương Nghị Vân nghe lão nhân nói chuyện bóp chết hắn tâm đều có, sâu trong nội tâm hắn nghĩ tới rồi thời khắc mấu chốt vẫn là muốn dựa chết lão nhân. Không nghĩ tới hắn nói như vậy lời nói. Phi thường bất đắc dĩ, tưởng đấu võ mồm, nhưng cũng không có thời gian, chín đại tán tiên công kích đã đến, lúc này hắn ánh mắt đặt ở trong đó một người trên người, bỗng nhiên bạo giống, đốt thiên cơn giận. Tầng thứ 4 đốt thiên cơn giận thi triển mà ra, Dương Nghị Vân toàn thân đều toát ra ngọn lửa, ngay lập tức chi gian hội tụ thành một cái hỏa long giống nhau, hướng về chín đại tán tiên chung hắn cho rằng hơi thở yếu kém một người hắc y lão giả mà đi. Giờ phút này Dương Nghị Vân mục tiêu thực minh xác chính là toàn lực xử lý trong đó một cái. Đến nỗi những người khác công kích, hắn không chuẩn bị để ý tới, chết khiêng chính là. Dù sao chuông Đông Hoàng phòng ngự phá lúc sau, còn có 7 màu bảo y phòng ngự. Người sau mới là hắn phòng ngự loại mạnh nhất một vòng. Là lão nhân thân truyền luyện khí, là dùng phượng hoàng lông đuôi là chủ lưu luyện chế mà thành. Phòng ngự chi lực ngày đó làm tiểu Phượng Hoàng đã dùng nó mạnh nhất màu tím ngọn lửa đốt cháy thí nghiệm quá, lực phòng ngự phía trước vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên kia chỉ là ngọn lửa đốt cháy, mà chân chính lực lượng thượng phòng ngự là không có thí nghiệm quá. Bất quá Dương Nghị Vân đối 7 màu bảo y phòng ngự là có tuyệt đối tin tưởng, bởi vì hắn biết chủ tài liệu chính là chân chính thành niên Phượng Hoàng trên người quan trọng nhất Phượng Hoàng lông đuôi. Cũng không phải là bình thường tài liệu luyện chế mà thành. Lúc ấy lão nhân đối tán thưởng quá phòng ngự. Hơn nữa 7 màu bảo y một cái khác công năng cũng không giống người thường, đó chính là ẩn thân công hiệu. Đã được đến quá nghiệm chứng, 7 màu bảo y ẩn thân công năng, không có bất luận cái gì hơi thở dao động, vô thanh vô tức, đương địch nhân phát hiện hết sức, nên có thể làm được đến, chém giết địch nhân nông nỗi. Cho nên Dương Nghị Vân vẫn là có át chủ bài tồn tại. Lúc này hắn toàn lực đối phó một người. Tương đương đồng thời muốn thừa nhận mặt khác 8 tán tiên công kích. Cách làm như vậy cố nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng lại là hắn hiện tại phá cục duy nhất biện pháp.
Dương Nghị Vân rõ ràng đáng giá mạo hiểm đi làm. Sát một cái thiếu một cái, bọn họ liên hợp chi lực chắc chắn nhược một phân. Đối Dương Nghị Vân tới giảng, chín tán tiên hiện tại là nhất thể, hắn là một đôi chín. Thiếu một cái tán tiên, chính hắn lực lượng chẳng khác nào cường đại một phân. Như thế nhìn như mạo hiểm đánh nhau phương pháp, kỳ thật là nhất hữu hiệu. Nhất chiêu đốt thiên chí tôn thần thông đối với hắc y lão giả cuốn tịch quá khứ đồng thời, Dương Nghị Vân trên người cũng bị mặt khác tám tán tiên công kích. Lúc này tầng thứ tư chí tôn thần thông, hoàn toàn có thể nói là thăng cấp bản. Bởi vì có lão nhân thần hồn chi lực thêm vào, hắn dẫn động thiên địa pháp tắc chi thế càng cường đại, mà đốt thiên cơn giận công kích tự nhiên cũng không cần phải nói, từ hiện tại hắn thi triển ra tới, mượn dùng chính là thiên địa chi lực, uy lực không thể so tiểu phượng hoàng màu tím ngọn lửa nhược. Đương nhiên này gần là ngọn lửa đốt cháy phương diện. Làm chí tôn thần thông, đệ tứ chiêu đốt thiên cơn giận nhưng không đơn giản là đốt cháy ngọn lửa, càng có rất nhiều lực lượng thượng uy lực. Đây là thần thông pháp thuật, là dùng để chiến đấu, cũng không phải là dùng để phong hỏa, ngọn lửa chỉ là một cái biểu tượng, âm thầm cất giấu chính là rất có uy lực lực lượng công kích. Thiên địa pháp tắc chung ngọn lửa đại đạo lực lượng. Bị Dương Nghị Vân công kích hắc y lão giả nhìn đến Dương Nghị Vân đối với hắn thả ra một cái hỏa long tới. Mồ hôi lạnh một tiếng, trong tay có một pháp đao, giống giận chung đối với Dương Nghị Vân ngọn lửa chém ra một đao. Khai thiên cuồng đao, chảm. Một đao chém ra, lưỡi dao phía trên ẩn ẩn có hàn khí tuôn ra, tiếp cận quang mang càng ngày càng cường đại, hóa thành tới mười mấy mét chi lớn lên đao hư ảnh, đối với Dương Nghị Vân hỏa long chính là một đao mà xuống. Chẳng qua ngay sau đó mặt đen lão giả lại là sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân thi triển ra hỏa long cũng không phải là tầm thường ngọn lửa. Mà là có thêm vào chi lực đại thần thông, sáng tạo người chính là một người 12 kiếp tán tiên chí tôn. Hắc y lão giả một đao phách qua đi, Dương Nghị Vân hỏa long trực tiếp bị một phân thành hai, nhưng lại không có chút nào tay đến ảnh hưởng, ngược lại một hóa nhị trực tiếp hướng về trên người hắn quấn quanh mà đến. Lão giả này vừa đến giống như là, cái loại này gậy gộc quấy thủy, nhiều nhất tách ra, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản đi tới. Khoảnh khắc công phu một phân thành hai ngọn lửa thẳng tắp tiếp quấn quanh ở hắc y lão giả trên người, làm hắc y tới sắc mặt đại biến chính là, hắn phát hiện Dương Nghị Vân ngọn lửa đốt cháy chi lực vượt quá hắn tượng hình, hơn nữa còn ở vô hình chung mang theo cường đại va chạm chi lực, dừng ở trên người hắn liền tương tự bị hai tòa núi lớn cấp va chạm giống nhau. Phốc! Hắc y lão hộc máu! Nhưng lại là chính mình nhổ ra tinh huyết, đây là lão giả ở ngọn lửa thượng cảm nhận được nguy hiểm lúc sau bản năng. Hắn biết phải nhanh một chút thoát khỏi ngọn lửa buộc chặt chi lực, nếu không chính mình sẽ rất nguy hiểm. Cho nên hắc y lão giả, không chút do dự một ngụm tinh huyết nhổ ra, tiến vào quanh thân trong ngọn lửa, đồng thời lão giả trong miệng ngâm động ra tối nghĩa khó hiểu âm phù. Đến nỗi Dương Nghị Vân lúc này cũng không chịu nổi, bởi vì hắn ở công kích đến hắc y lão giả nháy mắt trên người cũng bị mặt khác tám tán tiên công kích. Ầm ầm ầm, ở thật lớn rung động chung. Hắn toàn lực giữ gìn chuông Đông Hoàng đem chính hắn bao phủ ở bên trong, vận chuyển tới cực hạn nông nỗi. Lão nhân thần hồn chi lực cũng ở cuồn cuộn không ngừng gia nhập ở chuông Đông Hoàng thượng, nhưng dù sao cũng là tám tán tiên công kích, phi thường cường đại. Răng rắc một tiếng, chuông Đông Hoàng thượng xuất hiện một đạo cái khe. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới tám lão bất tử công kích sẽ làm chuông Đông Hoàng ở lão nhân thần hồn lực lượng thêm vào hạ, cư nhiên trước tiên có cái khe. Dương Nghị Vân biết chuông Đông Hoàng phòng ngự kiên trì không được bao lâu, mà giờ phút này hắn toàn lực đối phó hắc y lão giả cư nhiên cũng hộc ra một ngụm tinh huyết sau, làm tinh huyết tiến vào hắn đốt thiên cơn giận trong ngọn lửa, theo hắc y lão giả trong miệng phun ra một đám tối nghĩa khó hiểu âm phù, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được đốt thiên cơn giận uy lực tại hạ hàng, như vậy đi xuống lão giả sớm hay muộn sẽ từ trong ngọn lửa tránh thoát ra tới. Hơn nữa đến lúc đó chuông Đông Hoàng phòng ngự vừa vỡ, tám tán tiên công kích sẽ trực tiếp dừng ở hắn cuối cùng một đạo phòng ngự, khi đó liền chân chính nguy hiểm. Dương Nghị Vân biết chính mình đối này những lão bất tử tán tiên quá mức chắc hẳn phải vậy, không tưởng sẽ như thế khó khăn đối phó. Chín đại tán tiên cường đại vượt quá hắn tưởng tượng. Bất quá lúc này hắn đã là tên đã trên dây không thể không phát, ngay sau đó cắn răng một cái, trực tiếp thúc giục chính mình mệnh tinh thần tượng, trong tay kết ấn, hoa mắt hỗn loạn bạo giống dựng lên nói, lôi đình chí tôn, dẫn lôi. Tầng thứ 5 chí tôn thần thông lôi thiên chí tôn bị Dương Nghị Vân không có thở dốc mạnh mẽ thi triển ra tới. 12 chí tôn thần thông, càng là mặt sau, thi triển ra tới uy lực càng là cường đại, nhưng tương ứng, hắn hao phí pháp lực thần hồn chân nguyên từ các phương diện cũng đem càng lớn.
địch nhân không cho hắn thở dốc thời gian, hắn không thể dừng lại. Chẳng sợ vì thế mà phản vệ cường đại cũng không ngừng hạ. Như thế đại lượng rút ra lực lượng, nguyên thần tất nhiên sẽ phản vệ sẽ uể oải. Nhưng Dương Nghị Vân không có biện pháp. Phía trước trả giá không thể uổng phí, càng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn định rồi sát hắc y lão giả liền phải xử lý hắn. Không trả giá điểm đại giới, cũng không bình thường. Ầm vang, răng rắc, tầng thứ 5 lôi đình chí tôn thần thông thi triển ra tới sau, nháy mắt chí tôn sơn phía chân trời phía trên có tiếng sấm vang lên. Răng rắc một tiếng một đạo thùng nước thô tráng tia chớp từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, Dương Nghị Vân khóe miệng một liệt. Mà hắc y lão giả lại là phát ra hoảng sợ mà kêu, không. Oanh, a. Thùng nước thô tráng lôi điện lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trực tiếp bổ vào hắc y lão giả trên người, đánh gãy hắc y lão giả còn ở niệm động bí pháp hóa giải ngọn lửa, kêu thảm thiết chung lôi điện chói mắt bùng nổ. Dây tiếp theo trực tiếp làm hắc y lão giả bốc hơi biến mất. Liền ở lôi điện dừng ở hắc y lão giả trên người đồng thời, mặt khác tám tán tiên công kích cũng phá rớt Dương Nghị Vân chuông đông hoàng phòng ngự. Phốc, lần này là Dương Nghị Vân bỗng nhiên hộc máu. Hắn hợp với hai lần thi triển chí tôn thần thông, còn hơn nữa muốn duy trì chuông đông hoàng phòng ngự, ở chuông đông hoàng phá rớt thời điểm, phun một búng máu dịch đều là nhẹ. Đại giới là có, nhưng đáng giá. Bởi vì hắn rốt cuộc xử lý hắc y lão giả. Tám tán tiên lại cũng là ở lôi đình giáng xuống thời điểm, đình chỉ đối Dương Nghị Vân công kích, một đám nhanh chóng bạo lui rời xa Dương Nghị Vân. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được lôi đình chi uy. Vốn dĩ lôi đình đối với tu sĩ tới nói là khủng bố, tu đạo lúc sau có lớn nhỏ thiên kiếp, đều là muốn mệnh chi kiếp nạn. Minh giải tu tán tiên lúc sau, càng là có ngàn năm một lần tán tiên thiên kiếp, mỗi một lần độ kiếp đối bọn họ tới nói đều là quá quỷ môn quan. Tương đương trời sinh liền đối lôi đình có bản năng sợ hãi. Huống chi Dương Nghị Vân thi triển chính là chuyên môn lôi đình công kích thần thông, trực tiếp dẫn động chí tôn sơn phía chân trời lôi đình, hơn nữa vẫn là thùng nước thô tráng. Nhìn đều dọa người, cho nên dư lại tám tán tiên, nhìn đến hắc y lão giả trực tiếp bị này một đạo lôi đình phách hồi phi yên diệt sau, một đám ở hoảng sợ chung bạo lui. Khụ khụ, hết thảy đình chỉ, Dương Nghị Vân ho khan lau khóe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn lại dư lại tám tán tiên trốn đến nàng 8 đến 90 mét ở ngoài, một đám trên mặt âm tình bất định nhìn hắn, như là xem quái vật giống nhau. Tám tán tiên trên mặt âm tình bất định, bởi vì bọn họ đều đối lôi đình có bản năng sợ hãi. Trơ mắt nhìn hắc y lão giả lôi đình chém thành hôi phi yên diệt, lại có ai không hoảng sợ. Thực rõ ràng là Dương Nghị Vân thi triển cái gì thủ đoạn trực tiếp đưa tới chí tôn sơn lôi đình chi lực xử lý hắc y lão giả. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Dương Nghị Vân có thể thao tác lôi điện chi uy. Ở tu sĩ chung không phải không ai có thể thao tác lôi điện, nhưng lại hữu hạn, hơn nữa vẫn là yêu cầu đặc thù thể chất cùng ngộ tính mới có thể thao tác lôi điện chi lực. Lại nói tiếp có. Nhưng là có thể thao tác như thế cường đại lôi điện chi lực, hơn nữa có thể xử lý 6 chuyển hậu kỳ tán tiên ít người. Thậm chí có thể nói tuyệt vô cận hữu. Dương Nghị Vân hôm nay cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nhìn xem lôi đình phách quá địa phương, một mảnh cháy đen vô cùng, tám tán tiên đang xem Dương Nghị Vân, một đám ánh mắt phức tạp lên. Mà lúc này Dương Nghị Vân trong cơ thể lại cũng không bình tĩnh, liên tục thi triển chí tôn thần thông. Đặc biệt là cuối cùng tầng thứ 4 đốt thiên cơn giận cùng tầng thứ 5 lôi đỉnh chí tôn, uy lực bất phàm, lại cũng tiêu hao cực đại, nguyên thần đều uể oải lên, thân thể có chút chột dạ, chẳng qua làm cường chống trang không ra một bộ kiên cường bộ dáng. Mà dư lại tám đại tán tiên cũng kinh dị không chừng nhìn hắn, rất sợ Dương Nghị Vân ở tới một lần lôi đỉnh chi uy, trong lúc nhất thời cùng Dương Nghị Vân kéo ra khoảng cách. Sợ hắn sẽ ở làm ra một đạo cường đại lôi điện tới. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi thức yên tĩnh chung, bất quá không liên tục bao lâu, thiếu niên bộ dáng, híp mắt mở miệng nói, đại gia xuất toàn lực đi, đều đừng cất giấu, tiểu tử này tuy có thể dẫn hạ lôi đình, nhưng nhìn qua đều không phải là tùy thời đều có thể. Hôm nay đối với này đó chí tôn sơn 10 đại cao giai tán tiên tới nói, thật sự là khó quên một ngày. 10 cái người cường đại đội ngũ, 10 cái đánh một cái trường hợp, cư nhiên liên tiếp ngã xuống hai người. Mất mặt a. Truyền ra đi bọn họ những người này có một cái tính một cái đều sẽ trở thành toàn bộ tán tiên đảo trò cười. Cư nhiên không ngừng ở một cái phi thăng cảnh hậu bối trên tay có hại. Tổn thất hai người. Thật sự là, mất mặt. U mở miệng lúc sau, dư giả 7 người trên mặt âm tình bất định, không ai làm chim đầu đàn,
bởi vì vừa rồi kia một đạo lôi đình đánh chết hắc y lão giả trường hợp ở bọn họ trong mắt quá khủng bố. Tuy rằng U nói rất đúng, Dương Nghị Vân lôi đình không có khả năng tùy ý sử dụng, nhưng kia cũng chỉ là U suy đoán đi. Ai dám bảo đảm Dương Nghị Vân không thể tùy thời ở dẫn động lôi đình công kích? Tuy rằng mọi người đều là sáu chuyển hậu kỳ tán tiên, nhưng ở thời điểm này vẫn là đều thực cẩn thận, cũng không có bởi vì U mở miệng, liền ngốc nghếch xông lên đi. Tổng muốn ở quan sát một chút lại nói, miễn cho lật thuyền trong mương, 10 cái người đội ngũ đã chết mất 2 cái, mọi người đều không nghĩ tùy tiện ra tay. Đương nhiên, U nói cũng không sai, Dương Nghị Vân nhìn qua cũng đích xác có loại đại giới không nhỏ bộ dáng. Chính là người thiên tính cho phép, làm này những tán tiên lão quỷ, không dám ở đi dễ dàng ra tay. Mà, U, ở nói cho hết lời sau, thấy mọi người không có tính toán động thủ ý tứ, hừ lạnh một tiếng nói, bổn tọa còn không đến mức trước mắt, hắn Dương Nghị Vân lôi đình chi dẫn không phải tùy tùy tiện tiện là có thể dẫn động thành công, ta chờ hôm nay mặt như cũ ném tới rồi cửu tiêu ở ngoài, nếu là còn bắt không được Dương Nghị Vân tiểu tử này, ha ha, còn có cái gì mặt xưng cái gì chí tôn sơn 10 đại tán tiên. Nếu chư vị kinh dị không chừng, bổn tọa liền chứng minh cho các ngươi nhìn xem Dương Nghị Vân kia tiểu tử có phải hay không đồng dạng bị thương, có phải hay không thật sự nghịch thiên, có thể đem ngươi trở cấp hù dọa trụ. U ở dứt lời lúc sau toàn thân khí thế biến đổi, lại là cùng người khác hoàn toàn tương phản, từ sắc bén cường đại dây lát nội liễm sở hữu hơi thở, hơn nữa thân thể dần dần trong suốt lên. Mặt khác tán tiên thấy như vậy một màn, liền biết U bắt đầu thi triển ra áp dương thủ đoạn. Mọi người đều biết U có U linh chi xưng, là bởi vì hắn có thể đem toàn thân hơi thở nội liễm đến mức tận cùng, đạt tới cực hơi chi cảnh, rất khó có người có thể phát hiện hắn tồn tại, đồng thời hắn có một môn cùng loại ẩn thân giống nhau thần thông, có thể đem thân thể dung nhập ở bất luận cái gì hoàn cảnh chung, bao gồm núi đá cỏ cây nhan sắc từ từ, hoàn toàn trong suốt. Tuy rằng không phải ẩn thân nhưng lại cùng ẩn thân có hiệu quả như nhau chi diệu, vô thanh vô tức xuất kích giết địch, tốc độ cũng đạt tới vô pháp cảm giác nông nỗi. Phi thường đáng sợ, giống như U Linh. Cho nên, U Linh chi xưng cũng chính là như vậy tới. Hiện tại mọi người xem tới rồi U thi triển áp đáy hòm thủ đoạn, cũng đều là chấn động. Trong đó một người nói, chư vị U, nói không sai, chúng ta muốn đem vứt bỏ thể diện nhặt về tới, chu sát Dương Nghị Vân tiểu tử này, đại gia chuẩn bị, đợi chút nếu có cái gì dị thường, ta chờ cũng đều đừng làm dáng, hợp lực kết trận, nhất định có thể giết chết Dương Nghị Vân. U ra tay còn trước nay không nghe nói có thất thủ thời điểm, có lẽ không dùng được chúng ta ra tay đi. Sai rồi, U nhà mình thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn, còn làm chúng ta đồng loạt ra tay, này thuyết minh ở U trong lòng, Dương Nghị Vân tiểu tử này khó đối phó, cho nên đại gia chuẩn bị sẵn sàng, tìm cơ hội tùy thời ra tay chu sát Dương Nghị Vân, cũng đừng cất giấu. Không tồi, lão phu đồng ý. Liền như vậy đi. Bên cạnh bảy đại tán tiên rốt cuộc ở U ra tay lúc sau đạt thành nhất trí, chuẩn bị hoàn toàn không biết xấu hổ, cùng nhau xuất toàn lực chém giết Dương Nghị Vân. Bên kia đối với Dương Nghị Vân tới nói, lại là nhìn đến U thân thể dần dần bắt đầu trong suốt, hơi thở hoàn toàn sau khi biến mất, có chút sững sờ. Này mẹ nó còn có một cái có thể đạt tới cực hạn ẩn thân. Hắn vốn đang nghĩ kế tiếp, muốn khởi động bảy màu bảo y ẩn thân công năng tới giết địch. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt đối phương chung liền xuất hiện một cái. Này, tựa hồ có chút xấu hổ a. Đối với dần dần biến mất ở hắn tầm mắt diện mạo tựa thiếu niên tán tiên, Dương Nghị Vân không biết đối phương có phải hay không cũng mượn dùng chính là cùng chính mình giống nhau cùng loại pháp khí ẩn thân, có chút nhìn không thấu, ở hắn cảm giác thượng đối phương cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Có chút sờ không chuẩn đối phương con đường, Dương Nghị Vân vội vàng ở trong lòng hỏi sư phụ Vân Tà Đạo. Lão nhân đối phương trên người có phải hay không cũng có cùng loại ta bảy màu bảo y giống nhau ẩn thân bảo y. Ngay sau đó chỉ nghe lão nhân mở miệng nói, không phải bảo y là thần thông, gì? Không đúng, nếu là tiên giới thất truyền đã lâu vạn vật thần thông, không tưởng a, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở tán tiên đảo tái hiện, tiểu tử thúi đợi lát nữa đừng lộng chết hắn, nghĩ cách siêu hồn, lộng tới vạn vật thần thông, đối với ngươi tương lai sẽ có trọng dụng. Cái gì vạn vật thần thông? Rất lợi hại. Dương Nghị Vân nghe được lão nhân nói chuyện sau, có chút kinh ngạc hỏi hắn. Sớm tại mười mấy vạn năm trước, tiên giới danh không thấy truyền tiên đế đắc tội mỗ một cái tiên tôn, bị cái kia tiên tôn tự mình ra tay đuổi giết, nhưng hắn lại có thể một lần lại một lần từ tiên tôn trên tay trốn đi. Sau lại mới có nghe đồn cái kia tiên đế tu luyện một môn thần thông đã kêu làm vạn vật thần thông,
lại sau lại tên kia tiên đế liền có một cái danh hiệu vạn vật tiên đế. Bởi vì nhiều lần có thể từ tiên tôn trên tay trốn đi, thậm chí đánh lén ám sát tiên tôn thả lại có thể toàn thân mà lui, vạn vật tiên đế trực tiếp vào phong hào tiên đế tiền tam thứ tự. Chẳng qua sau lại vạn vật tiên đế hoàn toàn chọc giận vị nào tiên tôn, bị vị nào tiên tôn liên hợp một vị khác tiên tôn thiết cục tru sát, lại có nghe đồn vị kia tiên tôn kỳ thật chính là tưởng được đến vạn vật tiên đế vạn vật thần thông mà đuổi giết hắn. Kết quả lại là vạn vật tiên đế tự bạo cũng không có đem vạn vật thần thông giao cho vị nào tiên tôn, từ đây lúc sau vang vọng tiên giới vạn vật thần thông liền thất truyền. Trời cao tà lời nói chung còn tràn ngập tiếc nuối. Dương Nghị Vân lại là hỏi, lão nhân ngươi nói thẳng này vạn vật thần thông có cái gì thần kỳ còn không phải là. Trời cao tà buồn bã nói, năm đó vi sư đụng tới quá vạn vật tiên đế, xem hắn triển lãm quá vạn vật thần thông, khi đó mới biết được, nếu là vạn vật tiên đế có thể tiến giai tiên tôn, chắc chắn lại là tiên giới một phương bá chủ. Vạn vật thần thông trung tâm chính là vạn vật hai chữ, trung tâm là có thể dung nhập vạn vật hoàn cảnh chung, làm tự thân hơi thở với cục đá giống nhau, với cỏ cây giống nhau. Thậm chí còn không khí giống nhau. Cơ hồ là không hề góc chết hơi thở nội liếm, hơn nữa đem chính mình dung nhập bất luận cái gì sự vật, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào vi sư cũng không hiểu được. Bất quá năm đó tiếp xúc lúc sau, vi sư sau lại cũng nghĩ tới vạn vật thần thông góc chết. Nếu không có đoán sai, vạn vật thần thông pháp môn tu luyện hẳn là không gian chi lực. Lại nói tiếp cửa này thần thông mới là chính chân chính ẩn thân tối cao thần thông, người bảy màu bảo y ẩn thân công hiệu cũng là không bằng, cho nên tiểu tử ngươi nhớ kỹ, không tiếc hết thảy đem người này bắt lấy lộng tới vạn vật thần thông, tương lai chính là ngươi bảo mệnh không có con đường thứ hai. Ách ta, chết lão nhân chính ngươi đều nói, vạn vật thần thông thân ảnh so với ta bảy màu bảo y ẩn thân còn cường đại. Hơn nữa đối phương là sáu chuyển hậu kỳ tán tiên, ta như thế nào đi bắt lấy a? Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt. Hắn không tưởng chính là, lão nhân cư nhiên đối cái gì vạn vật thần thông như thế coi trọng, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy lão nhân đối người ngoài thần thông như vậy trịnh trọng. Nga, lại nói tiếp, này xem như lần thứ hai, lần đầu tiên nhớ rõ là lão nhân trong miệng trăm biến chí tôn thần thông, chẳng qua trăm biến chí tôn thần thông không có nội tu phương pháp, lão nhân trên tay chỉ có ngoại tu phương pháp. Nhưng cũng truyền cho hắn. Lần này Dương Nghị Vân nghe lão nhân nói lên vạn vật thần thông thời điểm, chút nào không thể so lần trước nói lên trăm biến chí tôn thần thông thái độ nhược, phi thường chỉnh trọng nhắc nhở. Chết lão nhân mấu chốt là đối phương hiện tại cũng có ẩn thân năng lực, hơn nữa dựa theo ngươi cách nói, hắn vạn vật thần thông rất cường đại, ta vốn dĩ kế tiếp chuẩn bị vận dụng bảy màu bảo y ẩn thân năng lực, chính là chiếu ngươi như vậy vừa nói, ta như vậy có thể thắng đến quá đối phương. Càng miễn bàn từ đối phương trên người đi tìm cái gì vạn vật thần thông. Dương Nghị Vân đối lão nhân nói thẳng trợn trắng mắt, hắn tổng cảm giác lão nhân là đứng nói chuyện không eo đau. Nhưng mà chỉ nghe lão nhân mắng nói, hỗn tiểu tử vi sư nếu dám cho ngươi nói như vậy, tự nhiên là có nắm chắc, không nắm chắc sự vi sư khi nào đã làm. Ách! Dương Nghị Vân ngạc nhiên, tựa hồ thật đúng là như vậy. Ngươi nhưng thật ra nói a phục hồi tinh thần lại, Dương Nghị Vân truy vấn. Tiểu tử thúi nghe hảo, đợi chút phi sư cho ngươi xác định đối phương vị trí, ngươi thả để ý ẩn thân chỉ có thể trái lại xử lý. Trời cao tà nói thẳng lời nói. Liền đơn giản như vậy, Dương Nghị Vân ngây ra một lúc nói, hắn vốn đang cho rằng lão nhân sẽ truyền thụ hắn cái gì bí pháp đi ứng đối hàng địch, không nghĩ tới lại là đơn giản như vậy một câu. Trời cao tà thuyết nói, nếu không như thế nào tích. Ngươi cho rằng có bao nhiêu phức tạp, vạn thần thần thông đích xác độc đáo. Nhưng muốn xem ai thi triển, nếu là vạn vật tiên đế thi triển, nói thật vi sư khả năng thật đúng là không có cách, nhưng đối phương là cái nho nhỏ tán tiên, vi sư ta đều có biện pháp cảm ứng được hắn vị trí. Hảo đi, như thế liền hảo. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, ở lão nhân trong mắt cái kia sẽ vạn vật thần thông tán tiên, nhưng còn không phải là một cái nho nhỏ tán tiên sao? Đối với lão nhân mà nói, có thể bị hắn xưng là đối thủ người, sợ là thế gian cũng không nhiều ít. Được rồi chuẩn bị tốt, đối phương tới trời cao tà nhắc nhở Dương Nghị Vân. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn lại, quả nhiên 8 đến 90 mét ở ngoài cái kia thiếu niên bộ dáng tán tiên thân hình đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hơn nữa hắn cảm giác chung, chút nào cảm giác không đến đối phương hơi thở. Lão nhân nhắc nhở lúc sau, Dương Nghị Vân cũng không dám có chút đại ý, hắn tuy rằng ngoài miệng cùng lão nhân kêu khổ, nhưng nội tâm đâu? Nội tâm Dương mẫu nhân nhưng ngạo khí này đâu? Ngươi sẽ ẩn thân anh em ta cũng sẽ. Ngươi thi triển chính là thần thông phương pháp ẩn thân,
tiểu gia ta là thành niên phượng hoàng cái đuôi nhất tinh hoa lông chim luyện chế thành dụng cụ ẩn thân. Tuy rằng ở lão nhân trong miệng vạn vật thần thông phi thường ngưu bức, nhưng cái kia ngưu bức là cho vạn vật tiên đế khen ngợi, cũng không phải là cấp trước mắt thiếu niên tán tiên khen ngợi. Cho nên Dương Nghị Vân cũng không có lo lắng nhiều ít. Lại nói lão nhân lại cho hắn áp trận, sẽ tìm kiếm ra thiếu niên tán tiên vị trí, kể từ đó, bọn họ hai cái đồng thời ẩn thân nói, chính mình dựa vào lão nhân có thể tìm ra hắn tới, nhưng thiếu niên tán tiên lại là không nhất định có thể tìm được hắn. Loại cảm giác này ở Dương Nghị Vân xem ra chính là điển hình hắc ăn hắc, hoặc là nói là hắc đánh hắc, dưới đèn hắc. Dù sao hẳn là có thể thực sảng. Ngẫm lại hắn cũng cảm thấy hảo chơi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, thúc giục bảy màu bảo y ẩn thân công năng, nháy mắt thân hình cũng biến mất ở tại chỗ. Lần này, nhưng làm mấy đại tán tiên sợ ngây người. Này, như thế nào sẽ? Tiểu tử này như thế nào cũng sẽ ẩn thân thần thông, hơn nữa cũng là giống như, giống nhau không hề hơi thở. Cảm thụ không đến có nguyên khí dao động, mất đi sở hữu hơi thở. Hay là cũng là cùng giống nhau ẩn thân thần thông không thành? Không đúng, kia tiểu tử ẩn thân nháy mắt, ta cảm nhận được pháp khí hơi thở, hắn ẩn thân phương pháp hẳn là mượn dùng nào đó pháp khí. Xem ra tiểu tử này trên người bảo vật rất nhiều. Phía trước đưa tin các ngươi có từng được đến tiểu tử này có thể không tiếng động ẩn thân sự? Không có, không có. Dư lại bảy đại tán tiên lẫn nhau kinh ngạc cảm thán giao lưu, đối với Dương Nghị Vân chính là càng ngày càng phức tạp. Mỗi người trong ánh mắt lập lòe quang mang đều không giống nhau. Thực phức tạp, bọn họ 10 đại tán tiên cũng là thu được hậu bối xin giúp đỡ đưa tin lúc sau mới vội vàng rời núi. Chỉ biết Dương Nghị Vân bên người có một cái ngũ trảo kim long, một đầu thần cầm phượng hoàng, một đầu cửu vĩ hồ cùng vẫn luôn tầm bảo trồn. 4 cái yêu tu một cái so với một cái hiếm lạ, cũng có một cái điểm giống nhau, đó chính là này đó 4 cái yêu linh đều không xem như thành niên, đều xem như ấu thú trưởng thành kỳ. Cho nên bọn họ 10 đại tán tiên rời núi. Đến nỗi mục đích là cái gì, tự nhiên chính là dụ hoặc. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không có nói ra mà thôi. Mà khi bọn họ nhìn thấy Dương Nghị Vân thời điểm, lại không có nhìn đến Dương Nghị Vân bên người 4 cái yêu linh, chỉ có thể thuyết minh, Dương Nghị Vân trên người có cao giai động thiên pháp bảo tồn tại, đem 4 cái yêu linh thu lên. Đến nỗi vì cái gì muốn thu hồi tới, đáp ứng không khó đoán. Tất nhiên là 4 cái yêu linh không có đủ cùng bọn họ này đó tán tiên gọi nhịp thực lực, cũng thuyết minh 4 cái yêu linh thực lực kỳ thật là hữu hạn, cho nên Dương Nghị Vân không nghĩ làm 4 cái yêu linh phạm hiểm, đem 4 cái yêu linh thu vào động thiên pháp bảo chung. Còn có chính là cùng Dương Nghị Vân giao phong, tiểu tử này bày ra tới thần thông, quả thực liền không phải tu chân giới cái này trình tự mới có thể có được thần thông phương pháp, phi thường cường đại. Làm cho bọn họ này đó tán tiên nhìn cũng đều là trong lòng đỏ mắt. 4 cái thế gian hiếm là yêu linh, cao giai động thiên chí bảo, cường đại vô cùng thần thông, hiện tại còn muốn hơn nữa một cái có thể ẩn thân pháp khí. Này đó đối với mấy cái tán tiên tới nói, đều ở một lần đánh sâu vào bọn họ tâm linh. Dựa vào cái gì tiểu tử này một cái phi thăng cảnh người tu chân, sợ có được đồ vật liền so với bọn hắn này đó gian nan tu luyện vô số năm tháng cao giai tán tiên còn muốn hảo. Nếu Dương Nghị Vân trên người này đó tài nguyên dùng ở trong tay bọn họ. Mỗi ngàn năm một lần tán tiên kiếp, sợ là cũng có thể đánh sâu vào đến hậu kỳ đi. Nhìn Dương Nghị Vân đồng dạng ẩn thân biến mất lúc sau, 7 đại tán tiên một đám nội tâm đã xảy ra biến hóa, toàn thân hơi thở đều vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị tùy thời đối Dương Nghị Vân thi triển lôi đình công kích. Bọn họ trong lòng không cân bằng, nổi lên đại tham niệm. Cũng nghĩ Dương Nghị Vân ẩn thân lúc sau càng thêm nguy hiểm, làm tốt tùy thời chém giết chuẩn bị, nhưng đừng lại xảy ra sự cố. Về phương diện khác bọn họ cũng đối có tuyệt đối tin tưởng. Là thành danh đã lâu lão tán tiên, hắn ẩn thân thần thông tựa hồ còn trước nay không gặp được quá đối thủ, Dương Nghị Vân mượn dùng pháp khí ẩn thân năng lực, ở bọn họ trong mắt tự nhiên là so ra kém U. Đến nỗi giờ phút này U, đồng dạng nội tâm không bình tĩnh, hắn ẩn thân thần thông, chính là trung cực sát chiêu, mấy ngàn năm trước, khi đó hắn còn ở tu chân giới, còn không có binh giải tu tán tiên. Cũng chỉ là tu giả giới một cái phân thần kỳ người tu chân. Bởi vì phạm vào tông môn môn quy, bị tông chủ khiển trách đánh vào tông môn cấm địa, sau lại có tạo đồng môn hãm hại, bất đắc dĩ hắn ở tông môn cấm địa sau núi nhảy xuống, nhảy vào vạn trượng vực sâu. Vốn tưởng rằng là chết không có chỗ chôn, lại là không nghĩ tới nơi nào tự xưng một cái xa di giới, tiến vào cổ tiên phủ,
ở trong đó một khối bia đá thấy được một thiên tên là Vạn Vật Thần Thông tu hành phương pháp. Tuy rằng không biết là người phương nào sở lưu, nhưng U lại là không quản nhiều như vậy, trực tiếp tu luyện bia đá Vạn Vật Thần Thông, sớm sau lại dựa vào Vạn Vật Thần Thông một đường quật khởi. Đáng tiếc ở đại thiên kiếp thời điểm, như cũ vẫn là binh giải tu tán tiên. Tới rồi tán tiên đảo sau, đồng dạng hắn dựa vào Vạn Vật Thần Thông mọi việc đều thuận lợi, sáng chế tên tuổi. Vạn Vật Thần Thông ẩn thân năng lực, làm hắn cơ hồ ở trong chiến đấu lập với bất bại chi địa. Thậm chí còn hắn còn cùng một vị tán tiên lão tổ đã giao thủ, kia một lần tuy rằng là luận bàn, nhưng hắn lại ở tán tiên lão tổ trong tay toàn thân mà lui, từ nay về sau cũng trở thành Chí Tôn Sơn 10 đại tán tiên đứng đầu, càng có tán tiên lão tổ dưới đệ nhất nhân mỹ dự. Đối chính mình Vạn Vật Thần Thông phương pháp, U trước nay đều sẽ không hoài nghi, hắn nhận thức Vạn Vật Thần Thông ẩn thân phương pháp, chính là đương thời đệ nhất. Ở hắn mấy ngàn năm tu đạo kiếp sống chung, đồng dạng đụng tới quá người mang ẩn thân phương pháp tu sĩ, nhưng có một cái tính một cái, bọn họ ẩn thân phương pháp, ở U trong mắt đều là rác rưởi. Đều có sơ hở tồn tại. Đều có nguyên khí dao động tồn tại, chính là ẩn thân thời điểm không có nguyên khí dao động, nhưng ở ra tay thời điểm sẽ có nguyên khí dao động tồn tại, bởi vì bại lộ, bị hắn chém giết. Hắn Vạn Vật Thần Thông phương pháp, lại là hoàn toàn không có này đó sơ hở. Mặc kệ là phát động ẩn thân thời điểm, vẫn là ra tay công kích thời điểm, đều đem toàn thân sở hữu hơi thở nội liếm tới rồi cực hạn, có thể nói không hề sơ hở, chờ địch nhân phát hiện thời điểm, cũng chính là địch nhân tử vong thời điểm. Mà hiện tại U cư nhiên ở Dương Nghị Vân trên người thấy được, cơ hồ cùng hắn chẳng phân biệt sàn sàn như nhau ẩn thân phương pháp. Đương Dương Nghị Vân toàn thân thất thải quang mang chợt lóe lúc sau, U phát hiện Dương Nghị Vân sở hữu hơi thở biến mất không còn một mảnh. Cùng hắn giống nhau, cơ hồ không có sơ hở ẩn thân phương pháp. Hiện tại bọn họ hai cái đều ẩn thân lên, ai cũng nhìn không thấy đối phương, đây mới là bất đắc dĩ nhất cũng đáng sợ nhất địa phương. Phản chi tới nói, hai người bọn họ ở đồng dạng ẩn thân trạng thái hạ, nếu ai trước phát hiện đối phương, như vậy chính là ai chiếm cứ tiên cơ, có xử lý đối phương cơ hội. U triển khai sở hữu cảm giác đi ra ngoài, đi cảm thụ quanh mình thiên địa dị thường. Hắn biết tại đây chờ lẫn nhau nhìn không thấy dưới tình huống, cảm giác lực chính là thắng bại mấu chốt, hoặc là nói là đối thiên địa tự nhiên nhạy bén càng vì thích hợp. Chỉ cần có thể cảm giác đến một chút dao động hắn liền có tin tưởng, ở trước tiên bị thương nặng Dương Nghị Vân, thậm chí đánh chết hắn. Mà đối thiên địa tự nhiên vạn vật cảm giác nhạy bén, U trong lòng nghĩ đến, thế gian không vài người có thể cùng hắn so sánh với. Bởi vì hắn Vạn Vật Thần Thông phương pháp, tinh diệu chỗ chính là đối vạn vật cảm giác lực. Cho nên ngay từ đầu kinh ngạc khiếp sợ lúc sau, U tương đồng này đó, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, cẩn thận đi cảm giác quanh mình sự vật biến hóa, hoặc là nói đi tìm Dương Nghị Vân ẩn thân chỗ. Mà đối với Dương Nghị Vân tới nói, lúc này hắn đứng dậy rất dày vò. Bởi vì hắn đồng dạng cảm thụ không đến U bất luận cái gì hơi thở. Cũng đồng dạng hắn buông ra sở hữu cảm giác đi cảm giác đối phương tồn tại, chính là một chút hít đều không tồn tại. Nơi xa Dương Nghị Vân nhìn bảy cái tán tiên, hắn kỳ thật lúc này rất muốn qua đi xử lý kia mấy cái ở chỗ sáng tán tiên. Chính là âm thầm ẩn thân tán tiên cho hắn cảm giác chính là cái u linh, là cái bom hẹn giờ. Dương Nghị Vân không dám có chút vọng động, bởi vì hắn biết ở ngang nhau điều kiện hạ, hắn vừa động tất nhiên sẽ bị âm thầm tán tiên tìm được. Tuy rằng hắn tin tưởng không bị phát hiện, nhưng chung quy đối phương là 6 chuyển hậu kỳ cao thủ. Từ lúc bắt đầu Dương Nghị Vân liền đối diện mạo tựa thiếu niên tán tiên có kiêng kỵ, bởi vì hắn trực giác nói cho hắn, đối phương rất nguy hiểm. Hơn nữa phía trước mấy cái tán tiên chi gian nói chuyện, Dương Nghị Vân ẩn ẩn nhìn ra được tới, thiếu niên tán tiên tựa hồ là này đó tán tiên chung đầu mục, phía trước nghe bọn hắn lẫn nhau nói chuyện, giống như mặt khác tán tiên xưng hô thiếu niên bộ dáng tán tiên vì. Một cái tên gọi U tán tiên hiện tại cho hắn rất lớn áp lực. Dương Nghị Vân ẩn tàng rồi thân hình sau. Tránh ở biến, không nhúc nhích. Hắn tin tưởng giờ phút này U cũng là cùng hắn giống nhau ý tưởng, đều đang tìm kiếm đối phương sơ hở, rồi sau đó tất nhiên là một kích phải giết kết quả. Cho nên Dương Nghị Vân kỳ thật không dám vọng động. Chân chính lại nói tiếp, hắn biết lão nhân nói rất đúng, U ẩn thân thần thông kỳ thật so với hắn bảy màu bảo y ẩn thân cường đại hơn cao cấp nhiều, hoặc là nói hai người không hề một cấp bậc thượng. Nhân gia chính là thần thông, tu chính là pháp môn, linh hoạt hay thay đổi. Được xưng vạn vật, bao hàm toàn diện. Mà hắn bảy màu bảo y nói đến cùng kỳ thật chính là khí mặt, so sánh với dưới tương đối cứng nhắc, không có linh hoạt tính.
lúc này hắn cũng chỉ có thể dựa lão nhân ở tìm ra u ẩn thân nơi. Lão nhân tìm được u vị trí sao? Dương Nghị Vân ở trong lòng hỏi. Trời cao tà đạo, tiểu tử thúi sốt ruột cái gì? Ngươi cho rằng vạn vật thần thông tác dụng gần là ẩn thân a? Đó là dung hợp vạn vật thần thông, không phải như vậy hảo tìm. Như vậy đi, ngươi phóng xuất ra một chút hơi thở tới, như thế vi sư là có thể truy tung hắn. Liền giống như năm đó các ngươi địa cầu kia cái gì khoa học kỹ thuật định vị giống nhau, nếu không thật đúng là không hảo tìm ra, thời gian dài, tiểu tử ngươi ngược lại còn bị hắn trước tìm được, đến lúc đó liền nguy hiểm. Hiện tại các ngươi hai cái đều là ẩn thân trạng thái, hơi thở đi lên nói đều nội liếm tới rồi cực hạn, không hảo tìm kiếm đối phương, bất quá ngươi là mượn dùng pháp khí ẩn thân, quá cứng nhắc, mà đối phương là thần thông pháp môn, linh hoạt hay thay đổi, thời gian dài hắn tất nhiên có thể đem tiểu tử ngươi tìm ra. Cho nên thời gian quý giá, chúng ta không thể ngồi chờ chết, hiện tại ngươi phóng thích một chút hơi thở ra tới. Dương Nghị Vân nghe được lão nhân nói chuyện thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, hắn nơi nào không rõ, chết lão nhân là muốn cho hắn đương mồi. Tức khắc chửi ầm lên nói, chết lão nhân ngươi không phải nói ngươi có biện pháp đem đối phương tìm ra sao? Như thế nào còn làm ta đi đương mồi, u là tán tiên trung đầu mục, hắn thực lực cường đại, nếu như bị hắn phát hiện ta... Chưa chừng ngươi liền người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, ngươi sao tưởng a? Hỗn tiểu tử có như vậy khoa trương sao? Có vi sư ở, ngươi còn có thể treo không thành. Nhiều nhất bị thương một chút, không chết được, không phải đều nói sao, thời gian dài, kéo xuống đi có hại chính là ngươi, muốn hay không làm mồi dụ tiểu tử ngươi chính mình nhìn làm, hừ. Trời cao tà mắng. Dương Nghị Vân, ngươi, xem như ngươi lợi hại. Dương Mẫu Nhân biết lão nhân nói đều đối. Cái này mồi hắn thật đúng là đến đi. Không đi cũng không được, lão nhân bất chấp tất cả, phản khen thưởng hắn một quân. Có thể làm sao bây giờ? Dương Mẫu Nhân cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm theo. Nhưng mấu chốt là, làm hắn buồn bực chính là, chết lão nhân nói làm hắn làm cái này mồi, còn không phải có thể một lần có thể đem u giải quyết, chỉ có thể là đối âm thầm ẩn thân u có một cái định vị. Cho nên Dương Nghị Vân buồn bực, chưa chừng còn phải ăn nhiều mấy mệt. Trong lòng mắng lão nhân, Dương Nghị Vân cũng làm hảo chuẩn bị. Chết lão nhân ta muốn bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Dương Nghị Vân trong lòng dặn dò. Song dài bắt đầu đó là trời cao tà mắng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, đem một tia chân nguyên phóng thích đi ra ngoài. Mà âm thầm vẫn luôn đang tìm kiếm Dương Nghị Vân u, trước tiên cảm nhận được ở hắn mười mấy mét ở ngoài một tia chân nguyên dao động nhộn nhạo. Lúc này ở u trong lòng cười lạnh một tiếng. Hồ ly tránh ở hốc cây ở quá bí ẩn, trên người tao vị như cũ vô pháp che giấu, chịu chết đi. U nhạy bén, hoặc là nói hắn tu luyện vạn vật thần thông ưu thế ở thời điểm này triển lộ không bỏ sót, cho dù là nhỏ đến không thể phát hiện một tia chân nguyên, cũng bị hắn đã nhận ra. Mười mấy mét nơi đối u tới nói, một chút đều không xa, giống như trong người trước, giơ tay có thể với tới. Hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ. Đương Dương Nghị Vân một tia chân khí nhộn nhạo dựng lên hết sức. Dự trữ chờ phân phó u, bỗng nhiên liền đối cái kia phương vị ra tay. Trong tay tán tiên chi lực đạt tới đỉnh, có pháp tắc thêm vào tồn tại, này một kích u ra tay, là toàn lực bùng nổ. Hận không thể một chút đem ẩn thân trung Dương Nghị Vân một chút xử lý mới hảo. Oanh! Phốc! Nhìn không tới bất luận cái gì thân ảnh, nhưng lại vang lên một tiếng kêu rên. Nháy mắt u thấy được mười mấy mét ở ngoài, đường hảo là chân nguyên dao động nhộn nhạo địa phương. Một bãi máu rơi rụng trên mặt đất, phi thường tiên minh. Rầm rầm, u đôi mắt sắc bén dựng lên, không chút do dự, lại là hai đánh ra tay, ở nổ vang chung mười mấy mét ở ngoài xuất hiện hố to, lan đến đạt tới 3 đến 40 mét. Nhưng lại ở cũng không có bất luận cái gì kêu rên kêu thảm thiết vang lên, càng không có máu lưu lại. Đáng tiếc, tiểu tử này quả nhiên có điểm thực lực, u trong lòng thầm than, chính hắn cũng ngay lập tức di động vị trí. Từ tại chỗ di động 30 mét ở ngoài. Cứ việc hắn có vạn vật thần thông che giấu pháp lực, nhưng ra tay thời điểm, luôn là muốn bại lộ vị trí, không có khả năng chút nào giấu vết không lưu lại, đối phương có thể căn cơ công kích phương vị, tới phán đoán chính mình vị trí. Cho nên u cũng ở nháy mắt thay đổi tới rồi một cái khác địa phương, phòng ngừa bị đối phương phát hiện. Lần này tuy rằng không có thể một kích đem ẩn thân Dương Nghị Vân một kích đánh chết, nhưng lại rất rõ ràng làm Dương Nghị Vân bị thương. Đối u tới nói cũng là chuyện tốt, chỉ cần đối phương bị thương, tất nhiên trong cơ thể hơi thở sẽ không ổn định, thời gian dài, tự nhiên sẽ bại lộ ra vị trí tới. Hơn nữa hắn dùng vạn vật thần thông đi cảm giác, muốn tinh chuẩn nhiều.
chém giết Dương Nghị Vân ở u trong lòng, kế tiếp chỉ cần một bước là có thể. Tiểu tử ngươi năng lực ở đại, lại như thế nào? Còn không phải muốn chết ở bổn tọa trong tay. Một kích đắc thủ u, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Đương nhiên cho tới bây giờ, chính hắn như cũ ở ẩn thân chung, tự tin không có bại lộ ra tới, liền tính là vừa rồi xuất kích, bị Dương Nghị Vân phát hiện một chút, nhưng hắn sớm đã còn phương vị, bằng Dương Nghị Vân năng lực, u tin tưởng còn tìm không đến chính mình, đây là hắn đối vạn vật thần thông tự tin. Nhưng u lại không biết, liền ở hắn nghiêng người 3 mét ra, Dương Nghị Vân đang ở trong lòng cùng lão nhân đối thoại, mà thầy trò hai cái đã xác định hắn vị trí, đang ở tính kế hắn. Dương Nghị Vân đích xác bị thương, hơn nữa thương còn không nhẹ, ngực xương cốt sụp đổ một nửa, bị u một kích dưới thiếu chút nữa xuyên thủng ngực. Này vẫn là trên người hắn có 7 màu bảo y phòng ngự dưới tình huống đã xảy ra, Dương Nghị Vân rất khó tin tưởng nếu là không có 7 màu bảo y phòng ngự, hắn sẽ có cùng hậu quả. Trong lòng cũng thầm giật mình, cái này u thực lực cường đại, quả nhiên hắn không đoán sai là mấy cái tán tiên trung đầu mục, thực lực nhất cường hãn. Cách 7 màu bảo y đều đem hắn ngực đánh sụp đổ đi xuống, nhịn không được hộc ra một mồm to huyết. Trong nháy mắt lúc sau hắn cố nén đệ nhị khẩu huyết trên bản vẽ tới, mạnh mẽ nuốt đi xuống hơn nữa thay đổi địa phương. Chết lão nhân xác định không có. Giờ phút này hắn đáy lòng hỏi chuyện, nguyên thần đều đang run rẩy, bị u này một kích thương không nhẹ. Vô nghĩa, vi sư nói có thể xác định đối phương vị trí, tự nhiên là có thể, tiểu tử ngươi yên tâm, kế tiếp nên ngươi phản kích thời điểm tới rồi. Người này một búng máu sẽ không bạch phun, vi sư đã xác định u vị trí, hắn giờ phút này liền ở ngươi bên tay trái 3 mét chỗ. Trời cao tà sâu kín nói. Cái gì, ở ta 3 mét chỗ? Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh. Hỗn tiểu tử cảm xúc chủ ý khống chế, nhưng đừng bị phát hiện, đối phương vạn vật thần thông nhạy bén kinh người, lúc này chính ngươi ổn định, cho hắn bị thương nặng, báo thù thời điểm tới rồi. Trời cao tà dặn dò nói. Ngay sau đó trời cao tà nhanh chóng nói. Bị phát hiện, nằm sấp xuống. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hãi, không chút do dự ghé vào trên mặt đất. Lúc này hắn cảm nhận được một cổ sắc bén kình phong đi ngang qua nhau. Ngay sau đó nơi xa một gốc cây che trời đại thụ sẽ phát ra răng rắc một tiếng, theo tiếng mà đoạn. Lúc này Dương Nghị Vân đem 7 màu bảo y ẩn thân chi lực phát huy tới rồi cực hạn, không cho chính mình hơi thở tiết ra ngoài, đại khí cũng không dám ra một chút. Trong lòng điên cuồng mắng. Nhạy bén cảm giác quả thực nghịch thiên, ta chính là cảm xúc kích động một chút đều có thể bị phát hiện. Đồng thời hắn sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu không phải lão nhân nhắc nhở một tiếng, hắn cảm giác sẽ bị cùng loại kiếm khí giống nhau công kích cấp chặn ngang chặt đứt. Vừa rồi kia cổ kình phong, giống như là hoành đao một phách mà qua, may hắn ghé vào trên mặt đất, bằng không bị này một kích đánh trúng, bất tử cũng muốn tàn phế không thể. Điểm này thường cũng đầy đủ thuyết minh u cường đại. Cũng may cuối cùng là nhiều qua đi, một gốc cây che trời đại thụ tao ương. Mà giờ phút này liền ở Dương Nghị Vân 3 mét ở ngoài u còn lại là ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ cảm giác sai rồi. Hắn mới vừa hạ cảm giác tới rồi trước người trong không khí có một tia nhỏ đến không thể phát hiện dao động, không chút do dự ra tay mà đi, tự nhận là chuẩn xác không có lầm. Nào biết không có chút nào phát hiện, chẳng qua phá hủy một cây đại thụ. Cho nên u cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là hắn quá mức mẫn cảm? Ngẫm lại cũng đúng vậy, tự nhiên nhìn đến Dương Nghị Vân cũng có ẩn thân chi thuật sau, hắn thần kinh kỳ thật liền ở độ cao căng chặt, vừa mới còn làm Dương Nghị Vân phun ra một đại than huyết, nếu đối phương muốn bại lộ đã sớm bại lộ, hẳn là chính mình quá mức mẫn cảm. Bất quá nói trở về, hiện tại ẩn thân chung Dương Nghị Vân đã bị hắn một kích mà chung, kế tiếp hắn chỉ cần hảo hảo đi cảm giác đi tìm, thực mau là có thể tìm ra Dương Nghị Vân, trước mắt quan trọng là muốn chống đỡ khí. Không thể bởi vì bị thương nặng Dương Nghị Vân một kích liền đắc ý vong hình. U ở trong lòng như thế báo cho chính mình, ngay sau đó tiếp tục nội liễm ổn định vạn vật thần thông bắt đầu một chút đi cảm giác Dương Nghị Vân nơi. Đến nỗi giờ phút này Dương Nghị Vân như cũ quỳ rạp trên mặt đất không dám động, vừa rồi thật sự mạo hiểm, lão nhân nói rất đúng, muốn ổn định chính mình cảm xúc, càng là ở ngay lúc này, càng là muốn chống đỡ khí. Ngực thượng thương thực trọng, nhưng hắn còn có thể chịu đựng được. Vốn dĩ muốn sử dụng một giọt sinh mệnh chi thủy đi chữa trị ngực thương thế, nhưng lại sợ sinh mệnh chi thủy từ càn khôn hồ ra tới, bị âm thầm u cảm nhận được, Dương Nghị Vân lại từ bỏ, chậm rãi vận chuyển tự thân công pháp chữa trị đó là. Hắn có thể chịu đựng được. Muốn bò dậy, chính là trong đầu vang lên lão nhân thanh âm nói, tiếp tục nằm bò đừng nhúc nhích,
đối phương liền ở ngươi 1 mét nhiều địa phương ở chuyển động, tiểu tử ngươi trước khôi phục một chút sức lực, đợi chút nghe vi sư an bài. Dương Nghị Vân, ách, tiếp tục bò. Bên ngoài 7 cái tán tiên lại là nhìn đến hiện thực trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một quán huyết, rồi sau đó 2 tiếng ầm vang, tại chỗ xuất hiện một cái mấy chục mét hố to. Ngay sau đó nơi xa một gốc cây che trời đại thụ đứt gãy. Bọn họ mấy cái cũng không khỏi khẩn trương lên. Bởi vì bọn họ đều nhìn không tới, U cùng Dương Nghị Vân thân ảnh, không rõ ràng lắm, rốt cuộc là ai hộc máu bị thương. Nhìn không thấy vô hình chiến đấu đã bắt đầu. Cứ việc bọn họ mấy cái nhìn không tới 2 người thân ảnh, nhưng tưởng đều có thể tưởng đều chém giết sợ là thực kịch liệt. Các ngươi nói, là ai hộc máu bị thương? Một người tán tiên ra tiếng. Này còn dùng nói sao, tất nhiên là Dương Nghị Vân kia tiểu tử hộc máu bị thương, U ẩn thân chi thuật, được xưng là ban ngày U Linh, độc bộ thiên hạ, có mấy người có thể thương đến U. Một cái khác tán tiên như vậy nói. Mặt khác tán tiên tuy rằng không nói chuyện, chính là đại gia trong lòng đều ở suy đoán, một bãi vết máu, một cái hố to, một cây đại thụ đứt gãy, cho bọn họ vô hạn mơ màng. Tuy rằng mọi người đều biết U ẩn thân thần thông lợi hại, thực lực cũng không tầm thường, được xưng tán tiên đảo lão tổ tán tiên dưới đệ nhất nhân. Chính là Dương Nghị Vân chẳng lẽ liền thật sự như vậy nhược sao? Đương nhiên không phải, hắn có lão nhân ở làm hậu thuẫn, tuy rằng cùng U chi gian chênh lệch có chút đại, nhưng hiện tại một búng máu nhổ ra lúc sau, lão nhân đã đem ẩn thân ở trong tối U cấp tỏa định. Kế tiếp liền phải xem lão nhân chỉ huy. 10 phút sau, trong đầu mới nhớ tới lão nhân âm thanh nói, tiểu tử thúi có thể lên chuẩn bị. Dương Nghị Vân lúc này mới trường tặng một hơi, chậm rãi đứng dậy, vẫn không nhúc nhích nằm bò, tư thế cũng không có đổi một cái, liền tính là hắn là người tu chân cũng là cảm giác có chút thân thể chết lặng. Đứng dậy lúc sau, Dương Nghị Vân âm thầm líu lưỡi, trong lòng đối lão nhân nói, lão nhân kế tiếp làm sao bây giờ, cái này vương bát đản cũng quá chịu đựng được khí. Đối phương là cái có lòng dạ người, càng là cái chiến đấu có kinh nghiệm người, tiểu tử ngươi đợi chút, cũng vẫn là phải chú ý. Giờ phút này hắn di động tới rồi ngươi chính phía trước 30 mét ở ngoài, chậm đã chậm tới gần qua đi, nghe vi sư chỉ huy. Trời cao tà dặn dò. Dương Nghị Vân có chút vô ngữ nói, chết lão nhân nói đến cùng còn không phải là một cái 6 chuyển tán tiên sao, dùng đến như vậy trịnh trọng a. Lực lượng của ta hảo tuy rằng không có đối phương cường đại, nhưng là hơn nữa ngươi thần hồn chi lực, đối phó hắn là dư giả, hơn nữa ngài luôn 12 kiếp tán tiên thần hồn a, không như vậy chuyện bé xé ra to đi. Hỗn chứng tiểu tử, người có loại này tư tưởng ra tới kế tiếp chiến đấu tiểu tử ngươi phải thua không thể nghi ngờ, ta từ lúc bắt đầu liền dạy dỗ tiểu tử ngươi, sư tử vồ thỏ còn đem hết toàn lực, huống chi tiểu tử ngươi hiện tại con thỏ đều không bằng, liền như vậy tự đại. Nói nữa vạn vật thần thông có độc đáo chỗ, tiểu tử ngươi chẳng sợ đem hết toàn lực, có vi sư cho ngươi chỉ điểm, cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, tiểu tử ngươi còn dám đi tự đại. Vi sư là 12 kiếp tán tiên chí tôn không giả. Nhưng tiểu tử ngươi cũng không nghĩ vi sư hiện tại là cái tình huống như thế nào. Tiểu tử ngươi trong lòng không điểm số, đánh lên hoàn toàn tinh thần tới đối địch, nếu không ngươi liền chờ chết, càng miễn bàn bên ngoài thượng còn có 7 đại tán tiên như hổ rình mồi. Trời cao ta lại nhảy, nghiêm khắc vô cùng nói mở ra, Dương Nghị Vân chuột nháy mắt đầu hàng nói, hành hành hành, chết lão nhân ta chính là như vậy vừa nói, ta là cái gì tính cách ngài lão chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Yên tâm, ta tuyệt đối sư tử vồ thỏ đi đối phó hắn. Thầy cho hai đấu võ mồm thành lệ thường. Dứt lời lúc sau Dương Nghị Vân hướng về chính phía trước chậm rãi tới gần qua đi, đồng thời âm thầm dự trữ chờ phân phó, dốc hết sức lực chuẩn bị cấp âm thầm U một kích tàn nhẫn. Hắn một ngụm lão huyết cũng không thể bạch phun. Tuy rằng cùng lão nhân nói nhẹ nhàng, kỳ thật hắn nội tâm cảnh giác tới rồi hiện tại so sư tử vồ thỏ còn muốn sư tử vồ thỏ. Nghẹn một hơi chuẩn bị ra tay. 1 mét. 2 mét, 10 mét, 16, 17, 18. Đến 19 mễ thời điểm, chỉ nghe lão nhân thanh âm ở trong óc vang lên nói, xuất kích. Dương Nghị Vân mão đủ kính, liền chờ lão nhân này một câu. Hắn cùng U chi gian, thuộc về ai cũng nhìn không thấy ai, ai cũng cảm giác không đến ai cái loại này tình huống. Lúc này Dương Nghị Vân hoàn toàn chính là chờ sư phụ trời cao tà ở chỉ huy. Ở lão nhân mở miệng hết sức. Hắn đối với phía trước bỗng nhiên oanh ra một quyền. Oanh! A! À, phốc! Một tiếng nặng nề tiếng động, hét thảm một tiếng, một búng máu trống rỗng sái lạc, mãi cho đến 30 mét ở ngoài. Dương Nghị Vân trong lòng ám sảng,
hắn chỉ cảm thấy một quyền một chút tạp dừng ở mềm thịt thượng, thật đánh thật một quyền, tựa hồ đập trung chính là đối phương bụng. Hắn tuy rằng nhìn không tới u thân ảnh, nhưng lại có thể nhìn đến máu trống rỗng lưu lạc ra tới. Này một quyền Dương Nghị Vân tin tưởng, hắn cấp u đả kích thương tổn sẽ không á với chính mình phía trước hộc máu bị thương. Vội vàng hỏi, lão nhân đánh trúng đối phương địa phương nào? Trời cao tà mắng, tiểu tử thúi vi sư chỉ có thể cảm thụ đối phương phương vị, nhìn không tới đối phương, ta như vậy biết đánh trúng hắn địa phương nào, bất quá nghĩ đến hắn hẳn là thương sẽ không nhẹ. Hắc hắc mặc kệ, dù sao ta một quyền đánh trúng hắn, cuối cùng đòi lại lợi tức, kế tiếp ta muốn ngược chết hắn, hiện tại hắn tới rồi địa phương nào? Dương mẫu nhân có chút đắc ý hỏi sư phụ trời cao tà. Hắn đi vòng vèo sau, di động tới rồi ngươi phía bên phải 30 mét nơi, tốc độ cảm giác chậm, thừa hắn bệnh muốn hắn mệnh, tiếp tục. Trời cao tà thuyết nói. Hảo, cái này xem ta không đùa chết hắn. Nói chuyện chung Dương mẫu nhân vèo một chút trực tiếp lắc mình hướng về phía bên phải 30 mét mà đi, chờ tới rồi 10 mét chỗ sau, hắn thúc giục một trường. Chạm vào. A, à, phốc. Lại là một đại than vết máu lưu tại chỗ. Dương mẫu nhân trong lòng sảng khoái vô cùng. Có lão nhân đối u truy tung định vị, Dương Nghị Vân hai lần đều đắc thủ. Này liền giống vậy đồng dạng đen nhánh hoàn cảnh chung, Dương mẫu nhân có tia hồng ngoại đôi mắt đã, mà u còn lại là thành sống bia ngắm. Dương mẫu nhân cái này sảng, liên tiếp hai đánh đều chung, không chỉ có báo thủ thu lợi tức, cái này còn kiếm lời. Hắn biết ở như vậy đi xuống, bắt lấy u dễ như trở bàn tay. Lão nhân hắn ở đâu đi, mới vừa đắc thủ sau, Dương mẫu nhân hứng thú bừng bừng. Có thể ngược chết u cảm giác thật sảng. Lần này chạy có điểm xa, đối phương ăn hai lần mệt, lần này trực tiếp tránh né đến 100 mét ở ngoài đi, về phía sau chuyển 100 mét 20 mét chỗ. Trời cao tà cũng là thảnh thơi nhắc nhở. Lúc này đối thầy trò hai tới nói, bắt lấy âm thầm ẩn thân u chỉ là thời gian vấn đề, hai lần ra tay đều thành công, đã làm u bị thương nặng, hiện tại xem ra phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Hảo, lần này tranh thủ đem hắn bắt lấy tới. Hắc hắc Dương mẫu nhân cười to chậm rãi hướng về từ nơi mà đi. Hắn lần này tốc độ không phóng mau, dù sao u đã bị thương, lão nhân cũng đã hoàn toàn nắm giữ u hành tung, chạy không được, ổn thỏa một chút tốt nhất, tốc độ nhanh động tĩnh đại, miễn cho bị u trốn thoát. Đến nỗi giờ phút này u, thực sự hung hăng ăn hai đánh sau đã chịu bị thương nặng, hắn lúc này trong lòng tràn đầy buồn bực, không nghĩ ra này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rõ ràng mọi người đều là thân ảnh trạng thái. Hơn nữa so sánh với tới, hắn tu ẩn thân thần thông là thần thông pháp môn đại đạo, lẽ ra so Dương Nghị Vân mượn dùng pháp khí ẩn thân cao minh không biết nhiều ít. Muốn nói chiếm ưu thế cũng nên là hắn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hành tung đã bị Dương Nghị Vân kia tiểu tử chuẩn xác không có lầm khống chế, đây là làm u buồn bực đến hộc máu địa phương. U trong lòng rõ ràng, tuy rằng không biết Dương Nghị Vân dùng biện pháp gì, nhưng chính mình hành tung nhất định là bị kia tiểu tử khống chế. Nhưng rốt cuộc là như thế nào truy tung hắn đánh chết cũng không nghĩ ra. Nhưng có một chút u minh bạch, không thể như vậy ở kéo xuống đi, nếu không chết nhất định sẽ là hắn, mà không phải Dương Nghị Vân. Có giờ phút này giấu ở một đống loạn thạch chung, hắn cố nén hộc máu xúc động, đôi mắt nheo lại, nhìn bốn phía loạn thạch, trong lòng nảy sinh ác độc lên, một khi đã như vậy, kia đơn giản liền tới đi, bổn tọa còn không có có hại lớn như vậy mệt. U trong đầu đã có ứng đối chi sách. Chẳng qua hắn rõ ràng, chính mình cái này ứng đối chi sách là giết địch 1.000 tự tổn hại 800 biện pháp. Nhưng là trước mắt, này với hắn mà nói là nhất thích hợp biện pháp. Vạn vật thần thông uy lực không chỉ có riêng là ẩn thân, càng nhiều trung tâm ở vạn vật hai chữ thượng. U có tuyệt đối nắm chắc, cái này bí pháp thi triển ra tới, Dương Nghị Vân kia tiểu tử ẩn thân cũng tuyệt đối muốn bạo nộ mất đi tác dụng, mà chính hắn cũng giống nhau. Nếu chính mình ẩn thân mất đi ưu thế, còn ở vào nguy hiểm nông nỗi, u liền quyết định, mọi người đều bại lộ bên ngoài đi. Trong lòng nghĩ, hài hước niệm bí pháp, bốn phía trên tảng đá vô hình trung toát ra một tia dòng khí, loạn thạch đôi không tính đại, nhưng lại có cũng 4-50 mễ phạm vi, đối u tới nói vậy là đủ rồi. Hắn tốc độ nhanh hơn, chuẩn bị tùy thời bùng nổ. Không dám kéo xuống đi, bởi vì hắn biết Dương Nghị Vân khả năng tùy thời sẽ đi tìm tới. Khoảnh khắc công phu, 4-50 mễ phạm vi loạn thạch đôi, lớn lớn bé bé trên tảng đá đều là toát ra một tia dòng khí. Người khác nhìn không tới cũng cảm thụ không đến này đó trên tảng đá biến hóa, nhưng là u lại là có thể, hắn biết đây là vạn vật thần thông độc đáo chỗ, mị lực nơi.
vạn vật cảm ứng chi linh tiết tấu vạn vật thần thông phạm vi. U lau khóe miệng vết máu, lộ ra ý cười, trong lòng tự nói, tiểu tử đến đây đi. Lúc này Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không biết U đã bị hắn bức bách tới rồi giết địch 1000 đả thương địch thủ 800 nông nỗi, ở 100 mét ở ngoài loạn thạch đôi, bày ra bộ chờ hắn qua đi. Cũng đích xác, hắn tự nhiên sẽ không biết U tính toán, hắn chỉ là dựa theo lão nhân chỉ điểm hướng về U chậm rãi tới gần mà đi, trong lòng còn nghĩ lần này làm bất tử ngươi vương bát đản. 30 mét, 20 mét, 10 mét thời điểm Dương Nghị Vân bỗng nhiên xuất kích. Lão nhân cho hắn xác định vị trí. Bỗng nhiên một trưởng đối với 10 mét chỗ đánh qua đi, dùng chính mình trong cơ thể toàn bộ lực lượng xuất kích. Từ lúc bắt đầu hắn đều không có sử dụng pháp tắc chi lực, chính là tự thân thuần toái pháp lực. Bởi vì lão nhân nói qua, pháp tắc chi lực là thiên địa chi thế, động chi sẽ bị đối phương phát hiện, liền dùng tự thân pháp lực chi lực xuất kích cũng đủ. Bực này tình huống trên thực tế thuộc về âm thầm ám đánh lén, ở đối phương không có phòng bị dưới đánh lén, chẳng sợ đối phương là 6 chuyển hậu kỳ tán tiên, hắn cũng ăn không tiêu. Oanh! Vô thanh vô tức chung một tiếng rung động bùng nổ dựng lên. Dương Nghị Vân khóe miệng mang theo ý cười, chờ âm thầm u kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. A! À, quả nhiên u kêu thảm thiết vang lên. Dương mẫu nhân trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng mà liền vào giờ phút này lão nhân thanh âm biến đổi lớn tiếng nói, tiểu tử thúi không thích hợp, quanh mình không khí có tình huống mau lui. Chính là lúc này một tiếng trầm thấp âm ngoan thanh âm vang lên, vạn vật toàn pháp, tụ thạch. Trầm thấp âm ngoan thanh âm cơ hồ cùng lão nhân một đạo vang lên. Dương Nghị Vân cũng tại đây một khắc cảm nhận được có nguy cơ hiện lên. Giờ phút này rút đi hiển nhiên là lão không kịp, không có bất luận cái gì do dự hắn bỗng nhiên thúc giục bảy màu bạch y, lúc này cảm thụ nguy hiểm, đương nhiên là phòng ngự nhất hạng nhất, không tiếc bại lộ bên ngoài, hắn thúc giục bảy màu bảo y phòng ngự. Âm ầm ầm oanh, liền ở hắn thúc giục bảy màu bảo y nháy mắt, hắn thân ảnh từ ẩn thân trung bảy biện ra tới. Hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Mà trong nháy mắt phạm vi 40-50 mễ trong phạm vi, từng viên lớn nhỏ không đồng nhất cục đá mang theo lực lượng cường đại dao động hướng về hắn tạp tới. Giờ khắc này hắn giống như là một khối sắt nam châm giống nhau, đem từng khối lớn nhỏ không đồng nhất cự thạch hút xả tới rồi trên người hắn. Tuy có bảy màu bảo y phòng ngự nhưng vô số khối cự thạch nện ở trên người hắn thời điểm, Dương Nghị Vân cũng không chịu nổi, bị thật lớn chấn động cấp chấn trong cơ thể sông cuộn biển gầm. Xuyên thấu qua cự thạch bay tới khe hở, Dương Nghị Vân thấy được một người. Đây là thiếu người diện mạo tán tiên. Gia hỏa này nhìn qua thực thảm, đồng dạng ngực sụp đổ đi xuống, khóe miệng lưu trữ vết máu, còn ở oa oa hộc máu, một cái cánh tay phải chặt đứt. Nhưng lại dựa vào một khối cự thạch phía trên, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm chính mình. U cũng ở thời điểm này bại lộ ẩn thân. Dương Nghị Vân minh bạch, thứ này là tại minh bạch hắn ẩn thân chi lực mất đi ưu thế lúc sau. Không tiếc đại giới phát động nào đó bí pháp, điều động này đó loạn thạch tới công kích hắn. Xem tình huống chính là điển hình giết địch 1000 tự tổn hại 800 đấu pháp. Bất quá không được nói, hắn này nhất chiêu thực hiệu quả. Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, rốt cuộc là tu luyện vô số năm tháng lão quái vật, tàn nhẫn quyết đoán. Lúc này đây U trả giá đại giới, bạo nộ rồi chính hắn, cũng đem Dương Nghị Vân từ âm thầm bức bách ra tới. Hai người đồng thời bại lộ ở dưới ánh mặt trời, từ âm thầm đi tới chỗ sáng. U nhìn qua thương thực trọng, nhưng là đang ở loạn thạch trung bị lớn lớn bé bé loạn thạch nháy mắt cuồng tạp Dương Nghị Vân, này một kích lúc sau khó được là có thể ảm đạm. Tự nhiên, lúc này Dương Nghị Vân đồng dạng sẽ không nhẹ nhàng. Loạn thạch đập qua đi, liền tính là có bảy màu bảo y phòng ngự tồn tại, Dương Nghị Vân cũng nhiều ít có hại, khởi động bảo y phòng ngự nháy mắt, hắn cũng đã bị cự thạch tạp trung quá. Hộc máu, trong cơ thể sông cuộn biển gầm. Tuy rằng mặt sau cự thạch bị thất bảo y phòng ngự chặn lại, nhưng Dương Nghị Vân như cũ bị thương. Mưa rền gió dữ giống nhau loạn thạch đập phi thường không dễ chịu, cũng ở khoảnh khắc qua đi. Dương Nghị Vân cơ hồ bị chôn ở loạn thạch chung. Dầm! Dương Nghị Vân xốc lên trên người cự thạch. Khụ khụ khụ! Một trận kịch liệt ho khan, hắn khóe miệng máu ứa ra, không thể không nói lần này bị u âm một phen. Hắn trước sau thương thế thêm cùng nhau, thật là không dễ chịu. Giờ phút này U run run rẩy rẩy đứng dậy, nhìn Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân dựa vào một khối cự thạch thượng nhìn chằm chằm U. Hai người đối diện. U mở miệng nói, ta tu đạo đến nay, người Dương Nghị Vân là cái thứ nhất có thể đem ta bức bách đến như thế nông nỗi người. Người ta đồng dạng ẩn thân, hơi thở nội liếm đều đạt tới cực hạn,
lẽ ra ta là thần thông ẩn thân, ngươi là mượn dùng pháp khí ẩn thân, muốn nói trước phát hiện đối phương, cũng nên là ta trước phát hiện ngươi, nhưng... Nhưng ngươi là như thế nào phát hiện ta hành tung? U thời điểm mở miệng không có miệng xưng bổn tọa, mà là phải dùng thượng ta. Trong mắt hắn Dương Nghị Vân tiểu tử này, cũng đủ cùng hắn bình tề ngang hàng, đương nhiên là trên thực lực bình đẳng, nói chuyện trong giọng nói cũng đã không có chi phía trước ngạo khí. Tựa hồ tán thành Dương Nghị Vân đối thủ này. Đồng thời U cũng hỏi ra trong lòng lớn nhất tò mò. Hắn thật sự không nghĩ ra, Dương Nghị Vân rốt cuộc là như thế nào phát hiện hắn hành tung. Nghe được U hỏi chuyện, Dương Nghị Vân ho khan cười. Khụ khụ, hắn tự nhiên sẽ không nói, trên người hắn có lão nhân tồn tại. Lau khóe miệng vết máu trong lòng vừa động một giọt sinh mệnh chi thủy nơi tay trưởng che lấp hạ nuốt ăn vào bụng, hắn yêu cầu khôi phục thương thế, trước mắt thương thế rất trọng. Ngay sau đó nhìn về phía U, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, ha ha, còn không phải là ẩn thân sao, không ngươi tưởng như vậy như bức. Tiểu gia ta tưởng phát hiện ngươi dễ như trở bàn tay, đáng tiếc không có xử lý ngươi. Về lão nhân phát hiện U hành tung sự, Dương Nghị Vân chỉ tự không đề cập tới. Lão nhân nói qua, vạn vật thần thông đích xác bất phàm, nhưng muốn tránh qua hắn đường đường tán tiên chí tôn, trừ phi là vạn vật tiên đế bản nhân, đến nỗi U, hắn chỉ là một giới sáu chuyển hậu kỳ tán tiên, phát hiện hắn hành tung tự nhiên không khó, đương nhiên vì thế Dương Nghị Vân chính là trả giá một ngụm lão huyết đại giới. Mà U ở nghe được Dương Nghị Vân nhí cái này giải thích lúc sau, trong lòng tự nhiên là khó chịu, hắn tin tưởng Dương Nghị Vân trên người nhất định còn có cái gì bí mật tồn tại, nếu không sao có thể sẽ phát hiện hắn tung tích. Ngay sau đó, U, nhíu mày nói, nếu ngươi không nói, ta đây liền không khách khí, hiện tại ngươi năng lực lại đại, cũng không đối phó được bảy đại tán tiên đi. Ha ha, U nói chuyện chung đối với đã muốn chạy tới hắn bên người bảy đại tán tiên nói, bắt lấy tiểu tử này siêu hồn. Trên người hắn có đại thần thông, ta chờ cùng chung chi. Giờ phút này bảy đại tán tiên xem như minh bạch, phía trước trống rỗng xuất hiện vết máu có Dương Nghị Vân cũng có U, làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, xem tình huống, U cùng Dương Nghị Vân phía trước ẩn thân quyết đấu, toàn là chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, hai người cư nhiên đều bị thương. Chính là điểm này ở bảy đại tán tiên xem ra liền có chút thiên về. U là người nào? Dương Nghị Vân có là cái gì tu vi? Hai người có thể đấu thành ngang tay, này giản làm người khó có thể tin sự. Đối Dương Nghị Vân cũng đều một đám nội tâm sinh ra đặt ở cùng đẳng cấp mặt. Tu sĩ giới không có tuyệt đối cảnh giới cấp bậc chi phân, vĩnh viễn là cường giả vi tôn, ai nắm tay đại, ai chính là vương giả. Giờ phút này Dương Nghị Vân tuy rằng thoạt nhìn trọng thương, nhưng lại thắng được bọn họ tôn trọng, đối cường giả tôn trọng. Nhưng đồng thời bảy đại tán tiên nghe U nói chuyện, một đám đôi mắt cũng đều tỏa sáng lên. Nói đến cùng cái này ích lợi vẫn là chiếm cứ thượng phong. Bao gồm bọn họ rời núi tới, cũng không hoàn toàn là ở vào giữ gìn chí tôn sơn thần thánh không thể xâm phạm, nhận được hậu bối đưa tin tới báo thù, cũng đến xem, nhìn xem Dương Nghị Vân bên người thần thú thần cầm. Không phải cũng là ích lợi quan hệ ở bên trong sao? Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ chí tôn sơn 10 đại tán tiên, bị Dương Nghị Vân chém giết hai người, hiện tại ngay cả U cũng trọng thương, cũng mới là đem Dương Nghị Vân thất bại. Không đúng, chuẩn xác mà nói Dương Nghị Vân không có bại, mà là cùng U lưỡng bại câu thương. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Nhưng đồng thời mấy đại tán tiên cũng đều thấy được, Dương Nghị Vân trên người tầng ra bất quần thủ đoạn, không thể nghi ngờ không hề dụ hoặc bọn họ tham dục. Giờ này khắc này U lời nói, chính hợp bọn họ tâm ý. Hiện tại, Dương Nghị Vân đã trọng thương, liền tính là hắn ở nghịch thiên, còn có thể địch nổi bọn họ bảy đại tán tiên công kích. Chỉ cần chém giết Dương Nghị Vân, hết thảy liền kết thúc, mà bọn họ cũng đem có thể đạt được trong lòng suy nghĩ sở muốn, do đó đạt tới mục đích. Hơn nữa kinh này một trận chiến, mọi người đều rõ ràng, Dương Nghị Vân tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu trữ ngày sau đối bọn họ tới nói chính là tai họa ngập đầu. Chư vị bày trận, hết thảy ra tay trực tiếp chém giết cái này tiểu ma đầu đi, tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị, ta chờ cũng đừng cố kỵ cái gì mặt mũi, phóng đại chiêu, trực tiếp đánh chết. Còn chí tôn sơn lanh lảnh càn khôn nhiên, cấp chết đi những cái đó tiểu bối cũng có cái công đạo. Trong đó một người trầm giọng nói chuyện. Mặt khác sáu người đều là gật đầu phù hợp. Đến nỗi giờ phút này U, loạng choạng thân thể lại cũng là dựa vào một khối tảng đá lớn thượng, âm lãnh cười xem Dương Nghị Vân, trong mắt hắn Dương Nghị Vân lúc này chết chắc rồi. Mấy đại tán tiên đều biết đã bị thương Dương Nghị Vân phiên không được thiên. Khụ khụ. Dương Nghị Vân nhìn nghe mấy cái lão bất tử.
sắp đến đầu cư nhiên còn ở dối trá vô cùng tìm lấy cớ, tiểu ma đầu mũ há mồm liền tới. Dương Mỗ Nhân nhếch miệng nở nụ cười nói, một đám lão bất tử, thật sự cho rằng tiểu gia ta bị thương cũng chỉ có thể chờ chết. Tùy ý các ngươi sâu xé không thành, ha ha, khụ khụ, tiểu gia ta hôm nay đảo muốn nhìn, các ngươi mấy cái lão bất tử như thế nào sát tiểu gia. Dương Nghị Vân ho khan mắng, hắn thật là bị thương nặng, nhưng còn chưa tới không thể đánh trả nông nỗi, chẳng qua một chút đối mặt bảy đại tán tiên công kích, thật là hắn vô pháp ứng phó. Nhưng hắn chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bảy đại tán tiên sâu xé sao? Sao có thể? Tuy rằng lão nhân nói không ra tay, nhưng tới rồi chân chính sống chết trước mắt, Dương Nghị Vân tin tưởng nhà mình lão nhân sẽ không mặc kệ, bất quá mặt khác, lão nhân liền tính là có thể ra tay, lần này Dương Nghị Vân cũng không nghĩ làm lão nhân ra tay. Bởi vì từ lúc bắt đầu, lão nhân liền đem hắn thần hồn chi lực, mượn cho chính mình. Trải qua liên hệ không ngừng chiến đấu, liền tính lão nhân thần hồn chi lực ở cường đại, cũng là tiêu hao không ít. Vạn nhất lão nhân lại ra tay, làm hắn lâm vào ngủ say, đã có thể không dây. Nơi này là Chí Tôn Sơn, là lão nhân đạo tràng nơi, tới nơi này chính là cấp lão nhân đúc lại thiên thể, cũng không thể tới rồi cửa nhà, làm lão nhân lại lần nữa ngủ say qua đi. Nói nữa, trừ bỏ lão nhân Dương Nghị Vân ý thức hải còn có cái hoa sen đen tồn tại. Chẳng qua đạt được thủy chi căn nguyên kia một lần, hoa sen đen thứ nhất sáng chế quá độ, cũng cùng loại lão nhân giống nhau tiến vào một loại tự mình bảo hộ trạng thái. Đến nay hoa sen đen không có thức tỉnh lại đây. Nhưng mà đi qua mấy trăm năm, Dương Nghị Vân nghĩ đến hoa sen đen liền tính là không có thức tỉnh cũng nên khôi phục không sai biệt lắm. Hắn cùng hoa sen đen chi gian chính là ích lợi thể cộng đồng, nếu hắn đã chết hoa sen đen cũng đem không có chỗ dung thân, cho nên Dương Nghị Vân tin tưởng, ở nguy cơ thời điểm, có lẽ hoa sen đen sẽ ra tới chu hộ chính mình. Đương nhiên này chỉ là Dương Nghị Vân một cái phỏng đoán, chân chính nguy cơ thời điểm hoa sen đen rốt cuộc có thể hay không thức tỉnh, hắn là không biết. Bất quá mặc kệ thế nào, Dương Nghị Vân đều hy vọng hoa sen đen đều có thể đủ thức tỉnh lại đây, bởi vì ở chỗ này tràn ngập không xác định. Hắn biết ở Chí Tôn trên núi, này đó tông môn quần thể tán tiên trên đầu còn có tam đại tán tiên lão tổ tồn tại, hiện tại 10 đại 6 chuyển hậu kỳ tán tiên đều đem hắn bức bách tới rồi bực này nông nỗi, có thể tưởng tượng nếu là cái gọi là tán tiên lão tổ xuất hiện, hắn tất nhiên là không địch lại. Mà lão nhân, Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, lần này tiến đến mục đích, chính là cấp lão nhân đúc lại tiên thể, vì ngày này, hắn biết lão nhân đợi bao lâu. Vì ngày này, hắn biết lão nhân vì hắn giàu thúi ruột, từ chỉ dẫn hắn tu luyện bắt đầu, bước vào tu chân chính là vì ngày này, một đường đi tới, thả không phải chính mình đã trải qua nhiều ít sinh tử mài giũa, chỉ cần ở hắn trưởng thành trên đường, lão nhân không biết cho hắn lau bao nhiêu lần mông. Có bao nhiêu thứ, kỳ thật chính hắn đều nhớ không rõ. Chính là Dương Nghị Vân biết, lão nhân mỗi lần ra tay, đều là ở đánh bạc mệnh đi bảo toàn chính mình, cho chính mình che mưa chắn gió, không có lão nhân hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Tuy rằng mỗi một lần lão nhân lâm vào ngủ say đều có thể tỉnh lại, chính là Dương Nghị Vân rõ ràng, mỗi một lần lão nhân đều ở lấy mệnh ở đua. Bởi vì hắn biết đối với một cái tu sĩ tới nói, cái gì là chân chính trung tâm căn bản, là nguyên thần. Mà lão nhân đua chính là chính hắn nguyên thần. Tu sĩ tu đạo, thân thể đã không có, có thể đi đoạt xá trọng sinh, thậm chí có thể thông qua đại pháp lực đi chuyển thế trùng tu trọng sinh, có thể binh giải tu tán tiên. Thân thể ở điều kiện cho phép dưới tình huống có thể vứt bỏ, nhưng mà nguyên thần lại không được, nguyên thần một khi tiêu tán, chính là chân chính ý nghĩa thượng tử vong. Sở hữu Dương Nghị Vân biết lão nhân mỗi một lần cho chính mình che mưa chắn gió, đều là ở kia hắn mạng già ở đua. Nếu không phải càn khôn hồ đặc thù, Dương Nghị Vân tin tưởng lão nhân tàn hồn đã sớm tự cấp chính mình che mưa chắn gió thời điểm tan thành mây khói. Lại nói tiếp, lão nhân thu chính mình vì đồ đệ, cũng là vì có thể khiến cho hắn chính mình trọng hoạch tiên thể, chính là đâu. Ở lần lượt cho chính mình che mưa chắn gió thời điểm, Dương Nghị Vân biết lão nhân đều đang liều mạng, dùng hắn tàn hồn cho chính mình cái này không nên thân đồ đệ che mưa chắn gió. Kỳ thật Dương Nghị Vân rõ ràng, lão nhân nếu đơn thuần chính là vì người này dẫn hắn trở về tu chân giới đi vào Chí Tôn Sơn đạo tràng đúc lại tiên thể, lại là không cần thiết đi lần lượt liều mạng, cùng lắm thì từ bỏ hắn Dương Nghị Vân như vậy một cái không bớt lo đồ đệ, một lần nữa tìm một cái chính là. Dương Nghị Vân tin tưởng có càn khôn hồ chu hộ lão nhân nguyên thần, cho dù là chính mình cái này đồ đệ đã chết, hắn lão nhân ra nguyên thần ở càn khôn hồ chung cũng sẽ không tiêu tán. Chính là lão nhân không có làm như vậy,
Tuy rằng mỗi một lần lão nhân nhảy ra cho hắn chùi đít thời điểm, đều là hùng hùng hổ hổ, nói sẽ không lại có lần sau, luôn là nói lúc này đây vi sư sẽ không ra tay, nhưng mỗi một lần chân chính nguy cơ thời điểm, hắn vẫn như cũ vẫn là ra tay. Hai thầy trò tình cảm chưa từng có nói ra quá, nhưng lại Dương Nghị Vân đều rõ ràng. Cho nên lúc này đây, Dương Nghị Vân trong lòng thề tuyệt đối sẽ không làm lão nhân mạo hiểm, thầy trò chu hộ hắn đến bây giờ, cũng nên đến hắn cái này đồ đệ cấp sư phụ làm điểm sự lúc. Dương Nghị Vân nhưng không hy vọng bước lên chí tôn sơn đỉnh, cuối cùng lão nhân vì bảo hộ chính mình, ở hắn đúc lại tiên thể thời điểm, ngược lại lâm vào ngủ say chung. Đối mặt bảy đại tán tiên, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, hắn vẫn như cũ có thủ đoạn tồn tại. Dương Nghị Vân mục đích thực minh xác, lại đua một phen, bức hoa sen đen thức tỉnh. Đương nhiên có hay không tác dụng kỳ thật hắn cũng không biết, bất quá mặc kệ thế nào hắn đều phải thử xem. Trong lòng vừa động chuông đông hoàng, u đều chi môn, mệnh tinh thần tượng lại lần nữa hiện lên. Lần này hắn không có thúc giục pháp tương chi thân ra tới, bởi vì pháp tương chi thân quá mức hao phí thần hồn chi lực, dựa theo trước mắt hắn trạng huống, mạnh mẽ thúc giục pháp tương chi thân ra tới, cũng duy trì không được bao lâu. Cùng với lãng phí cái kia thần hồn chi lực, không bằng tập trung lên nhiều thi triển vài lần chí tôn thần thông, tầng thứ 5 lôi đỉnh chí tôn thần thông, hắn còn thi triển 2-3 lần, cũng không tin này đó lão gia hỏa không sợ. Đương nhiên hiện tại trong thân thể hắn tình huống cũng không tốt, chính là vì bức bách hoa sen đen thức tỉnh, hắn cũng bất cứ giá nào. Ở nguy hiểm bên trong, hoa sen đen cái này ký túc ở hắn ý thức hải tồn tại, hẳn là nhất cái thứ nhất cảnh giác. Dương Nghị Vân này cũng coi như là đánh cuộc một phen. Bảy đại tán tiên nhìn đến Dương Nghị Vân cư nhiên lại một lần hiện lên phía trước kia chờ thần thông lúc sau, đều là ngẩn người, không tự chủ được dừng tới gần Dương Nghị Vân bước chân. Lúc này cách thật xa ở tu dưỡng, u, lại là trầm giọng mở miệng nói, người chờ còn đang đợi cái gì? Bổn tọa trả giá lưỡng bại câu thương đại giới, chặt đứt một tay, đem tiểu tử bị thương nặng, hắn hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà, người chờ đường đường bảy đại tán tiên, còn ở do dự cọ sát, lại kéo xuống đi, chờ Dương Nghị Vân hoãn quá mức tới các ngươi lại động thủ sao? U lạnh giọng vang vọng ở toàn trường, nghe vào bảy đại tán tiên trong tai, một đám cũng không khỏi mặt già đỏ lên. Cũng đích xác, phía trước U một người chiến đấu, bọn họ cũng chưa giúp đỡ, hiện tại U trả giá đại giới đồng dạng làm Dương Nghị Vân bị thương, lúc này thừa hắn bệnh muốn hắn mệnh, mới là tốt nhất kết quả. Nếu đúng như U lời nói chờ đến Dương Nghị Vân hoãn quá mức tới, kia mới là đại phiền toái. Nói đến cùng bọn họ chính là sống lâu lắm, thực tích mệnh, dưỡng thành sẽ không dễ dàng phạm hiểm thói quen. Bất quá hiện tại bảy người hai mặt nhìn nhau biết U nói không sai. Lúc này thật là đối phó Dương Nghị Vân tốt nhất cơ hội, hơn nữa nhìn qua Dương Nghị Vân thật là cường căng. Nếu là tình huống như vậy hạ, bọn họ ước chừng bảy người đối mặt Dương Nghị Vân một cái tiểu bối, còn sợ đầu sợ đuôi, truyền ra đi liền thành chê cười. Chư vị giết hắn. Trong đó một người đang nói chuyện chung toàn thân lóng lánh khí lộng lẫy vầng sáng, một bước bước ra thẳng đến Dương Nghị Vân mà đi. Dư giả 6 người cũng lại cùng thời gian động thủ, hướng về Dương Nghị Vân vây quanh phát qua đi. Mỗi người trên người lộ ra cường đại vô cùng khí thế. Này bảy cái lão bất tử nhưng đều không chịu quá cái gì thương. Trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân chỉ cần cảm thụ được bảy người cường đại khí thế, cũng đều cảm thấy thật lớn áp lực. Giờ phút này nơi xa điều dưỡng thân thể U, nhìn đến bảy đại tán tiên rốt cuộc đồng loạt ra tay sau, yên tâm. Chỉ có hắn cùng Dương Nghị Vân tiếp xúc nhất gần sát, minh bạch Dương Nghị Vân tiểu tử này đáng sợ chỗ, không thể theo lẽ thường luận chi. Bảy đại tán tiên hợp lực ra tay, ở lực lượng tuyệt đối dưới, trấn áp chu diệt Dương Nghị Vân mới là nhất bảo hiểm. Kỳ thật hiện tại U có chút hối hận, phía trước một người xuất đầu đối phó Dương Nghị Vân. Dẫn tới hiện tại hắn đã chịu như thế bị thương nặng. Đương nhiên không đánh không biết, hắn cũng không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ cường hãn như vậy, làm hắn đều trả giá đại đại giới. Nếu ngay từ đầu bọn họ mấy cái cùng nhau thượng, nói không chừng Dương Nghị Vân sớm xem bị chu sát. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Hiện tại chỉ có thể xem bảy đại tán tiên hợp chu sát Dương Nghị Vân. Bất quá ở U sâu trong nội tâm, lại là có một cái liền hắn đều cảm thấy thực buồn cười ý tưởng. Đó chính là hắn nội tâm chỗ sâu trong cảm thấy, quản chi là giờ phút này bảy đại tán tiên cùng nhau đối phó đã trọng thương Dương Nghị Vân, cũng không chiếm được tiện nghi. Cái này ý tưởng toát ra tới thời điểm, U chính mình đều không tin, lúc này Dương Nghị Vân bị thương là sự thật. Cũng tuyệt đối không phải là bảy đại tán tiên hợp lực trấn áp đối thủ. Hắn chỉ có thể tại nội tâm an ủi chính mình,
chỉ mong là suy nghĩ nhiều. U đem ánh mắt đặt ở giữa sân, nhìn chằm chằm bảy đại tán tiên cùng Dương Nghị Vân. Không nhìn chằm chằm đều hắn không yên tâm. Lúc này bảy đại tán tiên này sinh ác độc, đồng loạt ra tay, tạo thành tới trận pháp, đem Dương Nghị Vân gắt gao vây khốn lên, một đám nhìn qua cũng là như lâm đại địch biểu tình. Trái lại Dương Nghị Vân còn lại là híp mắt khóe miệng mang theo tà tà ý cười, nhìn qua cùng bảy đại tán tiên như lâm đại địch biểu tình hoàn toàn bất đồng. Một màn này nhìn U trong mắt cười khổ không thôi. Đường đường chí tôn sơn 10 đại tán tiên, 10 cái rời núi, 2 cái đã bị Dương Nghị Vân chém giết, chính hắn trọng thương, dư lại 7 cái cho dù là liên hợp lại cũng đều là nơm nớp lo sợ, thật sự là buồn cười. Hôm nay việc truyền ra đi, U biết, mặc kệ Dương Nghị Vân có chết hay không, Dương Nghị Vân tên tuổi tuyệt đối sẽ vang vọng ở tán tiên đảo thậm chí là tu chân giới mỗi một góc. Mà bọn họ 10 đại tán tiên tắc đem đều là chê cười. Vì cái gì đâu? Bởi vì bọn họ là chí tôn sơn 10 đại tán tiên, cớ có mặt, càng là 6 chuyển hậu kỳ cao thủ cường giả. Mà Dương Nghị Vân đâu? Tiểu tử này chỉ là một cái đến từ tu chân giới phi thăng cảnh người tu chân, chỉ cần đại cảnh giới liền suốt kém 2 đại cảnh giới. Mặc kệ là thân phận địa vị, cũng hoặc là tu vi thực lực, bọn họ cùng Dương Nghị Vân so sánh với, tại ngoại giới người xem ra, bất luận cái gì một cái đều có nháy mắt hạ gục Dương Nghị Vân thực lực. Chính là trên thực tế đâu? Trên thực tế còn lại là bọn họ suốt 10 đại tán tiên đi đối phó một cái Dương Nghị Vân, ngược lại bị Dương Nghị Vân bức bách tới rồi như lâm đại địch, chật vật bất kham nông nỗi. Cho nên hôm nay chi chiến, mặc kệ thắng thua thắng bại, bọn họ mặt mất hết, mà Dương Nghị Vân tắc sẽ thành danh toàn bộ tu chân giới. Này quả thực là bi ai? Giữa sân 7 đại tán tiên đồng thời ra tay, pháp khí thần thông từ từ, ngay lập tức chi gian hướng về Dương Nghị Vân trên người toàn bộ tiếp đón. Khí thế chi cường đại làm không khí đều vặn vẹo lên, hoàn toàn là tưởng một chút có thể đem Dương Nghị Vân làm đến tan thành mây khói cái loại này. Đối này Dương Nghị Vân cách làm là, toàn thân phòng ngự vận chuyển tới cực hạn, hắn cũng ánh mắt ngưng trọng, đối mặt 7 cái lão bất tử đồng loạt ra tay, hắn biết cái này muốn xong đời. Đương nhiên hắn công kích nếu là cường đại, là có thể đem hơn phân nửa công kích cấp đánh tan hóa giải. Hắn mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng, trên thực tế còn lại là, nội tâm nghiêm túc vô cùng. Bạo quát, đốt thiên cơn giận. Lôi đình chí tôn dẫn lôi, sát. Một hơi liên tiếp thôi phát 12 chí tôn thần thông đệ tứ cùng thứ 5 thần thông. Lẽ ra lúc này hắn là không dễ, một hơi thúc giục thi triển 2 đại thần thông, chính là đối mặt 7 đại tán tiên đồng thời đối hắn phát động công kích, hắn không dám đại ý, càng không thể không làm như vậy. Dương mẫu nhân trong lòng rõ ràng, nếu là hắn này một kích không đem 7 đại tán tiên đồng thời công kích đánh tan một nửa, như vậy 7 người toàn bộ lực lượng. Hắn là không có bất luận cái gì phần thắng thừa nhận xuống dưới. Cho nên hắn cũng cắn răng nảy sinh ác độc, một hơi mạnh mẽ thi triển 2 đại thần thông ra tới, trong lòng nghĩ có thể kháng hạ 7 đại tán tiên mấy thành công kích tính mấy thành đi. Chí tôn thần thông ngay lập tức sau khi rời khỏi đây, Dương Nghị Vân trên người ngọn lửa đại tác phẩm, oanh một chút lấy hắn vì trung tâm khuếch tán đi ra ngoài. Tầng thứ 4 đốt thiên chí tôn đốt thiên cơn giận, lực sát thương cũng là kinh người. Hắn dám nói cái này tán tiên đơn đối đơn dưới tình huống, tuyệt đối là không dám mạnh mẽ đụng chạm hắn phóng xuất ra thần thông ngọn lửa. Cùng thời gian phía chân trời phía trên tiếng sấm vang lên, ầm ầm ầm. Răng rắc. Một đạo thùng nước thô lôi điện từ chí tôn sơn phía chân trời buông xuống mà xuống. Ngọn lửa cùng lôi đình 2 đại chí tôn thần thông chi uy, khoảnh khắc hình thành. Lôi đình trực tiếp bổ vào Dương Nghị Vân trên người, trong nháy mắt tạc nứt, lấy hắn vì trung tâm khuếch tán mà đi. Cơ hồ cùng ngọn lửa tương dung khuếch tán đi ra ngoài. Ngay sau đó cùng 7 đại tán tiên liên hợp công kích chạm vào nhau ở cùng nhau. Ầm ầm ầm, răng rắc răng rắc răng rắc. Sấm sét ầm ầm, đinh tai nhức óc vang lên. Dương Nghị Vân cường đại 2 đại chí tôn thần thông, cùng 7 đại tán tiên hợp lực lực lượng bùng nổ ở bên nhau, giống như là 2 dòng sông lưu ở va chạm. Nhưng là chung quy ở cường đại, Dương Nghị Vân là một người đối mặt 7 người. Hơn nữa là 7 cái cường đại 6 chuyển hậu kỳ tán tiên. Dương mẫu nhân thần thông công kích trung quy không địch nổi 7 đại tán tiên liên hợp công kích. 7 đại tán tiên phát ra cường đại lực lượng, bất quá cũng bị Dương Nghị Vân thần thông lực lượng triệt tiêu rất hơn phân nửa. Lúc sau hắn ngọn lửa cùng lôi đình chi lực tiêu tán, mà 7 đại tán tiên liên hợp ở bên nhau lực lượng, dư lại có 1/3, hóa thành một cổ thật lớn dòng khí hung hăng va chạm ở Dương Nghị Vân trên người. Dương Nghị Vân nhìn đến 7 đại tán tiên lực lượng dòng khí hướng về chính mình cuốn tịch mà đến,
cắn răng một cái thúc giục nội thể thủy chi căn nguyên lực lượng bùng nổ, toàn thân xanh thẳm ánh sáng đại tác phẩm, tiếp tục đối kháng, cũng là phòng ngự. Đây là hắn cuối cùng một đạo phòng tuyến, chính hắn tình huống chính mình rõ ràng, chỉ bằng tự thân phòng ngự cùng bảy màu bảo y phòng ngự, là không đủ để ngăn cản trụ bảy đại tán tiên lực lượng. Bởi vì hắn phía trước bị u bị thương nặng quá. Hơn nữa một hơi thực chiến ra hai đại chí tôn thần thông, cho dù là phòng ngự cũng yêu cầu lực lượng đi làm. Oanh! Phốc! Trung quy vẫn là không có chống cự trụ. Hắn thúc giục thủy chi căn nguyên lực lượng cũng không có thể ngăn trở bảy đại tán tiên lực lượng, bảy người hợp lực quá cường đại. Giờ phút này Dương Nghị Vân như là như diều đứt dây liếc mắt một cái miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Chạm vào! Dương Nghị Vân thân thể hung hăng rơi xuống đất, đem mặt đất đều tạp ra một cái hố to. Bảy cái lão bất tử hợp lực công kích vượt quá hắn tưởng tượng. Đương nhiên lúc này Dương Nghị Vân trong lòng thực thất vọng. Hắn thất vọng chính là hoa sen đen cư nhiên không có thức tỉnh lại đây. Chính mình đều dư lại nửa cái mạng, ý thức hải chung không hề động tĩnh. Tuy rằng thất vọng, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng đối hoa sen đen cũng không oán niệm, bởi vì hắn biết, hoa sen đen lần trước thương khả năng vượt qua hắn tưởng tượng trọng, nếu không bực này nguy cơ thời điểm đã sớm thức tỉnh lại đây. Khụ. Dương Nghị Vân không hề hình tượng bò lên thân tới, ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người từ trong ra ngoài đang run rẩy. Bảy đại tán tiên hợp lực vượt quá tìm siêu cường đại, đích xác hắn không phải đối thủ, có thể lập tức bọn họ hơn phân nửa công kích, đến bây giờ còn có thể ngồi dậy, toàn dựa chí tôn thần thông cường đại, lại gần chuông Đông Hoàng cùng bảy màu bảo y cùng với hắn thân thể cường đại phòng ngự, đương nhiên còn có dùng một giọt sinh mệnh chi thủy công hiệu ở bên trong. Nếu không hắn giờ phút này ngồi dậy tới đều khó khăn. Tiểu tử thúi buông ra linh đài đi. Đây là lão nhân nói ở trong đầu vang lên. Dương Nghị Vân sau khi nghe được nhếch miệng cười nói, chết lão nhân còn dùng không thượng ngươi, ngươi đương ngươi đồ đệ ta, liền không có thủ đoạn thu thập này mấy cái vương bát đản sao, hắc hắc, thả xem ta triệu hoán thần long, ha ha. Dương Nghị Vân cười hì hì nói, nhưng thái độ thực kiên quyết, không cho lão nhân nhúng tay. Đồng thời hắn trong lòng ấm áp, lão nhân trước sau như một, ban đầu nói hắn sẽ không ra tay, nhưng tới rồi nhất khó thời khắc, như cũ vẫn là chuẩn bị giúp chính mình. Cũng cho nên Dương Nghị Vân kiên trì, lần này không thể làm lão nhân ra tay, hiện tại tới rồi Chí Tôn Sơn lúc sau, chính là cấp lão nhân tới đúc lại tiên thể, cũng không thể ở làm lão nhân đi ngủ say. Hơn nữa Dương Nghị Vân rõ ràng, từ lần trước ở Sư Nương Thiên Cơ Cửu Vĩ Tiên Phủ lão nhân cùng Sư Nương Nguyên Thần Phân Thân đã gặp mặt sau. Khả năng hiểu biết một ít về hắn gặp nạn sau khi mất tích, hắn mấy người phụ nhân hoặc là nói là lệ thuộc với lão nhân thế lực, ở tiên giới ra cái gì vấn đề, dẫn tới lão nhân từ Cửu Vĩ Tiên Phủ bắt đầu liền có lo âu. Hắn cùng nhà mình lão nhân đều là cái loại này người có cá tính, nếu thay đổi là hắn, nếu là thân nhân bằng hữu ra cái gì vấn đề, tất nhiên cũng là trong lòng sốt ruột như hỏa. Đổi vị tự hỏi, lão nhân khẳng định thực sốt ruột. Chỉ là hiện tại lão nhân trạng thái. Như cũ là nguyên thần ở càn khôn hồ chung, không có tiên thể tồn tại, bực này trạng huống hạ, muốn làm cái gì đều làm không thành. Chỉ có thể lo lắng xuông. Mà trước mắt đâu? Hắn đã mang theo lão nhân tới rồi Chí Tôn Sơn. Nơi này là lão nhân ở tán tiên đảo đạo tràng, dựa theo lão nhân nói, hắn lão nhân ra ở chỗ này để lại có thể cho chính mình đúc lại tiên thể chí bảo, liền tại đây Chí Tôn Sơn đỉnh Chí Tôn trong cung, mắt thấy liền kém một bước, Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ. Hôm nay chẳng sợ chính hắn liền tính lưu làm máu, cũng muốn đem lão nhân tâm nguyện hoàn thành. Lão nhân bảo hộ hắn từ tu đạo bắt đầu, cho tới hôm nay, tới tu chân cảnh giới đỉnh, bảo hộ hắn trưởng thành đến nay, hiện tại cũng là thời điểm, cho chính mình cái này đệ tử giúp sư phụ làm chút chuyện. Thầy trò hai đều biết từng người tính cách, trời cao tà cũng hiểu biết chính mình cái này đồ đệ, nếu là nhận chuẩn mỗ sự kiện, 10 đầu mưu đều kéo không trở lại. Cũng liền không ở nhiều lời. Hơn nữa lấy hắn đối Dương Nghị Vân hiểu biết, tiểu tử này kỳ thật khung tâm nhãn rất nhỏ, là cái không có hại chủ nhân, nếu Dương Nghị Vân không cho hắn cái này đương sư phụ nhúng tay, vậy không nhúng tay. Dương Nghị Vân cùng lão nhân ở trong lòng đối thoại sau khi kết thúc, nheo lại mắt thấy bốn phía hướng về hắn thật cẩn thận đi tới bảy đại tán tiên, nhịn không được cười ha ha lên. Ha ha ha, bảy cái lão bất tử, ta chẳng qua là cái phi thăng cảnh mà thôi, ngươi chờ đường đường sáu chuyển hậu kỳ tán tiên. Muốn hay không như vậy khẩn trương đâu. Dương Nghị Vân không hề hình tượng ngồi dưới đất cười to bảy đại tán tiên. Bảy đại tán tiên còn lại là nghe được Dương mẫu nhân không kiêng nể gì cười to lúc sau, một đám khóe miệng thẳng trừ trừ, đầy mặt hắc tuyến.
Người mẹ nó là phi thăng cảnh người tu chân không giả, nhưng tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu phi thăng cảnh. Bình thường phi thăng cảnh mẹ nó có thể chém giết 6 chuyển hậu kỳ tán tiên sao? Có thể cùng chúng ta 10 đại tán tiên cầm đầu, được xưng U Linh, U, cấp đoạn một tay, bức bách hắn chém giết lưỡng bại câu thương. Có thể làm chúng ta 7 đại tán tiên liên thủ đối phó ngươi. Còn muốn nơm nớp lo sợ. Bất quá giờ phút này 7 đại tán tiên cẩn thận về cẩn thận, nhưng không có ngay từ đầu kia muốn khẩn trương. Bởi vì Dương Nghị Vân hiện tại là thương càng thêm thương, nhìn qua đã phi thường chật vật, không hề hình tượng ngồi dưới đất, tựa hồ thoạt nhìn đứng dậy đều khó khăn. 7 đại tán tiên đều là một đám tu luyện vài ngàn năm lão quỷ là nhân tinh, chẳng sợ Dương Nghị Vân trước mắt nhìn qua chật vật bất kham, bọn họ 7 người cũng là cẩn thận đối đãi. Đi bước một vây công lại đây, đường tới gần Dương Nghị Vân mười mấy mét sau. 7 đại tán tiên dừng lại, từng người trong tay hội tụ pháp lực, chuẩn bị đem Dương Nghị Vân trực tiếp đánh chết. Chính là lúc này 7 người lại là nhìn đến Dương Nghị Vân nâng lên một bàn tay. Theo bản năng 7 người không hẹn mà cùng lại lui ra phía sau mấy chục mét, cùng Dương Nghị Vân bảo trì nhất định khoảng cách, đều như là chấn kinh con khỉ giống nhau, đối mặt lão nhược lão hổ bệnh tình nguy kịch lão hổ, chẳng sợ lão hổ chớp chớp mắt bọn họ cũng muốn trong lòng run rẩy một chút. Không có biện pháp Dương Nghị Vân tiểu tử này thủ đoạn tầng ra bất quần, đặc biệt là có thể thao tác lôi đình bực này đối tán tiên tới nói từ trong lòng sợ hãi đổ vật khi, không có người dám đại ý mạo hiểm. Vạn nhất Dương Nghị Vân còn có thể thôi phát một kích lôi đình đâu. Ngẫm lại kia khủng bố lôi đình, tuy rằng mặt khác hợp lực dưới có thể ngăn cản, nhưng vạn nhất nếu là tiểu tử này chơi trá còn có khác thủ đoạn đâu. Vẫn là không mạo hiểm, dù sao hiện tại nhìn qua Dương Nghị Vân đã là nỏ mạnh hết đà. Không cần thiết đi phạm hiểm, liền chờ xem hắn tình huống, tìm cơ hội ra tay làm theo bắt lấy hắn. Lúc này Dương Nghị Vân dù sao cũng ở bọn họ vòng vây, trốn không thoát. Ha ha ha, nhát như chuột lão vương bát đản, tiểu gia ta chỉ là đem một cây tóc mà thôi, khiến cho các ngươi dọa thành như vậy. Qua ha ha, Dương mẫu nhân nhìn đến 7 đại tán tiên hành động không kiêng nể gì mà cười. Thuận tay đem tay đặt ở lỗ tai mặt sau. Ngay sau đó trong tay nhiều một cây kim sắc tóc. 7 đại tán tiên bị Dương Nghị Vân khí cả người phát run. Đồng thời một đám cũng mặt đỏ tai hồng, đích xác bọn họ cảm thấy cẩn thận quá mức. Nơi Sa U nhìn đến sau, đều khí đầy mặt hắc tuyến, bất quá hắn không phải ở khí Dương Nghị Vân, mà là ở khí 7 cái heo giống nhau đồng bạn. Rõ ràng 7 đại cao thủ vây công một cái bị trọng thương tàn phế, cư nhiên còn bị người ta giơ tay nhổ xuống một cây tóc dọa liên tục lùi lại. Mất mặt a, thật mất mặt. Ngươi chờ còn đang đợi cái gì, chờ kia tiểu tử kéo dài thời gian khôi phục lại, đem ngươi chờ toàn bộ chém giết sao? U, tức giận, mang theo sát ý tức giận. Lúc này 7 đại tán tiên lại cũng là một đám hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đỏ bừng. Cảm giác đã chịu thật lớn vũ nhục. Tiểu bối tìm chết, dám trêu đùa ta chờ, sát. Trong đó một người tán tiên bạo nộ rồi. Ha ha, lão bất tử trêu đùa ngươi lại sao mà? Có bản lĩnh đi lên nhận lấy cái chết a. Dương mẫu nhân nhếch miệng cười, cùng 7 đại tán tiên xanh mét sắc mặt chút nào bất đồng, hắn là vẻ mặt bộ dáng thoải mái. Nguyên bản muốn xông lên đi 7 đại tán tiên nhìn đến Dương Nghị Vân một bộ ngươi tới đánh ta biểu tình, trong lòng có kinh dị không chừng lên. Xem tiểu tử này bộ dáng tựa hồ có trá a. Tiểu tặc chớ có cản rỡ, ngươi cho rằng nhổ xuống một cây tóc là có thể cứu vớt ngươi không thành, chê cười, hôm nay tiểu tử ngươi hẳn phải chết. Lại một người tán tiên xuất khẩu. Ta chờ ra pháp khí, không cần tới gần trực tiếp oanh chết tiểu tử này. Đệ tam danh tán tiên đề nghị. Như thế rất tốt. Những người khác đi theo phù hợp, ở 20 mét ngoại, cũng đủ lộng chết Dương Nghị Vân. Lúc này Dương mẫu nhân hắc hắc cười to nhìn chằm chằm 7 đại tán tiên nói, mấy cái lão bất tử, các ngươi thật đúng là nói đúng, tiểu gia ta nhổ xuống một cây tóc thật đúng là có thể lộng chết các ngươi, ha ha. Cười to chung Dương Nghị Vân ở trong tay một cây kim sắc trên tóc thúc dục chân nguyên. Ngay sau đó trong tay hắn kim sắc đầu tóc bộc phát ra kim quang. Giờ khắc này 7 đại tán tiên nhìn, không nghĩ tới tiểu tử đầu tóc còn mạo kim quang, tất nhiên có vấn đề, hắn một đầu tóc dài tất cả đều là màu trắng, vì cái gì cố tình có căn ngắn ngủn kim sắc tóc. Tuyệt đối có trá. 7 đại tán tiên lẫn nhau đối diện, một đám nguyên bản muốn ra tay, nhìn đến Dương Nghị Vân trong tay tóc kim quang đại tác. Rồi lại dừng lại một đám làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng mà một lát sau lại thấy Dương Nghị Vân trong tay đầu tóc quang mang tiêu tán, cái gì cũng không có phát sinh. Vốn tưởng rằng Dương Nghị Vân lại có cái gì thủ đoạn, không nghĩ tới cái gì đều không có. Mà lại đi xem Dương Nghị Vân,
lại thấy Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn phía chân trời, ngơ ngác lẩm bẩm, sao lại thế này? Chẳng lẽ Lục Nhĩ kia con khỉ đã rời đi, không phải đâu. Dựa theo thượng một lần con khỉ lên sân khấu cảnh tượng, sẽ từ phía chân trời bay tới, nhưng là lúc này đây cư nhiên không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này Dương Nghị Vân có chút hoảng thần lên, hắn vẫn luôn bình tĩnh đến bây giờ dựa vào, chính là lỗ tai sau Lục Nhĩ Mi Hầu đưa tặng hầu mao, triệu hoán con khỉ, chính là hiện tại đã nửa ngày, cư nhiên không động tĩnh. Cái này Dương mẫu nhân trong lòng phát khổ lên, chết con khỉ lầm ta a. Thúc giục Lục Nhĩ Mi Hầu một cây tóc vàng, kết quả lại không có dựa theo kịch bản tới diễn. Lục Nhĩ Mi Hầu cư nhiên không từ phía chân trời xuất hiện. Cái này Dương Nghị Vân xấu hổ. Mà bảy đại tán tiên lúc này còn lại là cười. Còn tưởng rằng Dương Nghị Vân lại muốn phóng cái gì đại chiêu, hiện tại xem ra tiểu tử này đích xác thật sự làm ô long. Đại kiếm đều thấy được Dương Nghị Vân trên mặt biểu tình, tựa hồ tiểu tử này muốn đi làm cái gì, kết quả thất bại. Trong đó một cái tán tiên nhìn không được cười to nói, oa ha ha, tiểu tử chẳng lẽ ngươi muốn dùng một cái tóc cùng chúng ta đấu sao? Vẫn là nói ngươi nhổ xuống một cây tóc là có thể nghịch thiên cứu lại ngươi mạng nhỏ. Nói cho ngươi hôm nay chính là thiên tà chí tôn trên đời cũng liền không được ngươi, chư vị đồng đạo giết đi. Lần này nói chuyện chung tên này tán tiên dẫn đầu ra tay, một bước bước ra thẳng đến Dương Nghị Vân mà đi. Nhiên liền vào giờ phút này một cái lạnh như băng thanh âm vang vọng ở toàn trường, một cây tóc nghịch không được thiên, nhưng có thể muốn ngươi mệnh. Oanh! A! À, chạm vào! Theo lạnh như băng thanh âm lạc bế, trước hết nhằm phía Dương Nghị Vân tán tiên kêu thảm bay ngược đi ra ngoài. Chạm vào một chút nện ở mặt đất, không còn có lên. Rồi sau đó lại là thân thể bốc cháy lên ngọn lửa, ở khoảnh khắc chung hôi phi yên diệt. T. Thình lình xảy ra phát sinh biến cố, mặt khác mấy cái tán tiên ngạnh sinh sinh lại một lần dừng bước chân. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân trước người lại là xuất hiện vẫn luôn toàn thân trường mao mà đứng kim mao con khỉ. Người này, nga không, cái này con khỉ hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện ở đây chung. Không hề nửa điểm dấu hiệu. Hơn nữa khủng bố chính là, vừa ra chàng liền trực tiếp nháy mắt hạ gục một cái sáu chuyển hậu kỳ tán tiên, trực tiếp làm này hôi phi yên diệt, thủ đoạn tàn nhẫn dứt khoát vô cùng. Lục Nhĩ lão ca. Dương Nghị Vân nhìn đến Lục Nhĩ trống rỗng xuất hiện ở ta trước người, uể oải tâm tình toàn vô, trong lòng một kích động một lộc cộc bò lên kêu to Lục Nhĩ. Phía trước thúc giục Lục Nhĩ đưa tặng hầu mao, nửa ngày không động tĩnh. Dương Nghị Vân còn tưởng rằng Lục Nhĩ đã rời đi đi tiên giới, không nghĩ tới Lục Nhĩ còn ở, hơn nữa vừa ra tay liền khí phách vô cùng nhất chiêu nháy mắt hạ gục một cái tán tiên, làm Dương mỗ nhân nhìn đều có chút máu quay cuồng. Dương Nghị Vân biết cái này khó khăn có thể giải quyết, lúc trước ở Lam Tâm Tiên Vương Hoa Viên phân biệt hết sức, ong tiên cho hắn đưa tặng một cây nàng đuôi sau châm, mà Lục Nhĩ Mi Hầu còn lại là đưa tặng hắn tam căn hầu mao, nói qua chỉ cần hắn thúc giục hầu mao. Chỉ cần hắn Lục Nhĩ còn ở tu chân giới địa giới thượng, liền nhất định sẽ đến tương trợ. Đệ nhất căn vân ở vân môn đại chiến chung, hiện tại hắn sử dụng đệ nhị căn hầu mao, Lục Nhĩ Mi Hầu như cũ xuất hiện, đây là lên sân khấu phương thức có điểm không giống nhau, muộn là đã muộn một chút, nhưng lại phi thường khí phách. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, so sánh với thượng một lần ở vân môn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, khi cách 200-300 năm cái này con khỉ thực lực tu vi có tiến nhanh rất nhiều rất nhiều. Đồng dạng là tiên vương cấp bậc trùng tu, Dương Nghị Vân cảm thấy Lục Nhĩ Mi Hầu so với ong tiên thực lực tăng lên nhanh rất nhiều, trên thực lực càng là muốn vượt qua ong tiên một bậc. Hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi khôi phục tới rồi cái gì trình tự, Dương Nghị Vân là nhìn không thấu. Nhìn không thấu cũng thuyết minh một vấn đề, đó chính là nói Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực cường đại, này với hắn mà nói thật sự là rất tốt sự. Giữa sân bị Lục Nhĩ Mi Hầu xử lý một cái tán tiên. Hiện tại hơn nữa nơi xa u như cũ là bảy đại tán tiên. Bất quá hiện tại Dương Nghị Vân nhưng không sợ chút nào. Bởi vì hắn tin tưởng Lục Nhĩ có thể giết sạch này mấy cái lão vương bát đản. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, Lục Nhĩ không có quay đầu lại, nhưng lại mở miệng nói, đệ nhị căn. Những lời này người ở bên ngoài nghe tới như lọt vào trong sương mù, nhưng Dương Nghị Vân lại là biết Lục Nhĩ nói chính là hắn sử dụng hai cái hầu mao, còn dư lại một cây. Hắn Lục Nhĩ Mi Hầu nhiều nhất ở trợ giúp Dương Nghị Vân một lần. Dương Nghị Vân không chút nào để ý nói, ta biết, lần trước phân biệt ngươi nói ngươi ở tán tiên đảo, vừa rồi thúc giục đệ nhị căn hầu mao ngươi không xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi đã trở về tiên giới, không nghĩ tới ngươi còn ở, Lục Nhĩ đại ca ngươi tới cũng thật kịp thời, này đó lão vương bát đản sắp khi dễ chết ta,
phía trước bọn họ 10 cái người đánh ta một cái, bị ta xử lý hai cái, hiện tại còn dư lại 8, Nga không, là 7 cái, ngươi giết một cái, tóm lại này đó lão vương bát đản vô sỉ cực kỳ. Muốn lộng chết ta, ngươi cần phải cấp đệ đệ ta làm chủ a. Dương Nghị Vân qua đời có hắn, không nói trọng điểm đặt ở Lục Nhĩ Mi Hầu nhắc nhở, còn có một lần cơ hội thượng, ngược lại như là huynh đệ chi gian, đệ đệ bị khi dễ sau, tìm ca ca tố khổ giống nhau, kêu rên lên. Đến nỗi Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Dương Nghị Vân một tiếng đại ca giao ra đây, lại là mí mắt theo bản năng nhảy nhảy, nội tâm mạc danh cũng là run lên, từ khi nào hắn Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có một cái đại ca, mỗi khi hắn bị khi dễ thời điểm, liền sẽ như là hiện tại Dương Nghị Vân giống nhau đi tìm được đại ca tố khổ. Mà hắn đại ca luôn là sẽ cho hắn xuất đầu, vĩnh viễn đem hắn che chở ở sau người. Chính là, hắn Lục Nhĩ đại ca đã không còn. Từ kia về sau Lục Nhĩ liền không ngừng ở biến cường, hắn tưởng nói cho đại ca, tuy rằng đại ca không hề, nhưng đệ đệ Lục Nhĩ đã có thể độc lập, có thể tự bảo vệ mình, sẽ không làm đại ca ở đi nhọc lòng. Nghĩ nhiều đại ca có thể tồn tại, nhưng lại. Dương Nghị Vân nói làm Lục Nhĩ Mi Hầu nội tâm run rẩy một chút. Ngay sau đó lạnh như băng nói, ngươi nếu sử dụng đệ nhị căn hầu mao, ta đây liền giúp ngươi giết chết trước mắt những người này, cho ngươi giải quyết lần này phiền toái. Hai người nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại một chữ không rơi nghe được mấy đại tán tiên trong tai. Đối với mấy đại tán tiên tới nói, lại là nội tâm lại một lần động đất. Nhìn đến giữa sân xuất hiện kim mao con khỉ, lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, Dương Nghị Vân từ lỗ tai sau nhổ một cái kim sắc tóc, căn bản liền không phải chính hắn. Mà là, trước mắt này con khỉ, một cái kim sắc a. Thình lình xảy ra toát ra con khỉ, mạnh mẽ rối tinh rối mù, vừa ra chàng khiến cho bọn họ chung một người tán tiên hồn phi phách tán. Bực này thực lực là cái gì cấp bậc? Là tán tiên lão tổ cái kia cấp bậc sao? Một đám tán tiên ở trong lòng hoảng sợ suy đoán Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực hết sức, nghe được Dương Nghị Vân kêu to con khỉ Lục Nhĩ đại ca, nói cái gì ngươi như thế nào không hồi tiên giới vân vân. Hiển nhiên Dương Nghị Vân cùng cái này cường đại con khỉ chi gian quan hệ không cạn. Mấu chốt là bọn họ như thế nào chưa từng có nghe nói, tán tiên trên đảo khi nào xuất hiện như vậy một đầu con khỉ. Là yêu tộc a? Chưa bao giờ nghe nói. Tán tiên đảo hoang dã nơi đích xác có yêu tộc tồn tại, nhưng cường giả hạng người, quải thượng hào bọn họ cũng đều biết, nhưng chính là không nghe nói chưa thấy qua có như vậy một đầu mạnh mẽ con khỉ tồn tại. Đương mấy đại tán tiên dư vị Dương Nghị Vân đối con khỉ nói, ta còn tưởng rằng ngươi hồi tiên giới đi, câu này nói khi, dư lại mấy cái tán tiên lão quỷ đều là trong lòng phát run. Hồi tiên giới. Hồi cùng đi nhưng tất cả đều là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Đi tiên giới, đối người tu chân thậm chí đối bọn họ này đó tán tiên tới nói là phi thăng, là chưa từng đi qua tiên giới, lần đầu tiên đi tiên giới. Hồi lại là từ tiên giới tới, vốn là thuộc về tiên giới, lại đi thời điểm chính là hồi tiên giới. Nghĩ đến đây thời điểm, mấy cái tán tiên trong lòng đều phát run lên. Bọn họ này đó 6 chuyển tán tiên, lại nói tiếp cảnh giới thượng tương đương với tiên giới kim tiên cấp bậc, nhưng chân chính vung lên thực lực, đặc biệt là cùng tiên giới tới sinh linh luận thực lực, bọn họ 6 chuyển tán tiên tương đương với kim tiên cảnh giới, hơi nước quá lớn. Bởi vì bọn họ đều không có đi qua tiên giới, không có trải qua thuần khiết tiên linh lực cùng tiên giới thiên địa pháp tắc lễ rửa tội, không coi là tiên nhân. Nhưng hiện tại bọn họ trước mặt lại là xuất hiện một cái hư hư thực thực tiên giới tiến đến sinh linh con khỉ, hoặc là nói là yêu tiên, một cái chính thật sự tiên. Này như thế nào có thể làm cho bọn họ trong lòng không kinh? Cẩn thận ngẫm lại, con khỉ có thể là thật đến từ tiên giới sinh linh. Đệ nhất Dương Nghị Vân cùng con khỉ nói chuyện dùng tới hồi tiên giới 3 chữ. Đệ nhị bọn họ tất cả đều nhìn không thấu con khỉ sâu cạn. Đệ tam bọn họ ở tán tiên đảo vài ngàn năm thời gian. Chưa bao giờ có gặp qua nghe qua có như vậy một đầu cường đại con khỉ tồn tại, tất nhiên là từ tiên giới xuống dưới tiên hầu. Đệ tứ một kích nháy mắt hạ gục một cái bọn họ cùng đẳng cấp khác tán tiên, điểm này sợ là tán tiên lão tổ cũng không dễ dàng làm được. Thứ năm, bọn họ mấy cái nghe được con khỉ sát ý 10 phần nhẹ nhàng bâng quơ đối Dương Nghị Vân nói ta giúp ngươi giết bọn họ. Cái này, bọn họ, mấy đại tán tiên rõ ràng, con khỉ chính là đang nói bọn họ còn dư lại mấy cái tán tiên. Không có cường đại thực lực, ai dám khẩu khí lớn đến vô biên, dám khinh phiêu phiêu nói chém giết 7 cái 6 chuyển hậu kỳ tán tiên. Cho nên mấy đại tán tiên trong lòng cho rằng, cái này con khỉ tuyệt đối là tiên giới sinh linh. Không thể trêu vào a. Trốn.
Nương con khỉ đối Dương Nghị Vân nói giết bọn họ những lời này sau, tán tiên chung có người bạo giống một tiếng phát ra một chữ trốn. Vèo vèo vèo. Khoảng cách Dương Nghị Vân gần 6 cái tán tiên, một cái so một cái tốc độ mau, nháy mắt tứ tán mà đi, hóa thành lưu quang bay nhanh chạy trốn. Trốn sao? Giờ phút này Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh mắt tự nói. Dứt lời chi gian Lục Nhĩ Mi Hầu phi thăng dựng lên, vèo một chút biến mất. Ngay sau đó hét thảm một tiếng dựng lên, a. À. Một người tán tiên trực tiếp nổ tan xác mà chết. Rầm rầm. Lại là hai tiếng nổ vang, hai thân kêu thảm thiết vang lên. Tình huống chi gian ba gã tán tiên, bị Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp đánh bạo. Nổ tan xác mà chết. Dương Nghị Vân đứng ở nơi xa xem rành mạch, lại thấy Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh kim quang lấp lánh đại chùy, dài chừng 3 mét bộ dáng, giơ lên đại chùy tốc độ quả thực siêu việt hắn lý giải phạm vi, hẳn là nào đó pháp tắc tốc độ. Mỗi một chút xuất kích, đều sẽ có một người tán tiên bị Lục Nhĩ Mi Hầu một cây búa tạp chết. Trực tiếp tạp nổ tan xác mà chết. Xem đến Dương Nghị Vân trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ tới Lục Nhĩ Mi Hầu cường hãn, nhưng không nghĩ tới cường hãn đến rối tinh rối mù địa phương. Tam trùy đi xuống, ba cái tán tiên trực tiếp bị tạp nổ tan xác. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến Lục Nhĩ Mi Hầu theo dõi vẫn luôn tránh ở thật xa U. Mà U cũng đồng dạng ở trước tiên chạy trốn. Chính là hắn không nghĩ tới Lục Nhĩ Mi Hầu cư nhiên vừa chuyển đầu sẽ theo dõi hắn tới, tức khắc dọa hồn phi phách tán, vừa rồi Lục Nhĩ Mi Hầu tam trùy U cũng đồng dạng thấy được, thật sự là làm U linh hồn đều phát run thô bạo cường đại. U biết đối mặt này con khỉ, có 10 cái hắn đều không phải là đối thủ, chỉ chớp mắt nhìn đến con khỉ theo dõi hắn, U tưởng đều không được dựa vào tổn thương nguyên thần đại giới trực tiếp thúc dục vạn vật thần thông trực tiếp ẩn thân. Lúc này hắn biết bị này con khỉ theo dõi chỉ có ẩn thân mới là tốt nhất tránh né biện pháp. Oanh! Lục Nhĩ Mi Hầu một chùy đối với, U, tạp qua đi phát ra một tiếng nổ vang, nhưng lại phát hiện U không thấy. Ẩn thân sao, cho rằng bổn tiên không có biện pháp tìm được ngươi, à Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên ra tay một chưởng vỗ vào đại địa thượng, trong miệng trầm thấp nói, đại địa giam cầm. Trong nháy mắt một Lục Nhĩ Mi Hầu vì trung tâm, đại địa thượng xuất hiện rậm rạp vết rách. Ngay lập tức lan tràn trăm mét, như là trên mặt đất họa ra một cái viên giống nhau. Mà liền ở Lục Nhĩ ở đại địa một trưởng phát ra hết sức, cũng không có đi cố kỵ mặt khác chạy đi ba gã tán tiên, căn bản liền không để ý, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng để ý chính là U, không phải nói U cường đại, mà là Lục Nhĩ không cho phép có người có thể từ trong tay hắn tránh né rớt. Hắn thực chấp nhất, chẳng sợ không đi quản mặt khác ba cái bị dọa đến thần hồn đại mạo tán tiên, cũng muốn đem ẩn thân lúc sau U bắt được tới. Đến nỗi mặt khác ba cái tán tiên, nhìn đến Lục Nhĩ đi đối phó U lúc sau, vội vàng thúc giục nguyên thần lực lượng mất mạng chạy thoát đi ra ngoài, vừa mới Lục Nhĩ tam đập bạo ba cái bọn họ đồng bạn trường hợp, thật sâu chấn động bọn họ tâm linh. Bực này thời điểm lẽ ra làm đồng bạn cũng ứng đi cứu một chút U, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu quá cường đại đến làm cho bọn họ tim đập nhanh, lúc này không trốn càng đãi khi nào. Đến nỗi U, chỉ có thể nói chết đạo hữu bất tử bần đạo đi. Tự thân đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn đi quản U a? Cũng đúng là U cho bọn hắn tranh thủ thời gian, làm cho bọn họ ba cái chạy thoát đi ra ngoài. Dương Nghị Vân híp mắt nhìn đào tẩu ba người, hắn rất muốn đuổi theo đi, đem ba cái lão bất tử xử lý, chính là lúc này hắn cũng thấy được U ở một lần ẩn tàng rồi lên. U ẩn thân hắn là lĩnh giáo qua, ngay cả lão nhân đều coi trọng. Cho nên Dương Nghị Vân quyết định lưu lại đi giúp Lục Nhĩ Mi Hầu tìm ra U. Hơn nữa lão nhân nói qua muốn bắt đến U trên người vạn vật thần công, cửa này ở tiên giới đều thất truyền đã lâu thần thông, có thể ở tán tiên đảo tái hiện, lão nhân lại rất coi trọng, hắn há có thể buông tha. Sau đó Dương Nghị Vân vừa mới chuẩn bị qua đi, trong lòng nghĩ làm lão nhân ra tay tìm ra âm thầm ẩn thân U hết sức, lại là nhìn đến Lục Nhĩ Mi Hầu một chưởng vỗ vào đại địa thượng, tức khắc đại địa trăm mét trong vòng cái khe như là mạng nhện giống nhau xuất hiện, hình thành một cái hình tròn. Hắn nghĩ tất nhiên là Lục Nhĩ độc hữu bí pháp đi, hẳn là chính là dùng để đối phó âm thầm ẩn thân U. Cho nên Dương Nghị Vân cũng dừng bước chân, chuẩn bị nhìn kỹ hắn nói, đương nhiên hắn cũng không tính toán nhàn rỗi, đứng ở nơi xa, như cũ vẫn là có thể cho lão nhân hỗ trợ ra tay tìm U, nếu Lục Nhĩ Mi Hầu biện pháp không được, hắn tìm được U liền đi lên bổ dao nhỏ. Lão nhân hỗ trợ tìm xem U tránh ở cái gì vị trí đi. Dương Nghị Vân dưới đáy lòng hỏi sư phụ trời cao tà. Không cần bận việc, này con khỉ có thể tìm ra U vị trí tới,
chờ xem liền hảo, bất quá ngươi nhưng nhắc nhở con khỉ đừng một chùy đem u cấp đánh chết, hồn phi phách tán ngươi cũng không chiếm được vạn vật thần thông. Trời cao tà xuất khẩu nói. Di lão nhân ngươi không phải đối vạn vật thần thông thực tôn sùng sao, nói như thế nào lục nhĩ một tìm là có thể tìm được a? Dương Nghị Vân giờ phút này có chút phản bác lão nhân ý tứ. Nhưng là ngay sau đó trời cao tà liền trực tiếp mắng lên nói, tiểu tử thúi, cái kia kêu u tán tiên tu vi phía dưới, không có đem vạn vật thần thông tu luyện về đến nhà, mà lục nhĩ mi hầu thực rõ ràng tu vi mạnh hơn u một mảng lớn, ở tuyệt đối thực lực dưới, là có thể tìm ra. Lại nói lục nhĩ mi hầu là cái gì? Đó là thế gian hỗn thế bốn hầu chi nhất lục nhĩ mi hầu, thần thông thiên phú nhất am hiểu đó là, thiện linh âm, có thể sát lý, biết trước sau, vạn vật toàn minh. Thế gian có thể có cái gì giấu ở chuyện mờ ám vật có thể giấu giếm được lục nhĩ mi hầu? Ngươi cho rằng hắn lục nhĩ mi hầu danh hào là nói không a? Vi sư đích xác tôn sùng vạn vật thần thông, khá vậy chưa nói tuyệt đối a. Thế gian vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, này con khỉ chính là vạn vật thần thông cửa này pháp môn khắc tinh. Tiểu tử ngươi khác không học giỏi, cùng vi sư tranh luận nhưng thật ra tăng trưởng, có thời gian này không đi nghiên cứu 12 chí tôn thần thông, thật sự không vì người tử. Chuyện ở đây xong rồi, ở tiểu tử ngươi phi thăng tiên giới phía trước, cần thiết cấp vi sư đem 12 chí tôn thần thông tầng thứ 6 lĩnh ngộ ra tới. Nếu không chờ vi sư thu thập ngươi, hừ. Trời cao tà như là bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau bão nổi. Dương Nghị Vân nghe hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nữa tranh luận. 12 chí tôn hắn trước mắt chỉ nghiên cứu nói tầng thứ 5, đến nỗi tầng thứ 6 hoàn toàn không manh mối, càng là đến hậu kỳ càng là khó có thể tìm hiểu. Bị lão nhân răn dậy, hắn trong lòng phát khổ. Không dám ở cùng lão nhân nói chuyện, đem ánh mắt đặt ở lục nhĩ mi hầu trên người. Lại thấy lục nhĩ mi hầu một trưởng đánh ra nào đó thần thông lúc sau, đứng lên tại chỗ nhắm lại hai mắt. Lúc này Dương Nghị Vân còn lại là thấy được, lục nhĩ mi hầu lỗ tai mặt sau ở ẩn ẩn sáng lên. Hắn tên tuổi chính là lục nhĩ, kỳ thật người khác trong mắt chỉ có thể nhìn đến một đôi lỗ tai, thực thường nhân không khác nhau. Nhưng là hiện tại Dương Nghị Vân nhìn đến lục nhĩ rồi sau đó ở sáng lên, liền biết hắn có thể là ở vận dụng hắn che giấu lên mặt khác lỗ tai tìm kiếm u ẩn thân chi sở tại. Lão nhân vừa mới mắng chung nhắc tới, lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể sát lý, biết trước sau, vạn vật toàn minh, đây là thiên phú thần thông, nếu là thật nói như vậy, đích xác thần thông, mà tìm kiếm một cái dấu ở ám u, còn lại là một bữa ăn sáng thôi. Hắn không quấy rầy lục nhĩ mi hầu. Chỉ là lẳng lặng ở một bên nhìn, trong lòng nghĩ lục nhĩ mi hầu có thể hoa bao nhiêu thời gian tìm được u. Là 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, vẫn là 10 phút, cũng hoặc là càng nhiều thời gian. Rốt cuộc hắn cùng u đấu pháp thời điểm, hắn là không tìm được, toàn dựa lão nhân, hơn nữa là ở lấy hắn vì mồi dưới tình huống, trả giá một mồm to lão huyết sau, mới hoa 10 mấy phút thời gian tìm u nơi. Không thể không nói, u tu luyện vạn vật thần thông thật là thần khí. Dù sao không có bất luận cái gì hơi thở tồn tại. Lúc này liền xem lục nhĩ mi hầu có thể có cái gì thủ đoạn, hoặc là nói có thể hoa bao nhiêu thời gian đem u tìm ra. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, ngay sau đó lại thấy lục nhĩ mi hầu bỗng nhiên trợn mắt vèo một chút biến mất tại chỗ. Ngay sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở 50 mét ở ngoài, một chưởng trực tiếp đánh vào trống rỗng ra. Oanh! A! À, phốc! Lục nhĩ ở 50 mét ở ngoài. Dương Nghị Vân chỉ nhìn đến hắn đối với không khí đại ra một trường, ngay sau đó một tiếng nặng nề rung động dựng lên, tiếp theo kêu thảm thiết cùng hộc máu thanh. Một đoàn huyết vụ xuất hiện, lục nhĩ mi hầu tia chớp một chân dẫm đối với mặt đất dẫm đi xuống. Dương Nghị Vân trợn mắt há hốc mồm, trước sau không đến 10 tức a, lục nhĩ liền ra tay trực tiếp đem u cấp tìm ra tới, người so người sẽ tức chết, lôi đỉnh dưới, một trường đánh ra huyết vụ, tiếp theo hung hăng một chân dẫm qua đi. Dương Nghị Vân vội vàng lớn tiếng nói, lục nhĩ đại ca lưu lại hắn tánh mạng ta hữu dụng, giam cầm là được. Lục nhĩ mi hầu sau khi nghe được ngây người, nhưng như cũ một chân đối với huyết phụ dẫm đi xuống. Răng rắc, a, à. Xương cốt vỡ vụn thanh âm cùng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời u thân thể hiện ra tới. Lại là bị lục nhĩ một nhà phá pháp, ẩn thân biến mất. Ngay sau đó lục nhĩ lại là một chân đề ở u trên người. Chạm vào. Kêu thảm thiết trung u trực tiếp bị lục nhĩ một chân đá tới rồi Dương Nghị Vân bên người. Ta phòng ấn hắn pháp lực, giao cho ngươi, ta đuổi theo chạy trốn 3 cái. Lục nhĩ nói xong sấm rền gió cuốn không cho Dương Nghị Vân nói chuyện cơ hội trực tiếp vèo một chút biến mất đuổi theo 3 cái chạy trốn tán tiên.
Dương Nghị Vân nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất địa phương, vô cùng hâm mộ nói, hảo một cái bá khí chắc lậu con khỉ, ta khi nào mới có thể như hắn giống nhau phong tao đâu. Nói thầm xong sau, Dương Nghị Vân thu hồi ánh mắt, nhìn Lục Nhĩ nhắc tới dưới chân, đã hơi thở thoi thóp u, hắc hắc lẩm bẩm, ta vạn vật thần thông tới tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.